chương 811 Trần Bình An cảm thấy có vẻ hơi uổng phí của trời, mình cũng không phải luyện khí sĩ, linh khí dày mỏng cũng không ý nghĩa gì, một động thiên phúc địa như vậy, chỉ bằng để cho người khác tiêu tiền vào ở, liền dò hỏi, quế gì, ta là võ phu thuần túy, cho ta ở quá lãng phí, đổi cho ta một viện tử khác nha. Phụ nhân ôn nhu cười nói, không phải chuyện tiền bạc, Trần Công Tử cứ việc yên tâm ở lại. Với quan hệ giữa công tử cùng thiếu gia nhà ta, cho dù về sau nơi đây trở thành tiểu viện công tử độc hữu, Quế hoa đảo không mở ra đối với người ngoài, ta cũng không thấy có gì là bất ngờ. Hai câu này nói khẽ khắc vào trong tâm khảm Trần Bình An, nghĩ đến Phạm Nhị, Trần Bình An liền yên tâm thoải mái đi vào tiểu viện khuê mạch, lịch sự tao nhã yên tĩnh này. Trong viện sớm có một cô gái xinh đẹp chờ sẵn, duyên dáng yêu kiều, khí chất thiên về lạnh lùng, cho dù chỉ là im lặng đứng thẳng, cũng đứng cực có phong vận, nhưng mà sau khi nhìn thấy phụ nhân cùng Trần Bình An, nàng lập tức nhoẻn miệng cười với Trần Bình An, thản nhiên nói, Trần Công Tử, ta tên là Kim Túc, Kim trong Kim Sách, Túc trong Túc Mễ, trong sách cổ chính là ý chỉ cây quế. Từ nay về sau sẽ do ta chăm sóc chuyện ăn uống ngủ nghỉ của công tử. Nụ cười của cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng này, rất có phong tình ngã hoa khai lai bách hoa sát. Trần Bình An có chút câu nệ, theo bản năng ôm quyền hoàn lễ, về sau phải phiền Kim Túc cô nương rồi. Sau đó hắn có chút mất mát, tháo xuống bầu rượu nhanh chóng uống hấp rượu. Phụ nhân am hiểu sát ngôn quan sắc, Sâu sắc nhận thấy được một tia biến hóa của thiếu niên, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa, thế gian bách Thái, thiếu niên có chút tâm sự cũng là rất bình thường. Phụ nhân cáo từ rời đi, nhưng mà ở cửa thấy được một người quen ngoài ý liệu, càng ngoài tình lý, chính là lão xa phu đánh xe đưa hai người tiến đến Quế Hoa đảo Phạm gia, phụ nhân cười hỏi, "Là Phạm tiểu tử còn có giận dò cần giao phó?" Lão xa phu đối mặt vị Quế gì này, tựa như tương đương lễ kính, lắc đầu cười nói, "Là chịu gia chủ nhờ vả." cùng trần công tử cùng đi hướng đảo huyền sơn trong thời gian ở đây chỉ sợ ta phải ở tại tiểu viện khuê mạch quế di ánh mắt càng thêm kinh ngạc hỏi cần kim túc ở tại nơi khác sao lão sa phu gật gật đầu tốt nhất là như vậy để cho nàng ấy chọn một nơi gần viện tử một chút mỗi ngày đưa chút đồ ăn lại đây là được công việc còn lại không cần quan tâm quế di tuy trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không nói thêm gì quay đầu lên tiếng gọi kim túc sắc mặt như thường cùng nhau rời khỏi lão sa phu không quên nhắc nhở một câu gia chủ phân phó, còn phải quấy giày quế phu nhân một chuyện, để cho chu tổ tông quế thụ trên đỉnh núi, phân ra một ít thụ ấm ở tiểu viện khuê mạch, miễn cho bị người ngoài có tâm dò ngó. Quế di gật gật đầu, ở trên quế hoa đảo, cô gái kim túc được tuyển từ trong vị quế hoa tiểu nương hàng đầu, không nhịn được quay đầu nhìn lão sa phu cùng thiếu niên dày dơm. Sau khi Quế Di và Kim Túc đi ra khỏi viện tử khuê mạch, một trận gió nuôi mát mẻ thổi tới nơi đây, đồng thời có thụ ấm bao phủ viện tử, chỉ là chợt lóe rồi biến mất, sau đó vẫn như cũ là ánh mặt trời sáng lạn. Lão Sa Phu được Phạm Nhị xưng hô là Mã Gia ra, ra mặt hướng về Trần Bình An, thẳng thắn vô tư nói, ta tên là Mã Chí, là một trong những môn khách của Phạm Gia, ta là một kiếm tu kim đan cảnh, nhưng mà thiên phú không cao, sát lực không mạnh, cho dù chống lại sở dương đồng cảnh do phù gia cung phụ, vẫn không phải đối thủ của hắn. Lần này Mã Chí ta chịu gia chủ nhờ vả, nhưng mà gia chủ lại là chịu nhờ vả của trịnh tiên sinh hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, muốn ta cùng trần công tử thử kiếm trần bình an vừa nghe đến trịnh tiên sinh chỉ biết đây là một trong những cách trịnh đại phong báo đáp liền tại đây tiểu viện lần thứ hai chắp tay ôm quyền lão nhân cười gật đầu trước tiên không vội ta sẽ ở tại sương phòng tiểu viện hôm nay trần công tử trước tiên nghỉ ngơi cho tốt có thể đi dạo quế hoa đảo nhiều một chút nếu không ngày mai bắt đầu thử kiếm trần công tử chưa chắc có thời gian nhàn hạ như vậy lão nhân đi hướng một gian phòng bên hông sau khi đóng cửa lại, cười nói, nếu trịnh đại tiên sinh không phải nói giỡn, như vậy lúc này đạo đại khách của phạm gia quế hoa đảo có hơi khoa trương A, à, thiếu niên võ phu kia thật sao chống đỡ được sao? Mã trí ta dù ở trong kiếm tu kim đan cùng thế hệ không ra gì đến mấy, thì tốt xấu cũng là một kiếm tu cửu cảnh A, à. nói tới đây, bên trong khí phủ lão nhân lược ra một thanh phi kiếm màu đen hơn một thước, sau khi nó hiện thế, bắt đầu quanh quẩn chậm rãi lượn vòng quanh lão nhân, kiếm khí nồng hậu, kéo thành một dãy lưu huỳnh màu đen trong phòng kiếm khí dày đặc cái nóng của khoảng thời gian giữa hè nháy mắt không còn chút nào trần bình an đi tới phòng chính đối diện viện môn sau khi đóng cửa lại lúc này mới thật cẩn thận mở ra túi bao lúc trước trịnh đại phong để tại cửa có một bộ sách còn mang theo mùi mực mới mẻ khắc bản hoàn mỹ sách tên là kiếm thuật chính kinh rất có khả năng là trịnh đại phong thông qua quan hệ nhân mạch phạm gia tìm được một hiệu sách tin được do hắn tự mình khắc bản thành sách cộng thêm bốn chữ tên sách vô cùng bắt mắt thể hiện rõ công lực Thật sự không thể liên hệ được với Trịnh Đại Phong cả lơ phất phơ. Ngoài bản kiếm thuật chính kinh gia, còn có một túi tiền nhỏ bằng vài bông không bắt mắt, suy nghĩ một chút, số lượng tiền không nhiều lắm, hơn 10 đồng, Trần Bình An nghĩ lầm là tiểu thử tiền hoặc là cốc vũ tiền, kết quả mở ra vừa thấy, sợ tới mức Trần Bình An vội vàng che túi tiền lại, đó chính là một túi đồng tiền kim tinh có thể khiến cho cốc vũ tiền kêu là đại gia. Đồng tiền kim tinh chân quý cỡ nào, Trần Bình An vô cùng rõ ràng. Mấy đỉnh núi ở bên trong Lạc Phách Sơn như thế nào mà tới tay, chính là kết quả của từng đồng từng đồng tiền kim tinh bay ra ngoài. Trần Bình An thậm chí không kiểm kê số lượng, không có phân biệt chủng loại đồng tiền kim tinh, là cung dưỡng tiền, nghênh xuân tiền, áp thắng tiền, hay là ba cái đều có. Trần Bình An không nói hai lời trực tiếp thu vào bên trong phương thốn vật 15, cuối cùng chỉ còn lại một khối ngọc bài cùng một phong thơ. Ngọc bài không có khắc dấu hoa văn trang sức gì, chỉ là ngọc bài vuông vức đơn giản nhưng mà tính chất nhãn nhụi sờ lên có cảm giác giống như tơ lụa tốt nhất thế gian vừa nhìn là biết đây là vật tốt đến cùng tốt cỡ nào với nhãn lực trước mắt của trần bình an không nhìn ra được trần bình an mở ra phong thư bút tích trong thử quả thực giống như nét chữ tên sách kiếm thuật chính kinh tất nhiên là chữ trịnh đại phong tự tay viết trong thư nói mấy chuyện đơn giản trọng yếu bộ kiếm kinh này đạo không cao nhưng đã là đỉnh điểm của võ học kiếm thuật truyền tải trong đó, tất cả đều là chiêu thức phản pháp quy chân, thực thích hợp với Trần Bình An loại người chăm chú nghiên cứu tập luyện khổ tu. 15 đồng tiền kim tinh là để trả lại 5 văn tiền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về phần khối ngọc bài kia, trong thư trịnh đại phong chỉ nói ba chữ, chỉ xích vật. Chỉ điều đó ra, không giới thiệu gì nữa, lai lịch sâu xa, sử dụng như thế nào, không đề cập tới một chữ. Nhưng dù là chỉ có ba chữ này, phân lượng cũng đã đủ. Thiếu niên thôi sàm lúc trước đi xa đại tùy, vị quốc sư đại ly này mang theo bên người, cũng chính là một chiếc chỉ xích vật. Cuối cùng thư viết, Trịnh Đại Phong nói Mã Chí cùng hắn thử kiếm, chỉ là một phần thưởng nhỏ của ba cuộc mua bán, là vì để cho Trần Bình An dễ thích nghi thích ứng áp thắng vô hình của kiếm khí trường thành, đối với một võ phu thuần túy, cho nên kiếm tu kim đan Mã Chí, đến lúc đó sẽ tế ra phi kiếm bản mạng, cũng là chỉ điểm kiếm thuật cũng có thể giáo hội Trần Bình An, như thế nào đối địch một vị kiếm tu trong ngũ cảnh nói tới chuyện này trịnh đại phong trở nên hào phóng bút mực còn bỏ thêm vài câu đạo lý kiểu loại ăn khổ trong khổ mới là người trên người nhưng mà trần bình an cho dù chỉ là cầm thư nhìn những văn tự này cũng có thể tưởng tượng trịnh đại phong lúc viết thư là vẻ mặt cười hắc hắc đê tiện trần bình an trong lòng biết rõ ràng là trịnh đại phong nghe nói về quá trình rèn luyện tam cảnh của mình cho nên không định để mình được thoải mái ở tứ cảnh nhắm chừng lúc này trịnh đại phong đang ở hiệu thuốc bắc khôi trần vụng trộm vui cười nghĩ đến trần bình an hắn phải chịu mọi đau khổ trên quế hoa đảo tên kia kế tiếp nhất định uống nước lã cũng như là đang uống rượu nếu không lão kiếm tu sẽ không để cho trần bình an hôm nay đi dạo hết quế hoa đảo như vậy trịnh đại phong đã đào cái hố này trần bình an không thể không nhảy cất kỹ kiếm kinh cùng với ngọc bài chỉ xích vật để hết vào trong phương thốn vật trần bình an không biết từ đâu lại nhớ tới thần cáo tông hạ tiểu lương phương thốn vật chỉ xích vật của nàng mới thật là nhiều có thể nói rực rỡ muôn màu nhưng mà nhớ tới vị đạo cô tiên tử ấn tượng đầu tiên vốn vô cùng tốt đẹp này, hiện tại trong lòng Trần Bình An chỉ có lo lắng trồng chất. Trần Bình An phun ra một ngụm chọc khí, đi ra cửa du lịch Quế Hoa Đảo. Từ đỉnh núi nhìn xuống, độ thuyền chưa xuất phát, chân núi còn có các luyện khí sĩ đang lục tục lên thuyền. Thu hồi tầm mắt, Trần Bình An nhìn thẳng phía phương xa, ba mặt đều là cảnh tượng nước biển vô ngần trắng lệ, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, đặt mình trong đó, cảm giác thật nhỏ bé. Trần Bình An nhớ tới một chuyện về hai chữ mạnh nhất lão nhân họ thôi ở chút lâu nói tam cảnh của hắn là tam cảnh mạnh nhất trên đời này không phải bà bình châu sau lại khi nói chuyện phiếm với trịnh đại phong hắn cũng nói lý nhị từng là võ phu cửu cảnh có trụ cột hùng hậu nhất mạnh nhất chẳng qua hôm nay tễ thân đệ thập cảnh trần bình an đoán lý nhị tạm thời hẳn là đã mất đi mạnh nhất hai chữ trần bình an nhìn ra phương xa nghe thôi sàm nói tòa hạo nhiên thiên hạ này thật lớn có ngũ hồ tứ hải cửu lục địa bà bình châu câu lô châu, ngai ngai châu, bà sa châu cùng kim giáp châu vân vân, như trăng sao vây quanh trung thổ thần châu lớn nhất, mà trung thổ thần châu lại có mấy đại vương triều, đại ly chỉ có thâu tóm một nửa vào bình châu, bản đồ mới có thể so sánh cùng bọn họ. Trần Bình An không nhịn được suy nghĩ một vấn đề. Võ đạo đệ thập nhất cảnh trong truyền thuyết, võ thần, có tồn tại trên đời này không? Thiếu niên thôi sảm lúc ấy cười hắc hắc, không đưa ra đáp án. Kim Giáp Châu, một cổ chiến trường phế tích linh khí loãng đến cực điểm, Từng pho từng pho tượng thần thật lớn sinh tiền cao tới mấy chục trượng, hơn trăm trượng, toàn bộ sụp ngã xuống đất, không một trường hợp may mắn thoát khỏi, kéo dài ra, giống như một chi sơn mạch bị phá thành mảnh nhỏ. Nơi đây đã trở thành cấm địa thiên nhiên của luyện khí sĩ một châu. Thường xuyên có từng đợt cương phong không hề có dấu hiệu thổi quét qua thiên địa, đối với luyện khí sĩ trong ngũ cảnh dưới địa tiên kim đan mà nói, không khác đao phong tước cốt. Ở một pho tượng Phật nguy nga hùng tráng tàn phá đã ngã xuống đất, hình như trước khi ngã xuống đất chính là tượng Phật Đà cầm hoa mà cười, khi ầm ầm ngã xuống đất, cánh tay nơi vai bị gãy, toàn bộ cánh tay nằm ngang ở phía trên mặt đất, bàn tay đang cầm đóa hoa của Phật Đà vỡ nát từ lâu, năm ngón tay cũng chỉ còn lại có ba ngón, trong đó một ngón nhách lên, chỉ hướng bầu trời, chỉ một ngón tay thôi đã cao tới hơn 10 trượng, có thể nghĩ, pho tượng này trong tình huống hoàn hảo không tổn hao gì sẽ cao lớn nhường nào. Có một cô gái áo trắng đi chân trần đứng ở trên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm tay niệm thần chú đón gió mà đứng cô gái khuôn mặt bình thường tựa như một vị tiểu cô nương có thể nhìn thấy ở bất cứ ngõ ngách nào trên phố phường có cương phong đột kích như thủy triều đánh hướng ngón tay tượng phật cùng đầu ngón tay cô gái đang đứng sừng sững cô gái không mở mắt ra chỉ là môi khẽ nhúc nhích lấy phương ngôn một địa phương tại kim giáp châu nhẹ giọng nói khai cương phong một chia thành hai giống như bị người ta bổ ngay giữa từ hai sườn ngón tay phật tượng gào thét mà qua chỉ có từng đợt từng đợt gió nhẹ nhẹ như cá lọt lưới, thành công phát qua hai má cô gái, ngay lập tức trên mặt cô gái bị cứa ra những đường máu nho nhỏ, nhưng mà chỉ một sát na thôi, dung nhan cô gái liền khôi phục như lúc ban đầu. Gió thổi qua cô gái, mang đi hương hoa lan. Hải vực phụ cận câu lô châu, trên đỉnh một đại sơn, thế núi như chùy đâm thẳng trời, chỉ có đỉnh núi là một chỗ đất trũng hình tròn, hình miệng bát, như một chiếc giếng nước, sâu không thấy đáy, lại y hi có ánh lửa chiếu dọi vách giếng ở bên trong miệng giếng núi lửa đang hoạt động có một vị hán tử khôi ngô toàn thân không một sợi vải che thân một tay nâng má ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngầm đen đúa trầm tư không nói bốn phía tất cả đều là hỏa diễm nham thạch nóng chảy tuôn trào sóng nhiệt ngất trời nam nhân hồn nhiên bất giác nam tử trời sinh trọng đồng truy cập halayji com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé hắn có chút sầu mi khổ kiểm lẩm bẩm nói cảnh cửa kim thân này hơi khó phá vỡ a à còn phải nên tự trách mình ăn quá nhiều linh đan rượu dược, 200 cân, hay là 300 cân. Xem ra đợi cho tễ thân kim thân cảnh, không thể tiếp tục ngốc nghếch mang món đồ chơi đó ra làm cơm ăn. Thứ khác không nói, cần mỗi ngày đi nhà xí thôi cũng rất phiền toái, truyền ra ngoài thật là tổn hại mặt mũi võ phu lục cảnh. Một cây phi kiếm sắc bén vô thanh vô tức từ miệng giếng bên kia đâm tới, nam tử khôi ngô sụi lơ nằm trên đất, suy sụp trượt vào bên trong biển lửa thanh kiếm lớn nhỏ không khác biệt mấy so với bản mạng phi kiếm của kiếm khách dưới núi, không hề dừng lại, tấn mãnh bay vút về bốn phía vách tường miệng giếng núi lửa, vô số đá lăn rơi vào biển lửa. Nếu ở nơi khác của Bắc Câu Lô Châu, với tu vi chủ nhân chuôi phi kiếm này, cùng trình độ sắc bén của phi kiếm bản mạng, chị sợ đã sớm đâm xuyên thấu một ngọn núi lớn. Nhưng mà ở vùng đất này, phi kiếm cắt đá trên vách tường miệng giếng lại cực kỳ gian nan trở ngại. Có một vị lão giả mặc trường bào lưng đeo trường kiếm đứng ở trên miệng núi lửa, sau khi một kiếm đâm chúng nam tử trọng đồng kia lão nhân tiếng nói như sấm minh vang vọng đáy giếng rốt cuộc cũng tìm được ngươi ngươi vương bát đản đáng chịu ngàn đao đừng giả chết ta biết mạng ngươi cứng rắn thật sự không sao hết là chính ngươi lựa chọn vùng đất tử địa không thể trốn thoát này sau khi táng thân như thế rơi vào đó trở thành thi cốt vô tồn một thân tội nghiệt của ngươi nói không chừng còn có thể giảm bớt vài phần lão giả đưa hai ngón tay ra đồng thời khép lại vòng đến sau lưng nhẹ nhàng chạm lên chuôi kiếm bội kiếm ra khỏi vỏ, nhảy lên tới tận trời, sau đó cấp tốc hạ xuống, từ miệng núi lửa thẳng đến biển lửa kia, khi trường kiếm chui vào bên, trong biển lửa nham thạch nóng chảy kia, ầm ầm nổ vang, bắn ra hỏa diễm tung tóe cao mấy trượng. Bên trong biển lửa, mơ hồ có bóng người mờ ảo tấn mãnh du duệ, thanh trường kiếm kia giống như xiên cá, nhiều lần tấn mãnh đâm tới. Bốn phương dưới chân núi, mỗi phương có một người đang chậm rãi lên núi, có lão đạo nhân đang dán một tấm phù lục lên trên từng khối đá núi có tăng nhân hai tay kết ấn, sau đó nhẹ nhàng vỗ về phía đại địa. Có người cầm trong tay một bức họa cuộn tròn bức coi, như không có điểm cuối trải từ chân núi hướng về phía trước, như địa y trải trên đất. Cũng có thanh sam lão giả cầm trong tay bút lông, múa bút vẩy mực lên mặt đất, viết xuống từng câu dạy bảo của nho gia thánh nhân. Lão nhân trên đỉnh núi trong lúc y đồ dùng song kiếm chém giết hung nhân, tự diễu nói, ta đường đường kiếm tu kim đan cảnh, đuổi giết một võ phu giang hồ chưa tới cảnh thứ bảy, thế mà cần phí nhiều công sức phức tạp như thế lão nhân nghĩ đến chuyện thê thảm kia, không chỉ là tai họa của tông môn hắn, còn có trên núi dưới núi vô số mạng người oan uổng. Vị kim đan kiếm tu này trong lòng giận dữ, vẻ mặt tức giận nói, ngươi loại này giết người chỉ vì tìm niềm vui, chết không đủ đền tội. Chết trăm lần cũng không đủ. Hai quân rằng co, nổi chống chấn thiên. Bên trong một đại quân, một tòa đài cao lâm thời dựng lên mà thành, thế mà có một vị nam tử mặc cẩm y lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, nhìn còn chưa đến 30 tuổi, có hai cô gái tuổi thanh xuân quốc sắc thiên hương ngồi ở hai bên giường, một người vuốt ve huyệt thái dương cho nam tử trẻ tuổi, một người cong lưng cúi người nhẹ nhàng đấm bắp chân cho nam tử. Càng không thể tưởng tượng phía sau nam tử là một cây đại kỳ chủ soái dựng đứng, đang bay phất phới. Một mỹ nhân dung mạo tuyệt mỹ, nhưng mang tư thái tỷ nữ thật cẩn thận đấm bên sườn bắp chân nam tử, nàng liếc mắt nhìn nữ tử kia, cười duyên dáng nói, "Công tử, nghe nói lần này trận doanh đối phương có một vị kiếm tu bát cảnh cùng một binh gia tu sĩ cửu cảnh giúp đỡ áp trận. Xem ra chồng trước của hiệt tú nhà chúng ta, thật sự rất yêu hiệt tú. Xung quanh nhất độ vi hồng nhan thật sự là vui buồn lẫn lộn. Công tử, bằng không ngươi cứ mang hiệt tú trả lại cho người ta đi. Gương vỡ lại lành, cũng là chuyện tốt đẹp, dù sao. Nói tới đây, mỹ nhân khiêu gợi nâng lên một tay, che miệng cười duyên. Dù sao công tử người cũng nhấm nháp gần xong hiệt tú cô nương của chúng ta rồi. Huống chi nàng lại là người lòng dạ hẹp hòi, chưa bao giờ nguyện cùng chia mưa móc với bọn tỷ muội, chẳng phải là làm hại công tử mất hứng. Trên đời này nào có nha hoàn dã man như vậy? Cô gái tuyệt sắc tên gọi là Hiệt Tú kia ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là lấy hai tay ngón cái nhẹ nhàng để ở trên huyệt thái dương của nam tử Cẩm Y, động tác mềm nhẹ cẩn thận xoa nắn. Nam tử Cẩm Y hít mắt cười nói, "Hiệt Tú thẹn thùng, công tử ta đau lòng nàng, về phần ngươi là chịu được dày vò, nếu công tử ngốc nghếch sót thương ngươi, chỉ biết thương tiếc, không hiểu phong tình, ngươi còn không tạo phản?" Cô gái đấm chân vẻ mặt Xuân Ý, đối với hiệt tú kia khẽ nhách mi. Người sau hồn nhiên bất giác đối phương khiêu khích. Nam tử cẩm y nhẹ nhàng nhấc chân, cởi giày cho công tử. Nàng kia trong nháy mắt ánh mắt trở nên cực nóng, quỳ dạp xuống trước giường, hai tay run rẩy tháo đôi giày cho nam tử cẩm y. Nam nhân ngồi dậy, duỗi cái lưng mỏi, phù diêu châu chúng ta, thế mà chỉ lớn hơn một chút so với bảo bình châu kia, thật không thú vị. Hắn đi chân không, đưa tay mò vào cổ áo cô gái hiệt tú, cuối cùng lấy ra một viên cầu màu vàng mang theo nhiệt độ cơ thể mỹ nhân, sờ nhẹ một cái, nháy mắt mặc vào một bộ bảo giáp màu bạc thường bị nhầm lẫn là binh gia thần nhân thừa lộ giáp, điều kỳ lạ là bộ bảo giáp này phủ kín đủ loại vết thương, chỗ ngực lại lộ ra một lỗ thủng giống như bị trường kiếm đâm thấu. Nam tử trẻ tuổi mặc vào bảo giáp không biết tên, chậm rãi đi về phía trước vài bước, đột nhiên quay đầu cười nói với cô gái tên là Hiệt Tú, chồng trước của ngươi tất cả đều không bằng ta. Duy chỉ có một chuyện, đời này ta đều đuổi không kịp hắn đó chính là bày trò cười. Hắn vươn một tay, đưa tay chỉ hướng đại kỳ đối phương xa xôi, khóe miệng nhách lên, nói với cô gái, ví dụ như mời kiếm tu còn mời binh ra tu sĩ, công tử nhà ngươi thiếu chút nữa đã bị hắn chọc cười tới chết. Mỹ nhân tháo giày cho nam tử trẻ tuổi kia, ngồi trên đất, lưng tựa giường, ôm bụng cười to, phong tình vạn chủng. Nam nhân trẻ tuổi chuyển hướng đại trận quân địch, ngửa mặt lên trời cười to, thê thiếp người khác tốt, quả phụ nhà người khác càng tốt hơn nam tử nặc bảo giáp như sương tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên phá không mà đi trực tiếp phóng qua kỵ trận đại quân bên ta ở trên đỉnh đầu thiên quân vạn mã như cầu vồng trắng bắc ngang bầu trời nơi cực bắc ngay ngai châu băng thiên tuyết địa vô cùng vô tận phong tuyết mãnh liệt không thấy mặt trời có người khoác một chiếc áo lông cừu tuyết trắng ngẫu nhiên bị phong tuyết thổi cho áo lông cừu dính sát vào thân mới có thể phát hiện dáng người thon thả bị che khuất chèn ép rất thấp dưới chiếc mũ lông cừu thật lớn, lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Người này bên hông huyền bội trường đao vỏ đen bóng chỉ lộ ra một đoạn ngắn. Thi thoảng nàng sẽ đưa tay ra khỏi chiếc áo khoác rộng, lấy ngón cái nhẹ nhàng vuốt vuốt chuôi đao. Lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn như ngọc, còn trắng hơn so với tuyết, nhưng lại nổi lên sắc thái trong suốt. Hẳn là một cô gái trẻ tuổi. Lại dám can đảm một mình hành tẩu giữa nơi băng tuyết rét lạnh đến xương, ở ngai ngai châu nơi cực bắc của cửu lục địa nàng đang đi ở nơi cực bắc của ngai ngai châu một vị kim đan cảnh luyện khí sĩ cũng chưa chắc dám to gan như thế một mình bắc du cô gái lấy ra một cái bánh bao cứng như sắt nhẹ nhàng cắn xé nuốt xuống tầm mắt thủy chung rừng ở phía trước Dải đất cực hàn của ngai ngai châu này hoang tàn vắng vẻ nhưng mà thường xuyên có đại yêu lui tới chiếm cứ thiên thời địa lợi cực kỳ khó chơi bên trong kim đan cảnh trừ kiếm tu đều không muốn tới đây cùng nhóm đại yêu xúc sinh rảo hoạt âm hiểm dây dưa không ngớt một khi khiến cho bọn chúng tức giận thường thường sẽ lâm vào bao vây trùng trùng vậy thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cô gái dừng lại bước chân vừa vặn ăn xong cái bánh bao kia bên trong phong tuyết sương mù phía trước một con sói tuyết thật lớn đang chầm chậm do thám sau khi nó xuất hiện trong phạm vi trăm trượng phong tuyết chợt ngừng lại cô gái nhắc mũ lông cừu lên nhô đầu ra đối diện cùng con sói tuyệt tựa như núi nhỏ nàng ở no một cái sau đó chỉ là một đao sau một lát, trong thiên địa thủy chung không có gì khác thường, nàng cũng đã bắt đầu cho đao vào trong vỏ lại. Nàng tiếp tục đi về phía trước, mỉm cười nói, "Mượn đầu ngươi dùng một chút, đổi chút tiền son phấn." Khi nàng đi thẳng đến khoảng cách trước mặt con sói tuyết kia, đại yêu nọ mới tựa như một đỉnh núi âm ẩm sập xuống. Nàng nhìn đầu sói thật lớn bị một đao chém xuống kia, có chút khó xử, cái đầu lớn như vậy, chẳng lẽ bắt mình khiêng về? Cho nên nàng quay đầu nhìn bên trong phong tuyết phía xa xa, giơ tay lên chào hỏi nói, ngươi lại đây giúp ta đem cái đầu về tha cho ngươi không chết để trả tiền công thi thể còn lại của sói tuyết toàn bộ thuộc về ngươi sau đó cô gái trở về trong phong tuyết một con bàn sơn viên hai tay cầm đầu sói máu me đầm đìa đi theo phía sau cho dù khu vực gần thi thể sói lang không đầu có mấy đại yêu dục dịch âm thầm thèm nhỏ dãi không thôi nhưng mà thủy trung không có ai dám bước vào lôi trì nửa bước hạo nhiên thiên hạ có ngũ hồ tứ hải các nơi đều có lãnh thổ rộng lớn một tòa lục trầm trên bản đồ đã sụp đổ, bị một đại hồ bao phủ. Đáy hồ có một cổ chiến trường di chỉ, có một vị nam tử đang săn bắn những hồn phách anh linh không tiêu tan, sau khi bắt được, sẽ cho vào giỏ cá nhỏ bên hông. Ở trên không một mặt biển lớn, cao đến giống nhau khoát tay là, có thể chạm đến màn trời khung đỉnh của hạo nhiên thiên hạ, nơi này phân ra hai tầng biển mây minh mang, hai tầng cách xa nhau hơn trăm dặm. Ở chỗ cao trong biển mây, có một biển mây chỗ hồng nhỏ không đáng kể có một vị lão nhân cao gầy mi dài, ngồi xếp bằng ở bên rìa giếng mây, cầm trong tay một cần câu xanh biêng biếc, nhưng không có dây câu. Trên biển mây tầng dưới kia, cách lão nhân đại khái bảy tám mươi dặm, có một đàn vân vụ kình to lớn bay vút qua. Lão nhân làm tư thế ném cần câu, đầu đỉnh của cần câu thanh trúc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mơ hồ có thể thấy được một sợi tơ màu ngân bạch, cực kỳ nhỏ. Dây câu buộc chặt một con vân vụ kinh thật lớn dài đến vài dặm, vân vụ kinh trời sinh thần lực bắt đầu kịch liệt dãy giụa sau đó lão nhân túm mạnh cần câu, đồng thời đứng lên, cần câu bị kéo cong thành một hình cung kinh người, lão nhân cười ha ha nói, cử thật, khí lực còn rất lớn. Hai bên rằng có công phu một nén nhang, lão nhân cầm cần câu ở phía trên biển mây chạy tới chạy lui, hùng hùng hổ hổ, rất buồn cười. Một võ phu thuần túy có thể ngự phong đi xa, ít nhất cũng là bắt cảnh. Cho dù chỉ là võ phu bắt cảnh, dư sức đánh chết một con vân vụ kình, dù cho rằng có cùng một đàn vân vụ kình cũng là ổn thỏa nắm chắc thắng lợi nhưng mà lão nhân thả câu huyền cơ, ở chỗ lấy một ngụm chân khí ngưng tụ thành dây câu yếu ớt như sợi tóc, thuần túy lấy cái này đối địch với thần lực của một con vân vụ kình, thủy chung không ngừng, đây mới là chỗ kinh thế hãi tục nhất. Võ phu thuần túy, bản thân đã cường đại ở hai chữ thuần túy. Trung thổ thần châu, một đại vương triều từng là đại nhân vật trong chín đại vương triều của Hạo Nhiên Thiên Hạ, từ đây bị diệt, quốc tộ đoạn tuyệt. Nói chung, thế lực có thể diệt một một vương triều lớn như vậy, chỉ có một tồn tại lớn hơn nữa bên trong cửu đại vương triều. Nhưng mà lần này cũng không như thế. Thành trì vong quốc, bên trong hoàng cung huy hoàng khói thuốc súng nổi lên bốn, phía có một kỵ mã chậm rãi đi về phía trước, những nơi đi qua, võ tướng sĩ tốt đều lui tán như thủy triều. Kỵ mã này trực tiếp dục ngựa đi hướng tòa đại điện nổi danh khắp chín châu. Chiến mã không đi dọc theo bậc thang hai sườn long bích tiến vào đại điện, mà là vó ngựa trực tiếp đạp lên phía trên long bích, tựa như một con ngựa hoang đi dọc theo sườn dốc sơn dã hướng về phía trước mà thôi. Người cưỡi ngựa thân hình cao lớn, mặc chiến giáp vàng óng ánh, mang giáp mặt che kín khuôn mặt, cầm trong tay một cây phù lục chảy rộng, trường thương kim quang lưu động, so với thiết thương chiến trận bình thường thì dài hơn rất nhiều. Tọa kỵ là một long câu hậu duệ giao long, thần dị phi thường, thế gian hiếm thấy. Người kỵ tướng này bên hông còn dắt một cây kiếm không vỏ, trường kiếm không có mũi nhọn, dì xét loang lổ, mơ hồ có hai chữ nhỏ cổ triện, đã mai một quá nhiều. Trước khi cưỡi ngựa tiến vào đại điện, Người võ tướng lập được công lao diệt quốc, đột nhiên giơ cánh tay lên cao, chỉ ngón tay giữa hướng lên trời cao. Sau khi làm ra động tác này, kỵ tướng tựa như đang chờ đợi thiên thượng đáp lại, nhưng mà Vân Đạm Phong khinh, sau khi gìm cương dừng lại một lát, liền nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa một cái, tiếp tục đi về phía trước, sau khi vó ngựa vượt qua cửa đại điện, điểm cuối tầm mắt của người kỵ tướng này là chiếc long y được xưng là quý hiếm nhất trên đời này. Võ tướng cúi đầu, nhìn nhìn trường kiếm không vỏ. Nghe nói vỏ kiếm lưu lại tại địa phương nhỏ nơi Bảo Bình Châu nên cho người đi lấy về, hay là tự mình đi một chuyến. Võ tướng này tháo xuống giáp mặt cùng mũ giáp, lộ ra một đầu tóc đen, chút xuống dưới. Là nàng, chứ không phải hắn. Cô gái võ thần, lão quế thụ chu tổ tông trên đỉnh núi quế hoa đảo kia, Trần Bình An đứng dưới bóng dâm thời tiết nóng gần như không còn, không thể không nhớ tới lão hòe thụ nơi quê nhà, chỉ là cây quế trước mắt lá cây sung xuê. Lão hòe thụ thì đã không còn, Trần Bình An sau khi thương cảm chợt tỏ ý cười, vẫn còn nhớ rõ hình ảnh tiểu cô nương áo hồng nghiên khiêng cành hòe bôn chạy, Lý Bảo Bình hoạt bát đáng yêu, không sợ trời không sợ đất, cùng lão long thành phạm nhị vô ưu vô lự, có thể sống qua từng ngày thật sự tốt đẹp, đều khiến cho Trần Bình An hâm mộ không thôi, hy vọng mình có một ngày có thể trở thành người như bọn họ vậy, không biết cái này có tính là ganh đua như trong sách Thánh Hiền nói không. Trừ Trần Bình An, dưới tàng cây quế già còn có hành khách độ thuyền đang đứng top 5 top 3, đều là quần chúng mộ danh mà đến, chỉ trỏ lão thụ cao tuổi này, còn có một vài cô gái chọn lựa vị trí đứng yên, để cho vài vị họa sĩ quế hoa đảo chuyên môn đợi ở đây, để bút vẽ tranh cho các nàng. Còn có một nhà ba người, muốn vị họa sĩ luyện khí sĩ đan thanh diệu thủ kia, giúp bọn hắn vẽ một bức ảnh gia đình, lưu làm kỷ niệm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước ở trên xe ngựa Phạm Nhị có nhắc nhở Trần Bình An, khách nhân có thể từ Lão Long Thành đi hướng đảo Huyền Sơn làm ăn, cảnh giới có cao thấp, xuất thân có tốt xấu, nhưng mà có một điểm chung, chính là những người này đều không dễ chọc, dây mơ dễ má nhiều, ai cũng có thể lôi ra một hai nhân vật thông thiên hoặc là tiên gia hảo phiệt. Bởi vì phạm gia ở Quế Hoa Đảo trừ vài tòa vật tư cất trong kho nhà mình, rất nhiều khách nhân tài đại khí thô, cũng sẽ mượn dùng Quế Hoa Đảo để tài hàng hóa. Nhóm người này không thiếu bối cảnh cùng tài lực, thậm chí có khả năng so với phạm gia càng thêm phú khả địch quốc, chỉ là thiếu một chiếc độ thuyền vượt châu nhờ cơ duyên mà có được, cùng với một hàng tuyến thành thục an ổn mà thôi. Trần Bình An vốn không phải người thích gây chuyện thị phi, cho nên lời nhắc nhở này của phạm nhị thuộc loại dệt hoa trên gấm lúc này trần bình an im lặng đứng ở xa xa sau khi đợi một vị họa sĩ trung niên ngưng bút giao phó bức họa cuộn tròn xong trần bình an mới đi ra phía trước đi lướt qua cô gái đang vui vẻ phấn chấn tay cầm bức họa cuộn tròn hắn liếc mắt nhìn bức họa quyển trong tay nữ tử luyện khí sĩ giống như đúc không phải cứng nhắc bất động như kiểu môn thần hoa văn màu mè trên cửa nơi quê nhà trên bức họa quyển quần áo cùng tóc đen của cô gái chậm rãi phất phơ lá trên cây quế diệp cũng lay động như gợn sóng nhưng với nhãn lực của Trần Bình An, phát hiện hình dáng cô gái cùng hình vẽ trên bức họa quyển hơi có khác biệt, giống như được vị họa sĩ kia vẽ cho thêm dạng dỡ vài phần. Trần Bình An tán thưởng không thôi, so với trước đó thủ pháp khắc bia trên côn thuyền, mỗi người mỗi vẻ. Họa sĩ trung niên nhìn thấy vị thiếu niên bối kiếm này, dung cổ tay, phía sau hắn có một vị quế hoa tiểu nương bưng tiểu án, trên đó có đặt văn phòng tứ bảo. Họa sĩ cười hỏi, công tử cũng muốn vẽ tranh sao? Quế hoa đảo bọn ta lần này vượt châu đi xa, Trước khi tới đảo Huyền Sơn, dọc theo đường đi sẽ có 10 cảnh, mỗi một chỗ đều là cảnh đẹp thế gian độc nhất, trong đó còn có lão quế thụ chu tổ tông này, chứa, tiên quế quang, họa quyển dưới ngòi bút do bọn ta vẽ sẽ có hương khí nhẹ nhẹ quanh quẩn, có thể bảo tồn trăm năm mà không phai màu, hơn nữa tránh được kiến rán hủy hoại. Tuyệt không làm công tử thất vọng. Trần Bình An trước khi nhích người cũng đã thu hồi tấm mộc bài quý khách, gật đầu cười nói, ta muốn họa ba bức giống nhau, xin hỏi tiên sinh, cần bao nhiêu tiền, họa sĩ trung niên sửng sốt một chút, không biết thiếu niên dày rơm trước mắt là hào phiệt công tôn chân nhân bất lộ tướng, hay là đệ tử có tiền không dành tình đời. Người bình thường nhiều nhất họa một bức, nơi nào sẽ một hơi cần tới ba bức, chẳng qua cũng không ai chê mình kiếm tiền nhiều, họa sĩ mỉm cười nói. Một bức họa 30 đồng tuyết hoa tiền, nếu công tử cần ba bức, có thể rẻ hơn chút, chỉ lấy công tử 25 đồng. Vị quế hoa tiểu nương tư sắc xa xa không bằng kim túc nơi tiểu viện khuê mạch, thản nhiên mà cười, ôn nhu bổ sung một câu công tử nếu có cầm theo đặc thù mộc bài quế hoa đảo, còn có thể được giảm còn 7 phần 10. Trần Bình An lắc đầu nói, không có, ta chỉ là khách nhân bình thường. Trần Bình An lấy ra 25 đồng tuyết hoa tiền, dựa theo yêu cầu của quế hoa tiểu nương, đặt ở trên tiểu án nàng đang bưng là được, họa sĩ phạm gia cũng không cầm tới tay. Sau đó họa sĩ trung niên để cho Trần Bình An đứng ở dưới tàng cây hoa quế, liên tiếp thay đổi vài vị trí, cuối cùng chọn một địa điểm trong các cảnh tượng tốt nhất, trần bình an một mình đứng dưới tàng cây đối mặt họa sĩ đang nhìn chằm chằm rõ ràng hơi nghiêm túc sau khi họa sĩ vẻ mặt ôn hòa động viên vài câu mới hơi thả lỏng một chút tứ chi không còn cứng ngắc nữa nhưng mà mặt mũi vẫn hơi đơ họa sĩ không dám khoa tay múa chân quá nhiều vốn định cùng lắm thì khi hạ bút mình bỏ nhiều tâm tư một chút vị quế hoa tiểu nương kia không nhịn được cảm thấy buồn cười khách nhân ngại ngùng như vậy ở quế hoa đảo nơi thần tiên tụ tập cũng hiếm thấy từng có một vài nam nữ gan lớn còn hỏi có thể đứng ở trên cây quế hay không để cho họa sĩ vẽ một bức đăng cao viễn vọng đồ các cô gái lại hỏi có thể cầm một nhành quế nhất trong tay hay không đương nhiên là không được họa sĩ trung niên cầm lấy bút nhẹ nhàng phất tay áo tấm giấy tuyên thành quý hiếm xuất xứ từ thanh loan quốc từ trên tiểu án hạ xuống chậm rãi bay vút đến trước người hắn huyền đình bất động tựa như được đặt ở phía trên họa án bằng phẳng họa sĩ không nóng lòng vẽ trên giấy mà là bắt đầu lấy cảm xúc viết chữ nhập mộc tam phân họa người họa vật cũng họa ra một phần tinh khí thần họa sĩ một tay chắp sau một tay cầm bút ngóng nhìn vị thiếu niên dưới tảng cây kia lưng đeo hộp kiếm hai nắm tay nắm chặt đặt thẳng hai bên sườn thân thể đôi mắt sáng ngời màu da hơi đen mang một đôi giày rơm không thông thường ăn mặc mộc mạc có vẻ nghèo kiết nhưng mà gọn gàng sạch sẽ không làm cho người ta cảm thấy lôi thôi chút nào chiều cao so với nam tử thanh tráng phía nam thì hơi thấp một chút có thể ở dãy đất phương bắc bảo bình châu sẽ tương đối ra dáng thiếu niên hơn một chút nhưng mà họa sĩ thành thạo họa kỹ kinh ngạc phát hiện bản thân mình thế mà không bắt được cỗ tinh khí thần của thiếu niên trước mắt, không phải nói thiếu niên không có, mà là họa sĩ không thể xác định, luôn cảm thấy mình mặc cho mình vẽ như thế nào, đều rất khó vẽ ra được tới cảnh giới 10 phần giống, họa sĩ không muốn để lộ cái rốt ra, để tránh vịt chết đã nấu chín lại bay đi, 25 mai đồng tuyết hoa tiền, hắn có thể rút về 5 đồng, cũng không phải là số lượng nhỏ. Họa sĩ trung niên đành phải gồng mình, làm bộ định liệu trước bắt đầu vẽ tranh bức họa thiếu niên đầu tiên chỉ có thể nói là giống về phần hình mà thôi đừng nói hắn là luyện khí sĩ loại này cho dù chỉ là họa sĩ cung đình tầm thường nơi vương triều dưới núi đều có thể làm được bản thân họa sĩ cực kỳ không hài lòng nhưng mà có nỗi khổ nói không nên lời sau khi vẽ xong họa sĩ nghỉ ngơi chốc lát vị thiếu niên kia cũng tháo xuống bầu rượu bên hông uống hấp rượu sau khi uống rượu càng thả lỏng hơn thiếu niên quay đầu nhìn lục địa phương bắc một cái trên mặt có thêm chút ý cười đại khái là nghĩ tới người hay việc gì đó tốt đẹp sau khi thu hồi tầm mắt thiếu niên hai tay ôm ngực ưỡn ngực tươi cười sáng lạn họa sĩ trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy một màn này linh quang hiện ra có rồi vì thế thứ hai bức họa rõ ràng có thêm vài phần linh khí tâm trạng phức tạp của thiếu niên lang xa quê đi xa ngàn vạn dặm dưới bút pháp họa sĩ chậm rãi tuôn ra trong lúc họa sĩ trung niên nghỉ ngơi thiếu niên lại uống rượu sau đó không có ý cười nữa không còn hai tay hoàn ngực hơn nữa tựa như không muốn hồ lô rượu bên hông xuất hiện trong bức họa che giấu buộc ở phía sau nhưng mà vô hình chung khí thế của thiếu niên càng thêm ổn trọng càng giống một người trưởng thành cách quê hương càng xa có thể tự chăm sóc bản thân bức họa thứ ba họa sĩ cũng có vẻ hài lòng quế hoa tiểu nương quen đường thuộc lối thêm vào họa trục bạch ngọc trần bình an một đường chạy chậm mà đến sau khi nhìn qua ba bức họa có vẻ thật cao hứng không có nơi điểm dị nghị giao bức họa cho thiếu niên trung niên họa sĩ thật ra có phần thấp thỏm, hy vọng công tử có thể hài lòng. Trần Bình An hai tay cầm ba bức họa quyển, tươi cười sáng lạn nói, tốt quá rồi. Cảm ơn. Họa sĩ trung niên như chút được gánh nặng, cười nói, về sau nếu công tử còn muốn vẽ tranh, có thể hẹn trước với ta. Chín cảnh sau này của quế hoa đảo, ta khẳng định đều sẽ đúng giờ vẽ tranh, giá sẽ là giảm còn chín phần cho công tử. Ta tên là Tô Ngọc Đình, công tử chỉ cần hỏi thăm một vị quế hoa tiểu nương trên độ thuyền, đến lúc đó sẽ có thể tìm được ta. Trần Bình An gật gật đầu, cáo từ rời đi. Thật ra Trần Bình An không tiện nói ra, chín cảnh sau trên biển cơ hội không lớn, dựa theo tình hình Trịnh Đại Phong không hành chết hắn thì không bỏ qua, cùng với tính tình thích tự mình chuốc lấy cực khổ của Trần Bình An, từ nay về sau đã không còn có khả năng rời khỏi tiểu viện khuê mạch nửa bước. Trở lại phòng ở nơi tiểu viện khuê mạch, Trần Bình An bắt đầu để bút viết thư, vẫn là viết từng chữ từng nét rất chăm chỉ, chữ viết thô kệch, đừng nói là so sánh với đệ tử Thôi Đông Sơn chỉ sợ ngay cả so với Lý Bảo Bình cũng còn kém xa. Lúc trước ở hiệu thuốc Bắc Khôi Trần Lão Long Thành, Trần Bình An vốn định gửi thư cho Thư viện Sơn Nhai cùng quê nhà Long Tuyền, chỉ là sợ tự nhiên gây thêm chuyện, dù sao Lão Long Thành họ phù, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi biết trên quế hoa đảo Phạm Gia có dịch chạm tiên ra phi kiếm đưa tin, nên suy nghĩ đợi lên thuyền rồi tính sau, vừa vặn lần này thực đúng dịp, vẽ ba bức họa giống nhau, một bức gửi đi cùng thư cho Lý Bảo Bình, một bức thư gửi về quê nhà long tuyền đến lúc đó lại để cho tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng hai tiểu tử kia giúp hắn đi viếng mồ mà mộ phần cha mẹ thiêu hủy bức họa cho cha mẹ biết hôm nay mình sống rất khá cho nên lúc ấy ở dưới tàng cây quê mới trần bình an giấu hồ lô dưỡng kiếm đi cũng không thể để cho cha mẹ biết hắn đã trở thành một tiểu tử quỷ a à. viết xong hai phong thư mang theo hai bức họa quyển trần bình an lại rời khỏi sân đi hướng dịch trạm tiên gia lần này ở ngoài cửa trần bình an gặp hoa quế tiểu nương kim túc Tuy Trần Bình An khăng khăng muốn tự mình đi dịch trạm gửi thư, nhưng mà Kim Túc cũng khăng khăng muốn dẫn đường, nói nàng tuy không được ở tiểu viện Khuê Mạch, nhưng vẫn là tỷ nữ của tiểu viện đó, nếu Trần Bình An ngay cả chuyện như thế này cũng phải tự tay xử lý, nàng nhất định sẽ bị Quế Di cùng Phạm Gia trách phạt, Trần Bình An đành chịu, đành phải để cho nàng đi theo, cũng may sau khi đến dịch trạm, Kim Túc đều im lặng không lên tiếng, không có xen vào việc gì, cho dù Trần Bình An vẫn là thu hồi một bài quý khách, dùng thân phận khách nhân bình thường giao trả tuyết hoa tiền cô gái cũng chỉ làm như hoàn toàn không nhìn thấy kim túc đưa trần bình an trở về cửa tiểu viện liền dừng bước cáo từ trở lại chỗ ở là bên trong một tiểu viện nhã tĩnh quế di đang ở thì ra các nàng ở chung một chỗ cho dù là lão nhân quế hoa đảo cũng đều không biết rõ kim túc là đệ tử duy nhất của vị phụ nhân này kim túc ngồi đối diện phụ nhân phụ nhân cười hỏi sao thế có tâm sự à có liên quan tới thiếu niên kia kim túc trời sinh tính tỉnh lãnh đạm cho dù đối mặt vị ân sư thụ nghiệp này cũng không tươi cười gì nhiều lắm hơi kỳ quái quế di cười nói hôm nay ngươi chỉ mới ở góc nhỏ quế hoa đảo này đi theo độ thuyền tới tới lui lui ở trên biển thật ra cơ hội giao tiếp cùng người ngoài rất ít cảm thấy thiếu niên kia kỳ quái thực ra cũng bình thường kim túc phá lệ lộ ra một chút ngây thơ thần sắc của thiếu nữ thở dài nói con cũng rời thuyền đi nội thành mấy chuyến kiến thức rất nhiều tuấn ngạn trẻ tuổi lão long thành phụ nhân cười không nổi sau đó thì đối với tôn gia thụ nhất kiến trung tình thậm chí không lưu tình chút nào ra mặt cự tuyệt ý tốt của phù nam hoa. Ngươi có biết hay không, Phạm gia càng hy vọng ngươi cùng phù nam hoa qua lại gần hơn một chút, chẳng qua Phạm gia tuy là người làm ăn, nhưng mà gia phong luôn luôn không tệ, cho dù ngươi không hiểu chuyện, còn xém chút gây ra tai họa, vẫn như cũ không muốn ép buộc, đổi lại thành một thế gia vọng tộc lão long thành khác thử xem. Lúc này ngươi đã sớm phải chịu khổ sở. Kim Túc ánh mắt sắc bén, Phạm gia đối đãi không tệ, tương lai con tự nhiên sẽ báo ân nhưng nếu dám bức người quá đáng trong chuyện này con không đợi cô gái nói xong phụ nhân nghiêng người về phía trước đưa tay vỗ mạnh lên trên trán đệ tử tức cười nói bớt nói mấy lời mạnh miệng vô dụng đi một luyện khí sĩ nghiêng ngả lào đào tễ thân động phủ cảnh trong ngũ cảnh thực sự xem mình là cái gì thiên tài tu hành khó lường chỉ nói thiên phú ngươi cùng phạm tiểu tử không chênh lệch lắm ở lão long thành được xem là kinh diễm nhưng ở cả tòa bò bình châu sẽ không được xem là hàng đầu nhất nếu đặt ở giữa tòa hạo nhiên thiên hạ Nói tới đây, phụ nhân thở dài, thu được một đệ tử đắc ý hợp tâm hợp ý mình, khó khăn cỡ nào, muốn đệ tử một đường phá cảnh, từng bước lên trời, lại càng gian nan. Cho nên chuyện tiên gia đình núi chân chính thu nhận đệ tử, cho tới bây giờ đều là quan trọng nhất, chỉ đứng sau chứng đạo trường sinh của bản thân. Nàng có quen biết hai vị địa tiên mười cảnh cùng một vị tu sĩ ngọc phát cảnh, để khảo nghiệm tâm tính một đệ tử tương lai, ít nhất phải tiêu tốn 10 năm, dài nhất sẽ mất trăm năm sau khi chuẩn bị vạn sự, mới có thể nhận lễ bái sư của đệ tử. Cô gái trẻ tuổi tâm tình cao ngạo hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dù sao nơi này không có người ngoài, đứng dậy di chuyển vị trí, ngồi ở bên cạnh phụ nhân, ôm lấy cánh tay Quế Di, làm đúng nói, không phải Kim Túc còn có một sư phụ tốt đó thôi. Quế Di dùng một ngón tay chỉ chỉ cô gái, trêu ghẹo nói, ngươi có một sư phụ tốt, ta lại có một đồ đệ sứt sẹo không để cho người khác bớt lo lắng cô gái trẻ tuổi ôm lấy cánh tay phụ nhân đầu dựa vào bả vai phụ nhân lẩm bẩm nói sư phụ người nói tôn gia thụ có thích con không quế di không trả lời vấn đề mà là trêu chọc một câu ngày xuân đã qua lòng xuân vẫn còn kim túc vẻ mặt hẹn thùng giọng trách móc nói sư phụ phụ nhân quay đầu nhìn khuôn mặt đệ tử hòa ái cười nói cô nương vừa tốt vừa xinh đẹp như vậy nam nhân như thế nào lại không thích được chứ kim túc lòng tràn đầy vui mừng nhưng mà phụ nhân lập tức thở dài nói, nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, tôn gia thụ trừ việc là một nam nhân nổi tiếng, còn là gia chủ tôn gia lão Long Thành, là dã tâm bừng bừng muốn trở thành nam nhân trung hưng chi tổ của tôn gia, lại là môn sinh đệ tử thương gia ký thác kỳ vọng cao. Cho dù hai người các ngươi cuối cùng vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng có thể đi đến cùng nhau, một khi gà đi trở thành phụ nhân thương gia, đường tu hành của ngươi sẽ rất khó. Cô gái trẻ tuổi thần sắc ảm đạm. Phụ nhân vuốt mái tóc đen mềm mại của Kim Túc, đại đạo phong quang tốt vô cùng nhưng mà hành tẩu không dễ tất cả lấy hay bỏ đều là tu hành sống trên cuộc đời vốn là một hồi khổ tu phụ nhân đột nhiên cười nói sư phụ không hiểu vì sao ngươi lại không coi trọng phạm tiểu tử thằng bé tốt như vậy nếu ngươi có thể thật lòng thích hắn sư phụ cho dù liều mạng không cần thể diện hao phí mất ngàn năm hương khói tình cùng phạm gia cũng muốn thúc đẩy một đoạn nhân duyên cho hai người các ngươi kim túc ai u một tiếng vội vàng đứng thẳng người Sư phụ, ngàn vạn đừng xe duyên lung tung, phạm tiểu tử đó ngốc như vậy, không có nửa điểm hào kiệt khí phách hoặc là tư thế kiêu hùng, cả ngày chỉ biết hồ nháo, nếu con mà để mắt tới thằng nhóc con như hắn, vậy mới là thật bị ma quỷ ám ảnh. Phụ nhân cười lắc đầu, kim túc nhẹ giọng nói, sư phụ ngươi nhìn thử xem, người bằng hữu mà phạm nhị kết giao này, không thú vị biết mấy, như một khúc gỗ, làm cái gì nói cái gì đều có nề nếp, người như thế, cho dù ra thế tốt đến mấy, được phạm gia long trọng đối đãi đến mấy, về sau thành tựu cũng nhất định không cao nổi đến đâu phụ nhân hơi suy tư về việc này tuy không tán thành cũng không phủ định sau khi trở lại viện tử trần bình an tạm thời nhàn nhã không có việc gì cần quan tâm bắt đầu ở trong sân luyện tập lục bộ tẩu thung lão kiếm tu kim đan thật ra không cần rời khỏi phòng ốc vẫn có thể quan sát thiếu niên luyện quyền nhưng mà lão nhân vẫn đẩy cửa đi ra quang minh chính đại quan khán quyền cọc trần bình an không để tâm chuyện này chỉ yên lặng luyện quyền trước khi lên độ thuyền ở sơ thủy quốc Trần Bình An đi cọc luyện quyền tương đối chậm, chặng đường tẩu long đạo dài 20 vạn dặm, cùng với trên độ thuyền dương chi đường. Trần Bình An lúc ấy đã bị vây trong trạng thái một cước bước vào cánh cửa tứ cảnh, cho nên ra quyền cực nhanh, tổng cộng 30 vạn quyền, giống như trong công phu một cái nháy mắt đã hoàn thành. Hôm nay hoàn toàn đánh vỡ tam cảnh bình cảnh, tễ thân cảnh thứ tư, Trần Bình An lại buông chậm tốc độ ra quyền. Luyện khí tam cảnh của võ phu thuần túy là luyện khí, nhưng không phải luyện khí của tu sĩ, mà là phải chịu gian khổ miệt mài tại hồn phách đảm ba chuyện này lão nhân họ thôi nơi chúc lâu lạc phách sơn từng nói tam cảnh mạnh nhất này của trần bình an chỉ cần thành công phá cảnh sau này luyện khí tam cảnh sẽ như đi trên vùng đất bằng phẳng thông suốt không cản trở về việc rèn luyện tứ cảnh hôm nay trần bình an luôn cảm thấy có điều mơ hồ phiêu đãng không giống tam cảnh trước đó từng bước đi đều dừng trên mặt đất rắn chắc cho nên trần bình an tạm thời cảm xúc chưa sâu không biết cảnh thứ tư của mình có được tính là đủ vững chắc hay không lão nhân từng có đề nghị, 4 năm 6 3 tầng cảnh của võ phu, tốt nhất là tìm kiếm cơ duyên ở trên cổ chiến trường di chỉ, âm phong sát, khí, cương phong trí dương trí cương, các loại khí cơ như loạn lai lịch pha tạp, toàn bộ đều là thứ tốt võ phu dùng để rèn luyện hồn phách đảm, xét đến cùng, vẫn là hai chữ chịu khổ. Đây là đấu cùng thiên địa. Điều lý tưởng tiếp theo chính là chiến trường sát phạt, đặt mình vào trong đó, càng là huyết chiến tử chiến, càng có thể thể gặp mọi địch thủ trên đời. Tiếp theo nữa, mới là từng đôi chém giết trên giang hồ, dùng giang hồ tông sư hoặc là luyện khí sĩ trong ngũ cảnh làm đá mài dao, mài rũa võ đạo tu vi. Mà kiếm khí trường thành kia, kiếm khí tùy ý tung hoành giữa thiên địa, tiên thiên bài xích toàn bộ luyện khí sĩ trừ kiếm tu ra, càng miễn bản võ phu thuần túy, không biết có bao nhiêu võ phu không biết tự lượng sức mình, hoặc là hộ đạo nhân bản lãnh không đủ cao, tham tăng cảnh giới, chết bất đắc kỳ tử nơi kiếm khí trường thành, cho nên lão nhân mới phải yêu cầu Trần Bình An tễ thân thứ bốn cảnh rồi mới được xuất phát đi hướng đảo Huyền Sơn, đăng lên đầu tường kia, sau đó sống sót đi xuống đầu tường kiếm khí trường thành. Về phần Trần Bình An cần ở lại đầu tường kia bao lâu, tự lượng sức như thế nào, tận lực leo lên đầu tường mấy lần, lão nhân không nói thêm một chữ, hẳn là cảm thấy những điều này chỉ là lời thừa. Lão nhân chân trần ánh mắt rất cao, trăm năm trước cũng đã tễ thân 10 cảnh đỉnh phong, cho nên ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía cao nhất hạo nhiên thiên hạ cho nên rất nhiều võ đạo minh sư đều phải lặp lại ngôn ngữ nhiều lần lão nhân lại là một câu cũng không nói cùng trần bình an ví dụ như cơ duyên phá cảnh giữa ba bốn sáu bảy một chữ cũng không đề cập tới cùng với huyền cơ của người mạnh nhất mỗi một cảnh võ đạo cũng không nói lão nhân nói càng ít thật ra là kỳ vọng càng cao đệ tử do ta tự tay dạy dỗ cửu cảnh tính là cái gì mười cảnh cũng không đủ xem trần bình an ngươi nên đi thẳng đến võ thần cảnh trong truyền thuyết để thôi lão nhi ta tâm cao ngất này, cũng phải cảm thấy Trần Bình An ngươi ở trên thương thiên. Nhưng thế sự chính là kỳ diệu như thế, thôi lão đầu nói rất ít, Trần Bình An ngược lại lĩnh hội càng nhiều. Liên tiếp hai lần thiên đại cơ duyên, nơi tổ trạch Tôn thị Trần Bình An lần đầu tiên là tỉnh tỉnh mê mê, chỉ cảm thấy một quyền nào đánh ra không thoải mái, sau khi biết chân tướng, cho dù lần lượt các đêm, thật vất vả đợi cho cơ duyên hàng lâm, thực sự đến một khắc đó, Trần Bình An bỗng nhiên phát hiện, chỉ cảm thấy một quyền này mình vẫn cần phải đánh ra sau đó không chút do dự đánh cho những giao long biển mây, do khí lưu màu vàng hóa thành quay trở về thiên thượng. Một già một trẻ, đều không giảng đạo lý. Kiếm tu kim đan cảnh mã trí khởi điểm vẫn chưa ngạc nhiên chút nào, nhưng mà sau khi lâu dài quan khán thiếu niên đánh quyền, rốt cuộc nhìn ra manh mối. Lão nhân lắc đầu cười khổ, chỉ cảm thấy gặp quỷ rồi. Hồn phách đảm của một võ phu thuần túy, đều đã có sơ hình, chỉ đợi nhào nặn mà thôi. Điều này có nghĩa từ cảnh thứ tư đến tễ thân cảnh thứ sáu sẽ rất nhanh có thể nói thông suốt, nếu một hơi theo đuổi tốc độ vươn lên của võ đạo, hoàn toàn có thể dọa người bên cạnh sợ mất mật. Nếu không phải trước đó biết được thiếu niên chỉ là vừa mới tễ thân cảnh thứ tư, thật ra có thể lão nhân sẽ không khiếp sợ như thế, nhưng rõ ràng trịnh tiên sinh đã nói rất chuẩn xác, thiếu niên chỉ là tứ cảnh mà thôi. Trên đời này nào có cảnh thứ tư mãnh liệt bá đạo như thế? Vị phạm gia môn khách này, phát hiện phi kiếm bản mạng bên trong khí phủ của mình đang dục dịch. Truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé trong đầu lão nhân lại có một tia ý niệm muốn xuất kiếm luận bàn cùng thiếu niên luyện khí sĩ cảnh thứ 9 kiếm tu kim đan đối với một võ phu thuần túy cảnh thứ tư còn muốn nghiêm túc xuất kiếm lão nhân lòng tràn đầy buồn bã cảm thấy mình thật sự già rồi nhưng lão kiếm tu nhanh chóng thoải mái thiên đại địa đại bản thân chỉ tránh ở lão long thành làm ếch ngồi đáy giếng thì có thể gặp được bao nhiêu thiên tài cửu châu thiếu niên bối kiếm luyện quyền trước mắt chính là một trong số đó mà thôi lão nhân đột phát kỳ tưởng cười hỏi trần bình an có khi nào ngươi sẽ trở thành võ phu tứ cảnh mạnh nhất trên đời này hay không trần bình an vừa vặn vừa đi xong một lần lục bộ tẩu thung xoay thân ra quyền không ngừng mở miệng đáp nhất định là vậy lão nhân chỉ nghĩ vị thiếu niên lang có thể vận dụng quan hệ làm phiền mình thử kiếm này xuất thân tiên môn hào phiệt đỉnh cao hàng đầu bò bình châu tâm cao khí xa lại là tâm tính thiếu niên, cho nên cũng không cảm thấy là quá mức bất ngờ, loại thiếu niên tuổi trẻ ngông cuồng tinh thần phấn chấn bừng bừng này không đáng ghét. Lão nhân không hề biết, quyền mà thiếu niên trước mắt đang luyện, chỉ là một bài quyền thô thiển như vậy thôi mà đã đánh mấy chục vạn lần. Trong ánh hoàng hôn, độ thuyền cuối hoa đảo lúc trước bị hòn đảo thật lớn che phủ, chậm rãi xuất phát, nếu như có người ở đầu tường lão long, Thành, đang cao nhìn xa, có thể nhìn thấy bóng hình chiếc độ thuyền khổng lồ này. Đương nhiên, nếu đứng ngay tại hòn đảo Cô Huyền Hải ngoại này sẽ nhìn thấy rõ ràng. Ví dụ như gia chủ Tôn thị Tôn gia thụ, lần này rời khỏi lão Long Thành, Tôn gia thụ không để cho gia tộc cung phụng đi theo, bởi vì bên người hắn có thêm một vị kiếm tu trẻ tuổi phong lôi viên, Lưu Bá Kiều. Lưu Bá Kiều phong trần mệt mỏi đi tới lão Long Thành, lúc này ngồi xổm trên lan can đỉnh ngắm cảnh của hòn đảo, nhìn về Quế Hoa đảo nơi xa, hơi lộ chút mỏi mệt cô đơn, mỏi mệt là vì một đường ngự kiếm nam hạ, khó tránh khỏi tâm thần lao lực quá độ vẻ cô đơn trên mặt lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tựa như một cơn ức chế tích tụ ở trong bụng đã đi đến cuống họng, muốn phun ra một hơi, lại sợ tổn thương đến bằng hữu. Tôn gia thụ nhẹ giọng nói, vì sao không đi tới quế hoa đảo giải thích một chút. Lưu bá kiều cho dù là kiếm tu thiên tư chắc tuyệt, lần này một đường vô cùng lo lắng rời khỏi phong lôi viên, ngự kiếm đi xa như thế, vẫn là môi khô nứt, đưa tay quẹt quẹt, lắc đầu nói, ta nào có mặt mũi đi gặp Trần Bình An. Tôn gia thụ nghiêng người dựa vào đỉnh trụ, ngồi ở bên cạnh lưu bá kiều cười khổ nói lần này là ta có lỗi với ngươi lưu bá kiều khoát tay giận thì giận đạo lý vẫn là đạo lý trần bình an chỉ là bằng hữu của lưu bá kiều ta không đồng nghĩa cũng là bằng hữu của chính tôn gia thụ ngươi ta cũng thật không ngờ trần bình an cất giấu nhiều bí mật như vậy ngay cả tôn gia thụ ngươi cũng không tránh được tiền tài động nhân tâm thật ra xét đến cùng là do ta sai vẫn là xem nhẹ bản lĩnh của bằng hữu này tôn gia thụ ngươi cũng đừng bởi vì ta nói như vậy thì càng thêm áy náy không thôi không cần cũng không nên như thế tôn gia thụ để cánh tay lên trên lan can nghiêng người nhìn lại thanh phong quất vào mặt nam tử vốn anh tuấn càng thêm phiêu giật xuất trần nhẹ giọng nói lý là lý nhưng mà sự tình vốn không nên trở nên không tốt như vậy ngươi vừa không mắng ta cũng không đánh ta lúc này còn giảng đạo lý với ta lưu bá kiều ngươi là một kẻ không thích giảng đạo lý ngoài miệng cỡ nào tôn gia thụ ta hiểu rõ hơn so với bất cứ ai khác cho nên như thế nào cũng cảm thấy ngươi đang có ý tuyệt giao với ta. Lưu Bá Kiều lắc đầu nói, không đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi Lưu Bá Kiều quay đầu nhếch nhếch khóe miệng, cười nói, thật đó. Tôn gia thụ cười nói, lần này ngươi bị ta chơi một vố thảm như vậy, có bị xem là lòng ta hướng minh nguyệt, minh nguyệt chiếu mương máng hay không? Lưu Bá Kiều đã tiếp tục nhìn phía phương xa, nhếch miệng, chua, so với đồ ăn muối chua của Trần Bình An còn chua hơn. Tôn gia thụ cười lên, chỉ là ở trong lòng thở dài một tiếng, hai người đứng dậy quay về lão long thành tôn gia thụ dẫn theo lưu bá kiều đi về tổ trạch tôn thị vị lão tổ tôn thị nguyên anh cảnh như định hải thần châm kia đối với lưu bá kiều nhân tài mới xuất hiện của phong lôi viên lần đầu tiên gặp mặt đã cực kỳ thích thân là địa tiên lão nhân ngày nay rất khó động tới chiếc đũa hôm nay vẫn là cùng hai người trẻ tuổi ngồi chung một bàn ăn bữa ăn khuya tất cả đều là đồ ăn lưu bá kiều thích ăn lưu bá kiều nói đùa trêu chọc lão tổ tôn thị vẫn là tính tình năm xưa thích chém gió, chưa bao giờ biết buồn nôn là cái gì, nhưng nói rõ chỗ yếu lại cũng rất nghiêm túc, trêu lão nhân cười ha ha. Lưu Bá Kiều còn phải chạy về phong lôi viên, ăn cơm xong là trực tiếp dắt mảnh lão long phiên vân bội, ngự kiếm rời đi. Tôn gia thụ ở trong màn đêm, một mình cầm cần câu trong tay, yên lặng thả câu ở bên bờ. Thời điểm đêm khuya, tôn gia thụ đột nhiên ngẩng đầu. Lưu bá kiều ngự kiếm quay về đến nơi đây, dừng ở phía sau lưng tôn gia thụ, một cước đá vị gia chủ tôn thị này văng xuống sông sau đó kiếm tu phong lôi viên không nói được một lời tiếp tục ngự kiếm đi về bắc tôn gia thụ ướt sũng như chuột lột leo lên bờ ngược lại vui vẻ nở nụ cười lão tổ tôn thị không không xuất hiện ở bên cạnh tôn gia thụ chân thành khuyến cáo lưu bá kiểu loại bằng hữu này người đời này mặc kệ là tuổi tác chưa tròn giáp hay là trăm năm ngàn năm có thể có một người như vậy đều là phúc khí nhất định phải thật quý trọng tôn gia thụ lao mặt cười nói hôm nay mới chính thức hiểu được lão tổ tông về sau có thể cho ta tùy hứng một lần làm một chút việc tôn gia thụ muốn làm, nhưng mà lấy thân phận gia chủ tôn thị hay không? Lão nhân không chút do dự, liệt tổ liệt tông tôn thị cảm thấy vui vẻ vì việc đã thành. Tôn gia thụ trong giây lát vái chào lão nhân thật sâu, tạ lão tổ tông khai ân. Lão nhân sang sảng cười nói, đứng lên, kỳ cục, số tiểu tử, người hôm nay mới là đứng đầu một nhà. Tôn gia thụ cầm theo cần câu giỏ cá, bước nhanh đi trở về tổ trạch tôn thị, đêm đó liền rời khỏi, đi hướng nội thành tôn phủ xử lý sự vụ. Tổ trạch tôn thị một vị kim đan cảnh cung phụ, sau khi tôn gia thụ rời khỏi không bao lâu, tìm đến lão tổ tôn thị, đi thẳng vào vấn đề mỉm cười nói, tôn thị, có vị gia chủ này, ta nguyện cùng tôn thị tái tục lời hứa trăm năm. Lão nhân cười lớn đồng ý, cuối cùng lão nhân một mình đi vào từ đường, yên lặng thắp ba nhánh hương. Hiệu thuốc bắc khôi trần, phạm nhị không cần đi gia tộc từ đường bị phạt, thiếu niên liền thoải mái tìm đến trịnh tiên sinh nói chuyện phiếm. Thời điểm thiếu niên đăng môn, hán tử đang tựa lên trên quầy, đùa dẫn một phụ nhân cửa hàng thân thể đẫy đà, hỏi nam nhân làm sao phu nhà nàng, một ngày lao lực, buổi tối khi về nhà còn có khí lực hay không. Phụ nhân ở hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, từ sớm đã quen thuộc chút kỹ xảo ấy của hán tử trưởng quầy, mặt cười quyến rũ trả lại một câu, giường nhà ta đã tìm thợ mộc tu sửa vài lần rồi. Phạm Nhị vừa vặn nghe thấy câu nói này, làm bộ như không hiểu gì hết. Phụ nhân có chút thẹn thùng, dù sao cùng trưởng quầy nói chuyện lung tung, đối trọi gay gắt, thuộc loại giải buồn cho vui, ở trước mặt người ngoài thế này, nàng sẽ không dám phóng túng như thế. Trịnh Đại Phong không muốn buông tha phụ nhân, cười nói với Phạm Nhị, về sau nhà ngươi nếu cũng cần tìm thợ mộc sửa giường, có thể tìm vị tỷ tỷ này giúp ngươi giới thiệu người quen. Phạm Nhị ồ một tiếng. Trong cửa hàng nhất thời vang lên tiếng la ó dợp trời dợp đất, có người tuyên bố phải lấy kim khâu miệng trưởng quẩy lại, có người uy hiếp trả thù lao cũng không nấu cơm nữa. Trịnh Đại Phong chỉ cho là gãi ngứa, cười hì hì dẫn theo thiếu niên đi vào sân sau, trước khi hai người ngồi xuống, Phạm Nhị đã chủ động giúp Trịnh Đại Phong sửa soạn ống điếu cũ, người sau phun ra một vòng khói, vừa nghĩ đến cuối cùng tiểu tử kia đã cút khỏi lão Long Thành, thật sự là thần thanh khí sảng. Phạm Nhị ngồi ở trên băng ghế nhỏ, hỏi, Trịnh Tiên Sinh, phù ra thành thân, người có đi hay không? Trịnh Đại Phong tức giận nói, nếu đêm động phòng hoa Trúc Tân Lang là ta, thì đi. Phạm Nhị nhỏ giọng nói, nghe nói tức phụ chưa qua cửa của phù Nam Hoa, vẻ ngoài, không phải được đẹp mấy. Trịnh Đại Phong cười nhạo nói, đích nữ của Vân Lâm Khương Thị, khó coi. Nếu cho ta làm tức phụ, lão tử có thể mỗi ngày không xuống giường. Phạm Nhị không biết nói gì để chống đỡ. Trịnh Đại Tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ là cách nói chuyện quá thẳng thắn, để cho hắn có phần chịu không xiết. Chỉ nói về chuyện trò chuyện cùng người khác, vẫn là ở bên cạnh Trần Bình An thú vị hơn. Trịnh Đại Phong đột nhiên hỏi, Trần Bình An đã xem ngươi là bằng hữu. Phạm Nhị gật mạnh đầu nói, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu rất tốt trịnh đại phong ngẩng đầu lên nuốt mây phun xương nghiền ngẫm nói người ngốc có phúc của người ngốc phạm nhị hiếm hoi phản bác vị truyền đạo ân sư võ đạo cảnh giới cao bằng trời này tiên sinh không nên nói trần bình an như vậy hắn không ngốc thông minh thật sự ngay cả ta cũng phải bội phục hắn biết nhiều việc như vậy ta cảm thấy có thể quen biết với trần bình an là phúc khí của ta trịnh đại phong liếc mắt nhìn ngốc tiểu tử mất não khó trách các ngươi có thể trở thành bằng hữu trịnh đại phong thu liễm thần sắc trầm giọng nói, ta vừa mới tự mình xác định hai chuyện. Phạm nhị, ngươi nghe kỹ đây Phạm nhị lập tức ướn ngực, chăm chú lắng nghe. Trịnh Đại Phong vươn ra một ngón tay, sư huynh của ta, Lý Nhị, từng là cửu cảnh mạnh nhất trên đời này, mà Trịnh Đại Phong ta, từng là bát cảnh mạnh nhất. Cho nên Lý Nhị sinh một đôi con trai con gái rất có tiền đồ, cưới một chuyện này thôi đừng nhắc lại, mà ta thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, đã hoàn thành một hành động vĩ đại vô tiền khoáng hậu, từ bát cảnh đi thẳng vào mười cảnh quay đầu mà nhìn Trần Bình An võ phu tam cảnh, hai lần đưa tới thiên địa dị tượng, cùng với hiện tại hắn một thân gia sản, cho nên có một cách nói, là rất đúng, thiên chân vạn xác Phạm nhị trừng to mắt, tràn đầy tò mò. Trịnh đại phong thần sắc ngưng trọng, chỉ cần trở thành người mạnh nhất, trong một cảnh giới võ đạo của cả tòa hạo nhiên thiên hạ, sẽ có thể có được phúc duyên cuồn cuộn không ngừng. Đương nhiên, nếu muốn ngồi hầm cầu không thải ra cũng không được, nên phá cảnh vẫn cần phá cảnh, nếu không sẽ đi ngược lại tôn chỉ võ đạo, không ổn. Phạm Nhị thật cẩn thận hỏi, tiên sinh, chẳng lẽ người muốn nói, hiện tại ta là tam cảnh mạnh nhất trên đời này. Nhưng mà tỷ tỷ ta nói ta tư chất thường thường, thực không ra sao a? À? chẳng lẽ là bởi vì ánh mắt của tỷ ấy không tốt bằng tiên sinh. Ha ha, khó trách tiên sinh nói khó trách ta cùng Trần Bình An trở thành bạn tốt, khó trách khó trách, thì ra hai chúng ta là võ phu tam cảnh đệ nhất cùng đệ nhị trên đời này. Trịnh Đại Phong giận điên cả người, chỉ hướng cửa mảnh trúc, cười mắng, biến, qua bên kia ngồi, Phạm Nhị nhanh chóng chuyển băng ghế nhỏ qua bên kia ngoan ngoãn ngồi, xem ra là mình nghĩ sai rồi. Lúc này mới ở chung với Trần Bình An vài ngày, đứa nhỏ vốn rất thông minh lanh lợi, lại đột nhiên trở nên thiếu tâm nhãn như vậy. Trịnh Đại Phong hung hăng hút một hơi thuốc lá rời, tam cảnh của ngươi sẽ lập tức có thể thuận thế phá, vỡ, đến cảnh thứ tư, ta tính giúp ngươi tranh lấy một đường cơ hội kia, tuy thực xa vời, nhưng mà Trịnh Đại Phong ta tốt xấu cũng là võ phu cửu cảnh, không thể so lý nhị tống trường kính kém quá xa ta cũng không tin lão tử lần này nghiêm túc làm việc, sẽ có chuyện gì tuyệt đối không làm được. Phạm Nhị rụt rè nói, cảnh thứ tư mạnh nhất. Trịnh Đại Phong gật gật đầu, cuối cùng vẫn chưa đem đầu óc tặng hết cho họ Trần. Trịnh Đại Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thật ra vụng trộm vui vẻ. Trần Bình An ngươi ở cuối Hoa Đảo cùng kiếm khí trường thành chịu mọi đau khổ, vô hình chung còn phải vượt qua một đại quan ải, mà võ phu tầm thường không dám hy vọng xa vời. Đối với ngươi mà nói cũng là hung hiểm đến cực điểm, kết quả đến cuối cùng, cho dù vượt qua được một cửa kia, lại trải qua thiên tân vạn khổ, tứ cảnh mạnh nhất lại là bằng hữu phạm nhị bên cạnh ngươi, mà không phải tiểu tử ngươi, cái này có phải thực sự thú vị hay không? Nói lui trở lại, một tòa hạo nhiên thiên hạ, phía trên võ đạo thiên chi kiêu tử hành tẩu vạn ngàn vạn, một phạm nhị thiên tư cũng không thần kỳ còn đánh không lại, Trần Bình An căn bản không cần tranh cái gì tứ cảnh mạnh nhất. Ngay tại lúc này, phạm nhị nín nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được nói, tiên sinh dựa theo cách nói của người trần bình an đã là cảnh thứ tư nếu ta lén lút trở thành cảnh thứ tư mạnh nhất này sẽ không có ngày ở bên hắn a tiên sinh thật ra lúc trước ta tập võ chỉ là không có thiên phú luyện khí sĩ cho nên mới muốn đạt tới cảnh thứ tám rất cao rất cao kia có thể ngự phong đi xa giống như luyện khí sĩ là được rồi cái gì tứ cảnh mạnh nhất ta không tự tin hơn nữa cũng không muốn a nói xong lời cuối cùng thiếu niên cúi đầu không dám nhìn thẳng trịnh đại phong Trịnh Đại Phong đầy ngập nhiệt huyết cùng hùng tâm tráng trí, cứ như vậy bị đổ một chậu nước lạnh lên đầu. Cũng may Trịnh Đại Phong tâm trí cứng cỏi hơn xa người thường, nếu không cũng sẽ không có cảnh giới hôm nay, chỉ cho là mình lâm thời này lòng tham, lại là một chuyện nhàm chán vô vị mà thôi. Trịnh Đại Phong cười cười, đừng vội phủ định, chờ ngươi tễ thân cảnh thứ tư rồi nói sau, đến lúc đó nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể nói cho ta biết. Phạm Nhị cười nói, được. Trịnh Đại Phong phất vất tay, mau biến đi, một chút trí khí cũng không có, nhìn là thấy phiền. Thiếu niên đứng dậy để băng ghế lại chỗ cũ, thời điểm đi đến cửa mảnh trúc, quay đầu hắc hắc cười nói, còn không phải tùy tiên sinh, thích hưởng phú hay không. Trịnh Đại Phong liếc mắt xem thường. Thiếu niên đi ngang qua hiệu thuốc bắc làm ăn ảm đạm phía trước, những phụ nhân cô gái nói lời từ biệt, thiếu niên nhất nhất chào hỏi đáp lời lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi bước ra khỏi hiệu thuốc bắc khôi trần, Phạm Nhị ngẩng đầu nhìn mắt sắt trời, không biết tỷ tỷ khi nào thì về nhà. Lỡ như lần này đi hướng phương Bắc Đại Ly, nàng không cẩn thận tìm về một tỷ phu hắn không thích thì đau đầu đây. Tỷ tỷ tốt, cha mẹ tốt, những lão tổ tông, khách hành cung phụng tốt, trịnh tiên sinh tốt, trần bình an bằng hữu vừa mới quen biết cũng tốt, duy chỉ có tỷ phu không tốt. Khó xử lắm. Thiếu niên lắc lắc đầu, một mình ở bên trong ở ngõ nhỏ, thừa dịp bốn bề vắng lặng, đánh một hơi vương bát quyền hắn cảm thấy uy phong khí phách nhất chỉ tiếc trần bình an không ở hiện trường bằng không hắn nhất định phải cam bái hạ phong lần sau gặp mặt nhất định phải cùng trần bình an học những giang hồ hào kiệt kia chém đầu gà đốt giấy vàng xưng huynh gọi đệ phạm nhị càng nghĩ càng vui vẻ gia quyền càng ngày càng giống vương bắt quyền còn không quên nhẹ nhàng hô quát trợ uy cho mình sau khi dừng lại chật chật nói một bộ quyền pháp này thật sự là đánh đến rung động tâm can thiếu niên cũng không biết phía sau ngõ nhỏ nơi cửa hiệu thuốc bắc khôi trần có một cô gái trẻ tuổi mặc lục bào vẻ mặt mệt mỏi tựa như vừa đi xa trở về nàng đang uống rượu nhìn bóng lưng thiếu niên nói thầm nói phạm nhị cái tên này cha mẹ thực sự không đặt sai không thể đứng nhất được quế hoa đảo lênh đênh trên biển đi xa trần bình an ở trong bóng đêm nơi tiểu viện khuê mạch luyện tập lục bộ tẩu thung hết lần này đến lần khác trước khi tới kiếm khí trường thành thật sự có hy vọng ra quyền bách vạn sau khi đi cọc trần bình an bắt đầu luyện tập kiếm lô lập cọc đến sau nửa đêm trần bình an lúc này mới trở lại phòng ở của mình trời đang giữa hè thiếu niên nằm ở trên chiếc chiếu trúc quý báu mát mẻ như nước theo thói quen đặt hộp gỗ đặt ở bên trong giường duỗi tay ra có thể lấy được nhắm mắt lại chậm rãi đi vào giấc ngủ thiếu niên trên mặt có chút ý cười hắn muốn đi đến tòa kiếm khí trường thành đi đến đầu tường nơi đó luyện tập quyền thung thời điểm phạm nhị đi ra khỏi ngõ nhỏ cô gái tuổi còn trẻ mặc lục bào đã đi vào hiệu thuốc bắc khôi trần thời điểm nàng đi vào trong đó những phụ nhân cô gái tranh phương khoai sắc nhất thời ảm đạm thất sắc cát nàng hai mặt nhìn nhau cùng vị nữ tử ở chung một gian phòng nỗi tự ti xấu hổ trong lòng các nàng tự nhiên mà sinh ra khách khách khí khí hơn so với phạm nhị vị nữ tử này sẽ không bình dị gần gũi như thế bước đi hướng màn trúc đi vào sân sau từ đầu tới đuôi không có cô gái nào ở hiệu thuốc bắc dám lên tiếng ngăn trở trịnh đại phong ngồi ở trên bậc thang nhà giữa hút thuốc lá rời cô gái lục bào nhìn quanh bốn phía vẫy tay một cái một chiếc ghế nhỏ từ dưới mái hiên xương phòng nháy mắt xuất hiện ở phía sau nàng nàng ngồi bắt đầu uống rượu trịnh đại phong đương nhiên nhận ra người này lần này nam hạ tiến vào lão long thành chứng kiến đệ nhất nhân chính là vị phạm gia đại tiểu thư thanh danh không nổi trội này phạm tuấn mậu năm thế gia vọng tộc lão long thành phù tôn phương hầu đinh không đề cập tới địa tiên phù huề cùng với phù gia tay cầm bốn thanh tiên binh tôn gia có tiếng nội tình thâm hậu có được một vị nguyên anh địa tiên tọa trấn tổ trạch phương gia tuy không có nguyên anh kinh sợ quần hùng nhưng có hai vị võ đạo tông sư thất cảnh cùng một vị kiếm tu bát cảnh kim đan vùng phía nam bảo bình châu ở vương triều dưới núi nhất là giang hồ phương gia có được uy thế thật lớn ngân trang tiêu cục hiệu cầm đồ khách sạn trải rộng các nơi chi chít như sao trên trời so sánh với phù gia cùng tôn gia phương gia tranh tiểu lợi cực nhỏ đi con đường tích tiểu thành đại chiến lực đứng đầu của hầu gia nhóm cung phụng môn khách trong ngũ cảnh kia không chiếm gì ưu thế, nhưng mà có một người con thứ rời nhà nhiều năm, đã là hiền tài của thư viện quan hồ. Tuy vị hiền tài này sau khi rời nhà đi, chưa bao giờ về quê tế tổ, nhưng mà hầu ra xác thực xác thực bởi vậy được lợi sâu xa, hàng năm đều phái người đi hướng thư viện quan hồ chúc Tết. Hầu ra trừ chiếc độ thuyền vượt châu đi hướng đảo Huyền Sơn, còn có được nhiều hàng tuyến nhất từ Lão Long Thành đi hướng Bắc Câu Lô Châu. Lộ trình phần lớn không dài, từ mấy vạn dặm đến 30 vạn dặm, tỉ như đoạn cuối Bắc ở sơ thủy quốc Tẩu Long Đạo kia, Hầu gia đã chiếm cứ nửa giang sơn, linh tinh vụn vặt thêm vào một chỗ, không thể khinh thường. Hầu gia giao tế với nhiều tiên gia môn phái Nam Bộ Câu Lô Châu, trải qua hai trăm năm gần đây khổ tâm người dựng, đã ở bên kia bồi dưỡng được mấy môn phái trên núi. Đinh gia vốn thiếu chút nữa bị xóa tên khỏi năm thế gia vọng tộc, bị dòng họ sở như hổ rình mồi gần trăm năm quật khởi thế chỗ, nhất là lúc trước đinh gia chọc giận kim đan đệ nhất nhân Lão Long thành sở dương, cũng chính là vị kết mau tu hành ở Đăng Long Đài. Nguyên khí đại thương, thanh thế rơi vào đáy cốc, nhưng mà vào lúc này, một người trẻ tuổi đến từ Đông Nam lục địa thay đổi tất cả, lần đầu tiên tiến vào lão Long thành, mười phần nghèo túng, đến cuối cùng cũng không có thể ở lão Long thành khơi lên một chút gợn sóng nào, trước khi rời khỏi lão Long thành, vẫn là nghèo túng không chịu nổi. Nhưng khi Đinh Gia hầu như sắp hoàn toàn lụi bại, người trẻ tuổi này đúng lúc chạy tới lão Long thành, dẫn người mang tiền, vì Đinh Gia ngăn cơn sóng dữ, đến cuối cùng chỉ là mang đi một nữ tử mà thôi lão Long Thành khi đó mới biết được, người trẻ tuổi chính là, đệ tử đích truyền tiên gia tông tự đầu lớn nhất Đông Nam Đồng Diệp Châu, bối phận cực cao. Sau chuyện đó, Đinh Gia bắt đầu nối dây cùng Đồng Diệp Châu, mấy năm nay phát triển thế tấn mãnh, mơ hồ có dấu hiệu cùng tôn gia vật cổ tay. Duy chỉ có phạm gia, không lạnh không nóng, thủy chung không khiến người ta chú ý tới. Trong gia tộc không có lão tổ mười cảnh nguyên anh, cũng không có chân chính nắm trong tay kim đan cường đại, càng không có nhân tài mới xuất hiện thiên tư chắc tuyệt, cho tới bây giờ đều là từng bước theo sát phù gia, dưới đại thụ hưởng ké bóng mát, dựa vào một tầng quan hệ này, miễn cưỡng ôm lấy danh hiệu một trong năm thế gia vọng tộc. Cho nên hầu gia có khoảng cách cùng phạm gia, dám nói thẳng phạm gia chỉ là một con chó trông cửa của thành chủ phù huệ Năm này qua năm nọ ăn cơm thừa canh cặn ăn không no cũng không đói chết, lịch đại gia chủ đều ngực vô trí lớn, hỗn ăn chờ chết. Trịnh Đại Phong xuyên qua làn sương khói, nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi mặc trường bào xanh thẫm ở cách đó không xa, đang ung um dung uống rượu. Về người này, lão nhân không nói tỉ mỉ nền móng của nàng, chỉ nói đến lão Long Thành. Trước tiên tìm nàng, chỉ cần gặp mặt trực tiếp một lần là được, sau đó mới đi theo lão Long Thành thành chủ phù huề thương nghị mua bán. Trịnh Đại Phong đã quen lão nhân vân che vụ nhiễu, hút ra thuốc lá rời là như thế, làm việc cũng là như thế. Cho nên đối với cô gái tên là Phạm Tuấn Mậu, lười đi hỏi cho ra lẽ, lúc trước lấy cảnh giới võ phu bát cảnh quan sát Phạm Tuấn Mậu, chỉ là một vị tu sĩ non nớt chưa tễ thân trong mũ cảnh, nhưng mà hôm nay sau khi tễ thân cửu cảnh, lại đánh giá một phen, Trịnh Đại Phong phát hiện lúc trước mình nhìn lầm rồi, lúc này Phạm Tuấn Mậu rõ ràng là luyện khí sĩ kim đan cảnh. Cô gái chỉ uống rượu không nói lời nào. Trịnh Đại Phong đành cùng nàng trầm mặc không nói, dù sao cô gái xinh đẹp như thủy linh là hắn chiếm tiện nghi. Trịnh Đại Phong đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng chật chật, lợi hại lợi hại, trước kia luôn cảm thấy ở lão long thành sẽ không thấy được kỳ nhân quái sự khoa trương hơn so với chấn nhỏ hôm nay thật sự là tăng kiến thức thì ra thời điểm Phạm Tuấn Mậu khi uống rượu, liền tễ thân cảnh thứ 10, nguyên anh cảnh, vừa mới trở thành tầng lớp địa tiên trong mắt thế tục. Tuy nàng đã muốn tận lực áp chế chút dấu vết nhỏ toát ra khi phá cảnh, nhưng Trịnh Đại Phong vẫn là tóm được một ít manh mối, trong lòng sợ hãi không thôi. Xác nhận không hề lầm. Lão nhân đối với người này, tình thế bắt buộc. Thậm chí nói không chừng người này đã sớm là một trong những người quyết định thắng bại, trong cảm nhận của lão nhân. Phạm Tuấn Mậu rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên, về sau ở lão Long Thành. Ngươi nghe lệnh ta. Trịnh Đại Phong nhíu nhíu đầu mày. Cô gái lục bò đứng lên, cười lạnh không thôi, sau đó làm ra một động tác cổ quái đến cực điểm. Nâng cánh tay lên, làm động tác ném một cái. Trên mặt tràn đầy ý cười, hai tay nhẹ nhàng đâm tới ngực Trịnh Đại Phong. Chậm rãi nói, vù, chết nha. Trịnh Đại Phong đứng lên, giờ khắc này, không còn là trưởng quầy hiệu thuốc bắc cợt nhà. Mà là Trịnh Đại Phong từng có năm lần chi chiến cầu tử cùng Lý Nhị, người trong cửa từng ở ngoài cửa chấn nhỏ đánh chết hơn 10 vị đi vào ly châu động thiên tìm kiếm cơ duyên. Cô gái mỉm cười, hiện tại ta đánh không lại ngươi. Nhưng mà nàng chóng nhanh bổ sung, tạm thời thôi. Cả người nàng hóa thành từng đợt từng đợt sương mù nhẹ nhẹ màu xanh thẫm, sau đó nháy mắt nhắm phía tận trời, cùng biển mây kia hòa hợp thành nhất thể. Ngay sau đó, nàng ngồi ở bên cạnh biển mây, hai chân lơ lửng nhẹ nhàng lắc lư, thế cho nên cả biển mây đều hơi lung lay theo, tựa như cô gái phố phường chơi bàn đu dây, nàng uống rượu, nhìn phía biển lớn trên biển có trăng sáng. Bên trong đôi mắt sáng ngời của cô gái ngắm cảnh, cũng có cảnh này. Trời tảng sáng, Trần Bình An đã ở tiểu viện luyện tập đi cọc, thiên địa tịch liêu, chỉ có ánh bình mình lười biếng nằm ở đầu vai thiếu niên. Đợi cho kim đan kiếm tu mã trí đẩy cửa mà ra, Trần Bình An đã đi cọc xong, ngồi ở bên cạnh bàn đá lật xem quyển kiếm thuật chính kinh kia. Trần Bình An giữa lúc luyện quyền nghỉ ngơi vẫn duy trì việc đọc sách, vừa có tạp thư tự mình mua ven đường, vừa có sơn thủy du ký lúc trước trộm được ở thư phòng phủ đệ quận thủ thải y quốc đương nhiên còn có bản nho gia nhập môn điển tịch do lão tú tài tặng cộng thêm cùng đệ tử thôi đông sơn một đường làm bạn du lịch sớm biết hai chữ chính kinh không phải chính kinh trong cái gọi là chính nhi bát kinh mà là một cách nói thật lớn một quyển sách có thể xưng là kinh đã là đỉnh của thế tục lập ngôn nếu cộng thêm một chữ chính lại càng khó lường trịnh đại phong tuy nhìn có vẻ cả lơ phất phơ nhưng mà ở một số sự tình thật ra rất nghiêm túc trịnh đại phong không thích trần bình an Trần Bình An sao có thể thích người trong cửa trấn nhỏ này. Nhưng mà tuy hai bên ghét nhau, nhưng không phải là có thể chỉ nhìn ra điều đối phương khiến người ta chán ghét. Hai bên thích nhau, cũng giống như không thể chỉ nhìn thấy điểm tốt. Tựa như cố sán, còn tuổi nhỏ, tính tình âm trầm, Trần Bình An cũng rất sợ hắn ở thư giãn. Hồ đi theo tiệt giang chân quân lưu trí mậu, sớm chiều ở chung, cuối cùng cố sán biến thành loại người mình ghét nhất khi tuổi nhỏ. Lý Hoè, thời điểm vừa rời khỏi quê nhà, điển hình khôn nhà dạy trợ không biết hôm nay trở nên như thế nào thời điểm bằng hữu bị người ta ăn hiếp khi nhục có dám đứng lên hay không chứ không phải giống như trước đó đi xa đại tùy nhiều lần chỉ dám tránh ở phía sau trần bình an hắn lâm thủ nhất tuy sớm trưởng thành trầm ổn là lương tài mỹ ngọc tu đạo một đường dốc lòng học đạo trần bình an sẽ lo lắng dốc lòng học đạo là chuyện tốt nhưng nếu chỉ là một lòng học đạo ngay cả bọn lý bảo bình lý hoe cùng chung hoạn nạn ở trước đại đạo lâm thủ nhất sẽ cảm thấy chỉ là vướng chân do đó không niệm tình cũ, hai bên càng đi càng xa, như thế nào cho phải. Còn có vị bằng hữu tốt nhất Lưu Tiện Dương, từ sớm đã tuyên bố muốn đi xem đỉnh núi cao nhất, giang hà lớn nhất nơi quê nhà, đời này hắn tuyệt không thể chết được ở địa phương nhỏ như trấn nhỏ. Như vậy Lưu Tiện Dương, có khi nào sau khi đã quen nhìn hùng sơn trùng điệp cùng phong quang trên núi, dứt khoát ngay cả quê nhà cũng không muốn trở về. Trần Bình An luôn có những lo lắng như vậy, cho nên hắn mới có thể từ đáy lòng hâm mộ phạm nhị vô ưu vô lự trần bình an cùng hàng xóm tống tập tân và mã khổ huyền ngõ hạnh hoa lại không giống mấy hai vị thiên tri kiêu tử nhất định một bước lên trời một người nếu nhìn thấy thứ tốt mà không thể cầu được tống tập tân quá nửa sẽ châm chọc khiêu khích mã khổ huyền là một người nếu tâm trạng không tốt khả năng sẽ dứt khoát một quyền đánh nát ta không chiếm được ngươi cũng đừng hòng trần bình an thoáng thu hồi suy nghĩ tiếp tục mở ra bản kiếm phổ được trịnh đại phong lâm thời gọi là kiếm thuật chính kinh nếu nói chính kinh rất lớn kiếm thuật lại cũng rất nhỏ bởi vì kiếm thuật là phương pháp kỹ kích mà võ phu kiếm khách học thường thường chỉ có kiếm tu trong luyện khí sĩ mới có thể dùng hai chữ kiếm đạo thải y quốc kiếm thần bị mã khổ huyền đánh chết tươi sơ thủy quốc kiếm thánh tống vũ thiêu cổ du quốc kiếm tôn lâm cô sơn tùng khê quốc kiếm tiên tô lang đều là võ phu dưới núi về đại thể vẫn là trà trộn giang hồ không được trên núi coi là đồng đạo gã đầu đội mũ trúc thắt lưng đeo trúc đao là một ngoại lệ rõ ràng là kiếm tu lợi hại nhất trên đời này lại thích tự xưng kiếm khách thích lang thang bốn phương. Trên bộ kiếm phổ này chỉ ghi lại 6 chiêu kiếm thuật, công thủ mỗi thứ hai chiêu thức, công là tuyết băng thức cùng chấn thần đầu, thủ là sơn nhạc thức cùng phi giáp thức, hai chiêu còn lại chỉ dùng để kiếm thuật rèn luyện thể phách thần hồn kiếm khách, không thiên về giết địch mà dưỡng thân, nhất vì luyện hóa, nhì là nhập thần, luyện hóa có phần tương tự hám sơn quyền phổ lục bộ tẩu thung. Nhập thần tương tự kiếm lô lập thung, nhất động nhất tĩnh. Bên trong sáu chiêu kiếm thuật, Trần Bình An đặc biệt thích thuyết băng thức, kiếm thế cực nhanh, người đi cùng kiếm, tựa như một quả cầu tuyết loạn xạ, làm cho người ta hoa cả mắt. Sáu chiêu kiếm thuật, có sáu hình vẽ tương ứng. Trang có vẽ đồ họa nọ có chút thần dị, trang giấy khác hẳn với trang sách tuyết trắng liền nhau, màu ngân bạc nhạt, người trên hình vẽ đang không ngừng luyện kiếm, từ nhấc tay đến thu kiếm, tuần hoàn lặp lại, cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa kiếm khách trong đồ họa, trong cơ thể sẽ có một sợi tơ màu vàng chậm rãi lưu chuyển theo quỹ tích riêng. Trên đời này kiếm chiêu có rườm rà phức tạp đến mấy, xét đến cùng vẫn là chết thiên tài võ đạo xem thêm mấy lần luôn có thể học được giống tám chín phần mấu chốt vẫn là ở con đường chân khí vận chuyển khi ra chiêu đây thường là chỗ mấu chốt để một môn võ học thượng thừa trở thành môn học của mọi nhà một hơi chân khí võ phu kia bắt đầu từ nơi nào của khí phụ đi ngang qua mấy khiếu huyệt như thế nào cuối cùng ngừng ở nơi nào trong lúc này là một hơi liền cốm biến toàn bộ khí phụ hay là có biến đổi nhanh chậm đều là điều cần chú ý đều là đại học vấn vì sao có cách nói đệ tử thân truyền là bởi vì thường thường sẽ không ghi lại ở trên trang giấy bí kíp mà là giữa thầy trò chính miệng chuyển lại từ đời này sang đời khác bốn chữ trên bìa sách kiếm thuật chính kinh lời tựa mấy chục chữ đại khái giảng thuật nguồn gốc của kiếm phổ chính văn giảng giải tỉ mỉ phương thức vận khí của sáu chiêu kiếm thuật chú giải là cảm ngộ tâm đắc của bản thân trịnh đại phong bốn phần nội dung trịnh đại phong thế mà dùng tới bốn loại phong cách thuật pháp vũ mị tú khí đoàn tràng văn nhã hùng mại bôn phóng cùng với mềm mại tinh tế như cảnh liễu có nét bút mực dày đậm, tựa như phụ nhân đàm thắm nơi hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, có nét bút mực mảnh mai, có đậm nhạt vừa phải. Không thể nghi ngờ, đây là Trịnh Đại Phong đang khoe khoang bản lĩnh thư pháp của hắn. Nhưng mà không thể phủ nhận, chiêu thức ấy của Trịnh Đại Phong khiến cho Trần Bình An rất bội phục, nghĩ rằng không hổ là người trông cửa cả ngày chơi bời lêu lỏng, mỗi ngày ở trên đất dùng nhánh cây bẻ ra mà vẽ, lại có thể luyện ra một tay thư pháp bản lĩnh vững chắc như vậy. Sau khi Trần Bình An khép lại kiếm phổ, Kim Đan lão nhân mới chậm rãi ngồi đối diện thiếu niên, nơi này đã được thụ ấm Quế thụ Chu tổ tông trên đỉnh núi che đậy khí tượng, chỉ cần động tĩnh không quá nhiều, khách nhân độ thuyền bên ngoài sẽ không phát hiện ra. "Trần Bình An, trước kia đã nói với ngươi cảnh giới của ta, hôm nay là ngày đầu tiên thử kiếm, trước tiên, ta nói nhiều lời một chút, nếu như nói đến chỗ nào ngươi đã nghe rồi, ngươi có thể trực tiếp báo cho biết ta biết, ta bỏ qua là được." Trần Bình An gật gật đầu, đoan chính mà ngồi. Lão nhân chậm rãi nói: trên núi có câu nói, tròn giáp luyện khí, trăm tuổi tiểu kiếm tu. Ý nói là 60 tuổi mới tễ thân luyện khí sĩ trong ngũ cảnh, đã không được coi là cái gì thiên tài tu đạo, nhưng mà kiếm tu cảnh thứ sáu động phủ cảnh, cho dù phá cảnh là lúc đã tuổi cao trăm tuổi, vẫn là một luyện khí sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tiền đồ như gấm. Vì sao? Không cần Trần Bình An mở miệng nói chuyện, lão nhân đã tự hỏi tự đáp, rất đơn giản, kiếm tu chúng ta, sát lực to lớn, có một không hai thiên hạ, trở thành luyện khí sĩ đã thuộc dạng không dễ, trở thành kiếm tu càng thêm cần thiên phú, cuối cùng có thể ôn dưỡng ra một cây bản mạng phi kiếm hay không, lại là ngạch cửa lớn, sau khi thật vất vả dưỡng ra phi kiếm, có nuôi sống được cho tốt vị tiểu tổ tông ăn núi vàng nuốt núi bạc này không, lại càng khó hơn. Mã Chí Ta, 270 tuổi, 80 năm trước cũng đã tễ thân kim đan cảnh, lúc ấy ở lão Long Thành còn gặp phải động tĩnh không nhỏ, năm thế gia vọng tộc có bốn nhà cùng bỏ, ra số tiền lớn mời ta đảm nhiệm cung phụng hảo hán không nhắc lại chuyện anh hùng ngày xưa không nói những chuyện dây mơ dễ má này nữa chỉ nói khi ta vừa mới phá cảnh đã hiểu rõ một chuyện đời này cũng không cần suy nghĩ cái gì lục địa thần tiên nguyên anh cảnh vì sao lão nhân lại tự hỏi tự đáp thứ nhất là thiên tư không đủ thứ hai là thật sự không có tiền lão nhân nói tới đây tự diễu cười nói nếu phạm gia nguyện ý khuynh tẫn một nửa tiền tài gia tộc giúp ta rèn luyện thanh phi kiếm bản mạng đi khắp nơi mua thiên tài địa bảo đúc kiếm lô nói không chừng có thể để cho ta thuận thế đột phá bình cảnh cửu cảnh, nhưng mà phạm gia có tốt đến mấy cũng không có khả năng làm như thế, dù sao ta không mang họ phạm. lão nhân tuy mười phần lý giải, nhưng vẫn là đầy cõi lòng mất mát, trên khuôn mặt tang thương có thần sắc cô đơn không che giấu được. phạm gia như thế, hợp tình hợp lý. kim đan lão nhân hình như là đang tự thuyết phục mình, giải sầu cho chính mình, lẩm bẩm, tựa như long hồ sơn cùng đạo gia tam giáo kề vai sát cánh kia còn phân ra hoàng tử quý nhân thiên sư phủ và thiên sự họ khác, lịch đại các thiên sư họ khác, thần tiên thượng ngũ cảnh đủ kinh tài tuyệt diễm, thậm chí trên lịch sử còn có tình huống thiên sư họ khác đạo pháp vượt qua thiên, sư phủ đại thiên sư, nhưng mà một chiếc thiên sư ấn, một thanh kiếm tiên, chưa bao giờ rơi vào tay thiên sư họ khác. Đối với điều này Trần Bình An không cảm thấy khó hiểu, gật đầu nói, binh giả, hung khí quốc gia cũng thế. Những đại tiên gia hảo phiện, thật ra thế lực không kém bao nhiêu so với một quốc gia, chỉ nói một gia tộc hoặc là quốc gia nếu như không giảng chút quy củ nào cho dù có được hưng thịnh nhất thời lúc đó cũng chỉ biết chôn giấu mầm tai họa con cháu đời sau chỉ sợ phải tiêu phí mấy lần khí lực mới có thể sửa đổi tận gốc đương nhiên là vậy kim đan lão nhân phụ họa gật đầu lao thẳng đến trước mắt thiếu niên lầm tưởng là đệ tử nhà cao cửa rộng cho nên những lời giải thích này của trần bình an lão nhân không cảm thấy có gì bất ngờ kim đan lão nhân lập tức than thở nói tuy nói như thế nhưng mà thế đạo phức tạp tiên sư xuất hiện lớp lớp yêu mà quấy phá vẫn là có rất nhiều người chỉ bằng vào yêu thích bản thân chỉ nghĩ rằng một quyền một kiếm đánh nát tất cả cũng không phải nói bọn họ làm hoàn toàn không đúng nói lời thật lòng loại thống khoái thích y vô pháp vô thiên cỡ đó người bên cạnh trong lòng khó tránh khỏi đều có chút hâm mộ chỉ là người như thế có thể có nhưng mà tuyệt đối không thể người người tôn sùng hơn nữa xem náo nhiệt lâu đến một ngày vô duyên vô cớ thực sự bị một quyền một kiếm nện ở trên đầu mình cũng thật sự khổ tâm rõ ràng lão nhân khẳng định đã từng gặp loại tại họa tai bay vạ gió trời giáng này lão nhân thở dài một tiếng kim đan cảnh nhất là kiếm tu cho dù ở trung thổ thần châu cũng có chỗ đứng nhưng chỉ là từ trạng nguyên lang một quốc gia bảo bình châu biến thành một vị tiến sĩ nhưng đến cùng vẫn là không làm được thần tiên tiêu dao chân chính mã trí áp chế tâm cảnh gợn sóng mỉm cười nói trần công tử là người trong võ đạo nhưng nếu muốn luyện kiếm muốn lấy ta làm kẻ địch giả tưởng nên biết chi tiết về luyện khí sĩ mã trí đột nhiên dừng ngôn ngữ lại có lẽ những điều này công tử đều đã hiểu rõ ta không cần lải nhải trần bình an lắc đầu nói mã tiên sinh cứ việc nói lời hay không chê nhiều mã trí mỉm cười luyện khí sĩ trong ngũ cảnh động phủ quan hải long môn kim đan nguyên anh ta đang ở kim đan cảnh có thể ngưng tụ cả khí hải thành một viên đan hoàn màu vàng về phần phẩm tướng kim đan lớn nhỏ cùng ý tưởng mỗi người mỗi khác nói như vậy thông qua đan thất thời kỳ long môn cảnh có thể đại khái suy tính ra ưu khuyết của kim đan. Ta chính là ban đầu đan thất thô giáp, may mắn kết đan. Phẩm tướng kim đan chẳng ra làm sao, liền biết mình vô vọng nguyên anh. Nếu không có như thế, mã trí ta một vị kiếm tu kim đan. Vì sao vẫn là không đánh lại sở dương kết mau đang long đài. Lão long thành mấy năm nay, sau lưng không biết bao nhiêu kim đan cùng thế hệ, cùng những tiểu tử trong ngũ cảnh kia, lấy điều này diễu cợt mã chí ta. Lâu ngày trở nên truyền lưu một câu, thổi nhỏ lợi hại, tương lai hên xui, giống như mã chí khi mã trí nói đến chuyện xấu hổ này cười ha ha lên hiển nhiên không còn khúc mắc nữa truy cập halaji com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé trần bình an đột nhiên hỏi mã tiên sinh có thể hỏi một câu về tu vi cảnh giới của ngươi hay không mã trí gật đầu nói có gì không được trần bình an cẩn thận hỏi mã tiên sinh bao nhiêu tuổi Tế thân long môn cảnh đan thất có mấy bức đồ họa mấy loại cảnh tượng mã trí trong lòng giật mình quả nhiên là đệ tử tiên ra trên núi đệ nhất đẳng nếu không tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề như thế những sơn trạch tán tu đụng đại vận tễ thân trong ngũ cảnh khả năng cả đời cũng không biết đan thất của long môn cảnh có thể không chỉ một bức họa quyển thiên tài tu đạo chân chính có thể có hai bức đan thất bích họa tiền bối tu sĩ mã trí cả đời này tiếp xúc có mấy vị nguyên anh địa tiên đều là hai bức một vị thần tiên ngọc phát cảnh lại là hơn ba bức kinh thế hãi tục mã trí vuốt râu mà cười cũng không che giấu thẳng thắn thành khẩn cho biết lúc trước từng đề cập mã trí ta là thời điểm 190 tuổi tễ thân cửu cảnh kim đan, long môn cảnh à, thì phải là chuyện từ rất sớm trước đó, khi hơn 120 tuổi, bởi vì ta tu đạo hơi muộn, nếu không trước trăm tuổi cá chép vượt long môn, vấn đề không lớn. Trần Bình An vẻ mặt khiếp sợ, nuốt nuốt nước miếng. Mã trí tưởng thiếu niên kinh ngạc về thiên tư tu đạo của mình, lão nhân ý cười tăng thêm vài phần. Không biết rằng Trần Bình An sở dĩ có câu hỏi này, là nhớ lại năm xưa ở tổ trạch ngõ Nê Bình một vị cô nương tràn ngập ảo não cùng bất mãn lẩm bẩm bị trần bình an lúc ấy vành tai nghe không sót một chữ ta chỉ đạt tới long môn cảnh trong đan thất có sáu bức đồ án chưa vẽ rồng điểm mắt chưa thiên nữ phi thiên trần bình an yên lặng tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm uống hớp rượu quế hoa tiểu những thơm lừng đè nén nỗi kinh sợ uống thêm hai hớp nhanh chóng lấy lại tinh thần mã trí chẳng hay biết gì ngược lại cười an ủi thiếu niên trần công tử với tư chất xuất chúng của ngươi cho dù đi một đường võ đạo thành tựu tương lai, chắc chắn so với ta chỉ cao không thấp, chỉ cần làm đến nơi đến chốn, đại đạo khả kỳ. Không ngại thì từ hôm nay bắt đầu, thích ứng kiếm khí của ta làm khởi đầu. Trần Bình An sắc mặt xấu hổ, gật gật đầu, tốt. Mã Chí đứng lên, nghiêm mặt nói, võ đạo luyện khí tam cảnh, hồn phách đảm, trong đó ba hồn bảy vía, ba hồn là thai quang, sảng linh, u tinh, ta liền lấy ba loại kiếm khí khác nhau, trước sau giúp người cọ rửa, gọt rửa cùng mài rũa ba hồn trong cơ thể, ta thì sẽ đắn đo đúng mực có thể sẽ không tổn thương tới nguyên khí của ngươi trong lúc đó ngươi sẽ có thể đồng thời luyện tập bốn chiêu công thủ trong bản kiếm phổ kia điều kiện tiên quyết là nếu như ngươi làm được lão nhân tươi cười thích thú tuy không biết thiếu niên vì sao sớm có sơ hình hồn phách đảm nhưng mà bị kiếm khí một kim đan kiếm tu xâm nhập khí phủ, càn quét ba hồn tư vị trong đó đừng nói là cắn răng luyện tập kiếm thuật có thể đứng vững gót chân hay không lại là chuyện khác nói lui trở về nếu chân bình an thật sự có thể làm được cho dù chỉ là chống đỡ nhất thời nửa khắc, bốn chiêu kiếm thuật ghi lại trên kiếm phổ, nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Trần công tử, cẩn thận nha, trước tiên ta sẽ lấy một phần kiếm đạo chân ý, thăm dò trình độ dày mỏng ba hồn của ngươi. Mã trí cười cười, một thanh bản mạng phi kiếm từ nơi ngực lão nhân bay vút mà ra, huyền đứng ở giữa hai người, kiếm này được ta gọi là vì lương ấm, khi mới sinh ra, là ở dưới bóng dâm của một cây đại thụ che trời, đã cùng ta làm bạn hơn hai trăm năm quang âm không coi là sắc bén như thế nào, nhưng mà đối địch cùng người khác, lặng yên không một tiếng động đả thương thần hồn người khác, coi như không tầm thường. Trần Bình An buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, vỗ mạnh hai cái, là muốn mùng một, 15 hai thanh phi kiếm bên trong im lặng một chút, không cần đồng hành thể hiện uy phong. Sau đó Trần Bình An khẽ nhíu mày, không động đậy chút nào, đến ngay cả khí tức phun nạp đều giống như khi bình thường lão nhân lại là, trong lòng rung động bội lần. Trịnh Đại Phong ngẩng đầu nhìn biển mây trên không lão long thành đột nhiên nói như thế nào mà không phải mặc váy chứ âm thần đến từ miếu nhỏ kia chậm rãi hiện lên ở trong viện giờ khóc giờ cười trịnh đại phong thu hồi tầm mắt cười hỏi lão triệu có phải ta hỏi cái gì ngươi cũng sẽ không nói hay không âm thần lắc đầu nói về phạm tuấn mậu người này ta cũng không biết gì nhiều so với ngươi nhưng lúc trước ở trong miếu nhỏ nghe một vị kiếm tiên lưu lạc ngoại hương nói về một lời đồn bên đường chưa chắc là sự thật trịnh đại phong cảm thấy hứng thú nói nghe xem dù sao hai chúng ta cả ngày chơi bời lêu lỏng âm thần cười lạnh nói là ngươi không có việc gì làm còn ta thì rất bận sống chắp nối cho người không bằng đánh đánh giết giết cũng không đúng thật ra mỗi ngày ngươi cũng rất bận bận rộn cùng một đám cô gái phố phường nói lời nói thô tục quân tử nói chuyện không động tay chân thật ra ngươi nên đi thư viện quan hồ trịnh đại phong cười nói lão triệu a những lời tổn thương cảm tình nhất định phải nói ít thôi hai ta có thể cộng sự một hồi duyên phận nhiều biết mấy Âm thần đá trở về một câu, nghiệt duyên mà thôi. Trịnh Đại Phong lắc đầu, đưa tay chỉ chỉ biển mây, nàng ấy cùng ta mới là nghiệt duyên, hai chúng ta là thiện duyên. Trước đó sau khi Phạm Tuấn, Mộ Tiến vào hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, âm thần tự động lui tán, cái này vừa là lễ nghĩa, vừa là quy củ. Cho nên cũng không nghe được đối thoại giữa hai người, nhưng mà có thể nhìn ra được có phần chia tay không vui vẻ. Hơn nữa vị đích trưởng nữ Phạm gia kia đột nhiên tăng mạnh, tự động phủ cảnh khi Phạm Trịnh hai người lần đầu tiên gặp mặt đến thời điểm sau khi đi đại ly một chuyến trở về lão long thành đứng ở của hiệu thuốc bắc ngõ nhỏ lại đã là kim đan cảnh loại tốc độ gia tăng cảnh giới này đã không thể dùng cái gì thiên tài tu đạo không xuất thế để giải thích nghe rợn người quá mức âm thần họ chịu khó tránh khỏi nghĩ tới một cô gái lớn lên ở ly châu động thiên tu hành trên núi thiên phú khiến cho toàn bộ đều cực kỳ hâm mộ sợ hãi kinh thán khả năng đều đánh không lại bốn chữ nhẹ nhàng sinh ra đã biết kinh ngạc như thể người trời âm thần này trong lòng khẽ thở dài cũng may người như thế, đưa mắt nhìn khắp ngũ hồ tứ hải cửu lục địa, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trịnh Đại Phong nhắc nhở nói, này này, lão triệu, tỉnh lại đi, đừng ngây người ra chứ, tiếp tục nói chuyện kiếm tiên ngoại hương thê thê thảm thảm chết ở ly châu động thiên đi, về biển mây bán tiên binh của phù gia, đến cùng nói tin tức gì. Âm thần nói, không muốn nói, ta còn có chuyện phải làm. Cứ như vậy biến mất. Trịnh Đại Phong vẻ mặt dại ra, sau đó cả giận nói, ông nội ngươi, uổng phí ta xem trọng triệu diêu cùng họ với ngươi như vậy. Màn trúc nhắc lên, lộ ra một dung nhan một cô gái non nớt xinh đẹp, chính là tiểu nha đầu thích ngồi bên cạnh trịnh đại phong cắn hạt dưa. Nàng cười tủm tỉm nói, trưởng quầy, ngươi có muốn làm trưởng bối của ta không? Trịnh đại phong thu hồi ống điếu cũ, đứng dậy trà sát hai tay, cun cút chạy tới hướng cô gái, làm trưởng bối gì, nghe xa lạ quá. Cô gái nháy mắt mấy cái, làm thân thích còn xa lạ, vậy làm gì mới không xa lạ, trịnh đại phong tạo thế muốn ôm lấy đầu vai cô gái cô gái xoay người lui về phía sau hai bước cười duyên dáng cái gì muốn kết hôn với ta a à? trịnh đại phong phẫn nộ lui tay về làm huynh muội làm huynh muội giữa vợ chồng phải tương kính như tân cũng rất xa lạ hán tử đi tựa lên trên quầy nhìn cả cửa hàng thướt tha nhiều vẻ xuân sắc đầy vườn khóa chặt được hán tử đột nhiên cười nói ban thưởng thiên kim không bằng dạy con một nghề dạy con một nghề không bằng ban thưởng cái tên tốt Câu cách ngôn này, các tỷ tỷ muội muội, mọi người đã nghe qua chưa? Chỉ có cô gái bị Trịnh Đại Phong trộm đi quyển sách kia nhận được mặt chữ có thể đọc sách, nhưng mà nàng không thèm để ý đáp lời Trịnh Đại Phong. Quyển sách kia sau lại bị trưởng quầy mặt dày mày dạn mượn đi, mượn xong rồi thế mà còn không định trả lại, một trưởng quầy hiệu thuốc bắc, ăn chặn của người làm trong tiệm mấy chục văn tiền cũng không ngần ngại, sau lại hán tử dứt khoát nói là đã đánh mất, nàng tức giận đến nỗi cầm lấy cây chổi đánh một trận, hán tử đành phải nói tiền của quyển sách, sau này sẽ tính cả vào trong tiền lương tháng sau, tính dựa theo 100 văn tiền. Cô gái lúc này mới bỏ qua, dù sao sách cũng đã xem rồi, ở nhà cũng chỉ để không, nếu bị cha mẹ từ nhỏ đã thiên vị đệ đệ phát hiện, không chừng còn mắng nàng phá của nữa. Hán tử không thấy có người hưởng ứng, đành phải tế ra đòn sát thủ, phạm gia tiểu tử thường xuyên đến hiệu thuốc bắc của chúng ta, các ngươi có muốn biết tên là gì hay không? Toàn bộ cô gái đều nhìn phía hán tử. Trịnh Đại Phong vui sướng hả hay nói, tên là phạm nhị nhị trong nhất nhị tam tên này rất hay có phải rất hợp với thiếu niên đó hay không không một người nguyện ý tin tưởng chỉ cho là hán tử trưởng quầy đang cố ý trêu cợt các nàng trịnh đại phong không nói thêm về phạm nhị nữa lẩm bẩm phạm tiểu tử học võ về sau còn muốn lấy thân phận con thư kế thừa gia nghiệp về phần tỉ tỉ hắn tên của cô nàng này đặt không tệ căn để bàn thâm chi diệp tuấn mậu phạm gia có phần chú tâm trịnh đại phong để bầu má một bên mặt dán lên trên mặt bàn nhìn phía ngõ nhỏ bên ngoài hiệu thuốc bắc trời đang mưa gió buông xuống đích nữ của vân lâm khương thị gả vào phù gia lão long thành của hồi môn rất lớn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng cũng không biết phù gia sẽ lấy danh hiệu gì để nhấc lên trận tinh phong huyết vũ này cuối cùng một nhà độc bá lão long thành cũng có khả năng là hai nhà trịnh đại phong cười cười chướng khí mù mịt này liên quan quái gì đến lão tử hắn ngắm nhìn một vị phụ nhân nghĩ nghĩ chi bằng mình bỏ hầu bao ra chút tiền mua một ít quần áo vừa sang quý lại bó sát người đưa cho các nàng mặc vào trời đại hạ thấp thoáng mồ hôi sẽ càng lộ ra đường cong linh lung hứng thú trịnh đại phong ha ha cười lên đưa tay lau nước miếng đây mới là ngày tháng thần tiên nha cái gì thần tướng thiên môn bị một kiếm đóng đinh chết dí cái gì xương tuyết giáp trụ bỏ quang dạng dỡ cái gì phạm tuấn mậu nhìn thấu thiên cơ chuyện tới trước mắt rồi nói cũng không muộn một luồng kiếm khí ẩn chứa kiếm đạo chân ý của kim đan cảnh kiếm tu trong điều kiện tiên quyết đối phương không hề hay biết, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, công phạt hồn phách một vị võ phu tứ cảnh. Mã Chí cho dù biết Trần Bình An tam cảnh trụ cột rèn luyện vô cùng tốt, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Ít nhất cũng nên có động tác lào đảo chứ. Trần Bình An nghĩ lầm lão thần tiên gần 300 tuổi tuổi, lần này đánh lén quá mức thủ hạ lưu tình. Liền cười nói, mã tiên sinh, không có việc gì. Lúc trước khi ta rèn luyện thần hồn tam cảnh, nếm qua không ít đau khổ, coi như chịu được đau, chỉ cần kiếm khí không tổn thương đến căn bản võ đạo, mã tiên sinh cứ việc ra tay. Cẩn thận nha. Mã trí gật gật đầu, hơi cân nhắc, vươn một tay, song chỉ từ trong phi kiếm bản mạng lương ấm nặn ra ba luồng kiếm khí, trước sau vặn xoắn thành ba quả cầu nhỏ cỡ hạt chân châu, nổi lên hàn quang u lục, quả thực giống như thu thập thanh lương thụ ấm mà thành, lão kiếm tu gập ngón tay, nhanh chóng bắn nhẹ ba cái, ba hạt châu kiếm khí lương ấm ngưng tụ mà thành, thời điểm lược nhập thân hình Trần Bình An, phát ra tiếng động len keng rất nhỏ, lần lượt nhằm vào thai quang, sảng linh cùng u tinh ba hồn. Trần Bình An lần này sớm có chuẩn bị, bày ra một tư thế kiếm lô lập thung mà đứng vững, ngoài cánh cửa nội tâm, giống như có khách ghé thăm ba lượt đập cửa, lấy lợi khí bén nhọn đâm hướng cánh cửa nội tâm, lạnh lẽo đến xương, đinh nhập thần hồn, làm cho người ta không tự chủ được muốn dùng mình. Trần Bình An sắc mặt nhận thức không thay đổi, đều có phương pháp ứng phó, luồng chân khí võ phu thuần túy như hỏa long, từ nơi khác tấn mãnh du đãng mà đến nháy mắt vuốt phẳng những cái hố do ba chỗ kiếm ý rét lạnh ngưng tụ. Trần Bình An nói, Mã Tiên Sinh, tiếp tục đi. Lão kiếm tu thần sắc tự nhiên, trong lòng đã nổi lên điều thắc mắc, không nói gì. Hai ngón tay khép lại, ở trên phi kiếm bản mạng vuốt nhẹ nhàng một cái. Lần này không còn là thần tiên bút tích kiếm khí ngưng châu, mà là từ trên lương ấm trực tiếp bong ra từng sợi kiếm khí hoàn chỉnh. Nó không nóng lòng lược hướng Trần Bình An, mà là hơi hơi phiêu đãng, hàn ý tràn đầy để cho tiểu viện khuê mạch lúc này vốn đang mát mẻ ngay lập tức từ giữa hè đảo ngược trở lại thời tiết xuân hàn kiếm khí kia ở giữa hai người vận sức chờ phát động mã trí chậm rãi nói hai quang là nguyên thần bản mạng của con người dựng dục mà ra bản mạng phi kiếm của kiếm tu thế gian đa phần lấy cái này làm một tòa kiếm lô tiên thiên sau khi kiếm thành sẽ xem nơi này làm vỏ kiếm cũng là chỗ dưỡng kiếm ba hồn bên trong cơ thể người mơ hồ không chừng xa có xa lộ thử có thử đạo ba hồn cũng không ngoại lệ, đều có một hồn lộ đại khái riêng. Lúc trước ta lấy kiếm khí châu gõ vang nội tâm của ngươi, chỉ là ba dĩa nhỏ khai vị ăn sáng, hiện tại mới là bữa ăn chính, sẽ hơi chút tăng thêm lực đạo, phân lượng kiếm ý ẩn chứa trong đó, đã nặng thêm không ít, Trần Bình An, đón lấy. Trần Bình An theo bản năng gật gật đầu. Ngay trong nháy mắt Trần Bình An làm ra động tác rất nhỏ này, lão nhân nhếch khóe miệng, kiếm khí hóa hư, đã thế như trẻ tre, chui vào thể phách Trần Bình An mỉm cười nói, tương lai đối trọi cùng một kiếm tu, sinh tử chi chiến, chớ đừng có phân tâm như thế. Võ phu thuần túy, vốn là một nhóm người cực đoan nhất trong thiên địa, trước sau tam luyện tổng cộng cửu cảnh, luyện thể luyện khí luyện thần, từ ngoại tới nội, tầng tầng tiến dần lên, hơn nữa có thể không ngừng bồi dưỡng nhục thân, cho nên sự cường kiện của thể phách, tất nhiên so với luyện khí sĩ càng thêm xuất chúng. Xét đến cùng, ở trong mắt tu sĩ trên núi, thứ theo đuổi không phải đại đạo, mà là tự thân, trên thực tế võ phu sống đoản mệnh, 300 tuổi đã có thể nói là đã lên được tới đỉnh cao nhất, xa xa không thể so với luyện khí sĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So sánh với luyện khí sĩ nội ngoại kiêm tu, nhục thân của võ phu thuần túy khí lượng quá nặng, ngược lại sẽ trở thành một loại trói buộc, mà võ học đạo rất thấp, võ phu lại quá mức bướng bỉnh. Đối với hồn phách chịu đựng, lại chính là lấy lực bản thân, dùng một hơi chân khí thuần túy, tay làm hàm nhai. Dùng từ ngữ mỹ miều là không mượn lực từ thiên địa, không giống luyện khí sĩ, là bắc lên một trường sinh kiều giống như liên kết trong ngoài hai tòa động thiên lấy linh khí dư thừa của thiên địa đại động thiên đúc rèn ma luyện thần hồn nhân thân tiểu động thiên thiên địa đồng lực tự nhiên càng dễ dàng trường thọ bất hủ giờ này khắc này bên trong thần hồn trần bình an xuất hiện một trận đau như rút gân đau như chính mình động thủ chỉ tiếc trần bình an vẫn là kiếm lôi như trước bất động như núi mã trí nhíu lông mày hắn tuy ra tay lưu lực rất nhiều nhưng mà ánh mắt kim đan cảnh đặt ở nơi đó tí vết nhỏ xíu của võ phu tứ cảnh, rơi vào trong mắt mã trí, sẽ thấy to như cái sàng, chung quanh gì nước, đều là lỗ hồng. Cho nên một lần Trần Bình An gật đầu chính là, cơ hội. Nhưng mà mã trí, tuy đã đánh giá cao trụ cột thể phách của thiếu niên bối kiếm trước mắt, nhưng còn chưa đủ, xa xa không đủ. Trần Bình An bị chửi đánh ở trúc lâu lạc phách sơn, một bộ túi da thân hình, hưởng thụ thần nhân lôi cổ thức của lão nhân họ thôi võ phu mười cảnh, ba hồn bảy vía, gặp vân trưng đại trạch thức cùng thiết kỵ tạc trận thức đều là tinh túy võ đạo sở học suốt đời của lão nhân, là chiêu thức sau khi hắn đi đến đỉnh phong mười cảnh vẫn cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Trần Bình An lúc ấy vì hứng chịu nhiều thần nhân lôi cổ thức hơn, mỗi một lần hô hấp phun nạp, cùng với 18 đỉnh kiếm khí, sớm hồn nhiên thiên thành, sau lại có nỗi khổ rút gân lột ra, vô số lần đau đến hoa mắt xé tim, tuy còn xa xa không được coi là vô lậu kim thân của võ phu cảnh thứ bảy đỉnh phong, nhưng mà kiếm khí rất nhỏ kia của mã trí, thật đúng là không thể bắt lấy sơ hở của Trần Bình An, trừ phi là nhất lực hàng thập hội mạnh mẽ phá vỡ tam cảnh mạnh nhất thiên hạ hàm chứa sức nặng kim lượng chỉ là chân trần lão nhân truyền thụ quyền pháp không thèm nói mà thôi mã trí sinh ra một chút lòng hiếu thắng lại từ trên phi kiếm bản mạng thông qua ba sợi kiếm khí hóa hư nhập thể lúc này đây ba thanh kiếm cùng tấn công hắn cũng không tin lộ tuyến ba hồn của trần bình an thật sự không thể bị công kích chút nào trần bình an chỉ là lù lù bất động muốn nói lại thôi lúc này đây hắn không dám tiếp tục chủ động yêu cầu mã lão kiếm tiên gia tăng lực đạo, luôn cảm thấy sẽ làm lão nhân trên mặt không kiềm chế được, không thỏa đáng lắm. Nhưng mà ba sợi kiếm khí tuy sắc bén âm trầm, giống như trâu cày trên ruộng, ở trên ba con đường dịch chạm hư vô mờ mịt trong cơ thể, dùng kiếm khí mạnh mẽ cày ra ba đường rãnh, tựa như khắc vào trong tâm khảm ba khe nước lạnh ngày đông, lạnh thấu tim, nhưng mà loại đau đớn khổ sở này, lúc trước Trần Bình An ở Trúc Lâu vẫn là thuộc loại khai vị ăn sáng. Mã Chí cũng nhận thấy có điều không đúng lắm, không thể không tiếp tục để cao độ cao tứ cảnh của trần bình an liếc mắt nhìn phi kiếm lương ấm trước người hơi hơi rung động hít sâu một hơi trần bình an kế tiếp ta sẽ để lương ấm mạnh mẽ hóa hư xâm nhập bên trong thần hồn ngươi cơn đau cắt tinh này ngươi phải chuẩn bị tâm lý nếu không kiên trì được nhất định phải chủ động mở miệng bởi vì lương ấm tuy là phi kiếm bản mạng của ta tương thông tâm ý cùng ta nhưng dù sao cũng là xâm nhập động thiên phúc địa nhà khác bị thần hồn của ngươi che đậy ở trình độ rất lớn sẽ ảnh hưởng liên hệ giữa ta cùng với lương ấm, bình thường giết địch, phần lớn có thể không quan tâm, cứ mặc nó nghiêng trời lệch đất là được, nhưng mà giữa ngươi và ta lại là chuyện khác. Cho nên ngươi ngàn vạn đừng cậy mạnh. Trần Bình An triệt tiêu kiếm lô lập thung, một bước rút lui về phía sau, bày ra một tư thế quyền cổ xưa, một tay nắm tay dán tại ngực, một quyền cao hơn đỉnh đầu. Nếu lại nâng lên một chân, thật ra sẽ hơi tương tự một pho tượng thiên vương tướng trong chủ nhiếu Phật giáo chẳng qua giống nhau mà thôi, chân ý khác nhau rất lớn, quyền này chính là quyền. Ở tổ trạch tôn thị hai lần đánh đuổi giao long biển mây màu vàng, vân trưng đại trạch thức. Sau khi Trần Bình An từ kiếm lô hám sơn quyền biến thành tư thế quyền này, khí thế hoàn toàn biến đổi. Không còn là thiếu niên Dương Quang vừa nói vừa cười cùng thiếu niên Phạm Nhị, trong mắt mã trí, không còn là thiếu niên trầm ổn thần khí nội liễm khi tẩu thung lập thung, mà như là một vị sắp đánh ra một quyền mà thôi. Thật sự là khí phách rất lớn nếu là mấy vị võ đạo tông sư thất cảnh lão long thành hoặc là bát cảnh đại tông sư lánh đời nhiều năm có tư thế kinh người thế này mấy chục năm thậm chí trăm năm thiên truy bách luyện trải qua lần lượt những trận chiến đỉnh phong ta sống địch chết thì cũng bỏ đi nhưng trước mắt thiếu niên mới bao nhiêu tuổi mã chí cũng không biết hôm nay là lần thứ mấy cảm thấy chấn kinh rồi trần bình an tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong đó trước mắt không hề có cái gì phi kiếm lương ấm không hề có kiếm tu kim đan cảnh chỉ có lão nhân chân trần ở trong trúc lâu bạo ngược cười to hào khí tung hoành, lần lượt đánh cho hắn sống không bằng chết, từng câu từng câu mắng hắn là đồ nhóc con lì lợm, trong đó có lẫn một ít lời tâm huyết lão nhân căn bản không phải nói, với Trần Bình An hắn, mà là đang nói với cả tòa thiên địa. Quyền này vừa ra, phải đánh cho thần nhân thiên uy giáng xuống phải quay trở về thiên đình. Muốn đánh cho khác biệt trời vực, từ một quyền này của ta mà đỉnh thiên lập địa. Trần Bình An thốt ra, mời xuất kiếm. Nghe thấy một thiếu niên vãn bối ngôn ngữ hơi khiêu khích hiểm nghi như thế, lão kiếm tu không hề có chút thần sắc không vui, tâm ý vừa động, phi kiếm lương ấm từ thực hóa hư, như thiết kỵ sung phong liều chết vì quân chủ khai thác danh giới. Trần Bình An sắc mặt hơi trắng, hai đấm nắm chặt, tư thế quyền khẽ nhúc nhích, chỉ là dậm mạnh chân một cái. Nền đất, tiểu viện hơi chấn động, một thân quyền ý núi cao nguy nga như bộ rễ núi rừng lan tràn ra khắp mặt đất. Mã Chí khẽ nhíu mày, đối với thiếu niên trước mắt, lão nhân quẹt hai ngón tay xuống, giống như võ phu lấy trường kiếm mổ bụng rạch bụng kẻ địch. Trần Bình An trừng mắt to, cố cắn chặt răng, phùng má, tư thế quyền lại thay đổi, vẫn là vân trưng đại trạch, lại bắt đầu có rút lại, khoảng cách hai đấm kéo gần hơn một chút. Cùng lúc đó, toàn bộ quyền ý đang chảy xuôi bên ngoài cơ thể nhanh chóng tập hợp vào bên, trong cơ thể, như hai tay đột nhiên chắp tay, vỗ một con rùi bọ. Hời hợt như thế, không sáng suốt. Mã Chí cười lạnh một tiếng, hai ngón tay khép lại rồi nhấc lên hướng về phía trước, âm thầm ra tăng sức nặng kiếm ý của phi kiếm bản mạng. Đầu vai Trần Bình An khẽ lắc, một quyền trợt đệ ra, quyền ý mãnh liệt, thẳng hướng bầu trời, đánh cho thụ ấm Quế Tổ Tông che đậy khí tượng tiểu viện, ở giờ khắc này lộ ra chân tướng, thì ra nó giống như một dèm nước bao trùm ở trên không khuê mạch, bị cương khí một quyền ẩm ẩm đập tới, gợn sóng từng trận, thế cho nên cảnh tượng phía ngoài tiểu viện bắt đầu hiện ra mờ mờ. Lão nhân ở trong lòng căm giận nói, ta cũng không tin, đường đường kiếm tu kim đan cảnh, không dạy được một võ phu tứ cảnh nho nhỏ lão nhân trịnh trọng nghiêm túc rút lui về phía sau một bước một tay chắp sau lưng một tay kháp kiếm quyết tàn khốc nói trần bình an thử kiếm chân chính chính thức bắt đầu phi kiếm lương ấm sẽ hư thật giao nhau đối với thể phách thần hồn của ngươi rèn luyện một thể dụng tâm đối địch thiếu niên ánh mắt kiên nghị căn bản không nói lời nào chỉ là thu hồi tư thế quyền cổ xưa kia chậm rãi trượt nửa bước về phía sau thật sự là lưu loát như nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui kiếm tu thế gian kiếm ý ngàn vạn khác nhau rất lớn. Kim đan kiếm tu mã trí ngộ ra trần y kiếm đạo, là bản mạng lương ấm một kiếm xuất thế, nguyện nhân gian không còn nắng hè trói trang nóng bức, phi kiếm lướt qua tức là thanh lương thắng địa. Ở một viện tử bình thường cách tiểu viện khuê mạch không xa, hoa quế tiểu nương kim túc đang ăn một miếng dưa ngọt, trên đảo có một miệng nước suối thiên nhiên, ướp lạnh dưa và trái cây là ngon nhất, truyền đạo ân sư của kim túc. Phụ nhân Quế Di, đối với nhân gian Mỹ thực nàng sớm đã không còn hứng thú, ở một bên nhìn dung nhan lãnh diễm của đệ tử đắc ý, cho dù là vào giờ khắc này ăn đồ ăn rất bình thường cũng toát ra một phần thanh lệ khí độ thiên nhiên nghĩ rằng khó trách năm xưa tôn gia thụ cùng phù nam hoa hai vị trẻ tuổi tuấn ngạn nổi tiếng nhất lão long thành đều phải động tâm không thôi với cùng một vị nữ tử tôn gia thụ thích kim túc hay không đương nhiên là thích chỉ là phụ nhân không muốn nói toạc ra thiên cơ bởi vì nàng không cảm thấy kim túc cùng tôn gia thụ có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ trong những lựa chọn trở thành phu quân của kim túc ở trong lòng phụ nhân tôn gia thụ tài hoa hơn người đã chạy tới trước đài lại xếp cuối cùng phù nam hoa tốt hơn một chút tốt nhất vẫn là phạm nhị chỉ tiếc tình yêu nam nữ thế gian chưa bao giờ dựa vào nam tử tốt hay xấu mà phải do hai bên thích hợp hay không điều này biết trách ai bây giờ quế di có chút tự diễu thật ra nàng biết từ ban đầu nên trách ai chỉ là hôm nay khó mà nói nàng hơi hơi kinh ngạc thốt ra tiếng nhịn không được quay đầu nhìn phía tiểu viện khuê mạch bên kia kim túc nghi hoặc nói sư phụ làm sao vậy quế di cười nói hình như ngươi đã đánh giá quá thấp vị thiếu niên lang họ trần kia rồi kim túc lại cầm lấy một miếng dưa ngọt giải nhiệt hờ hừng nói cho dù hắn còn cao hơn nữa cả trời cũng không liên quan đến con quế di coi như nghe được một ít tiếng lòng gật gật đầu sau đó nói với kim túc ngươi có việc để làm rồi trước tiên đi tới cửa hàng chân núi mua dược liệu về đây mã gia ra, ra ngươi để lại lời nhắn ở bên kia hẳn là đã sớm chuẩn bị thỏa đáng sau khi ngươi trở về đợi cho mã gia ra, ra mở miệng lại chuẩn bị cho tiểu viện khuê mạch một thùng nước lớn kim túc ngơ ngác nói như thế nào khách nhân thiếu niên kia muốn ngâm dược thủy rèn luyện thể phách chuyện này không phải võ phu luyện thể cảnh mới cần thường xuyên làm sao cô gái có chút không tình nguyện làm việc này cho một thiếu niên sư phụ con có chút không được tự nhiên cái này thật ra cũng không phải con là cái gì thân tiểu thư mệnh nha hoàn bình thường pha trà đánh đàn dọn dẹp sân cho khách nhân cùng bọn họ đánh cờ thi từ phụ sướng con cũng chịu khó làm, nhưng mà chuẩn bị việc tắm rửa làm cho người ta, con. Phụ nhân cười nói, như vậy sư phụ tự mình đi làm. Kim Túc thở dài, sau khi cẩn thận lau chùi mấy ngón tay, con đi là được thôi mà. Kim Túc rời khỏi tiểu viện không bao lâu, nhanh chóng quay về, dẫn theo một nhóm khách nhân châu khác khí thế kinh người. Nàng vốn còn có chút thấp thỏm, không biết vì sao những người này cố ý muốn bái phỏng Quế Di, nhưng mà khi nàng nhìn thấy sư, phụ đã đứng ở cửa tiểu viện thì lập tức cảm thấy hơi yên tâm ở sâu trong nội tâm kim túc sư phụ không gì không làm được phạm gia khách khanh tuyệt không tầm thường tuy sư phụ đối với sư thừa của bản thân cùng với lịch trình tu đạo cho tới bây giờ giữ kín như bưng nhưng mà kim túc có thể xác định một sự kiện với ánh mắt cùng khẩu khí của sư phụ dù cho không phải một vị nguyên anh địa tiên ít nhất hẳn cũng là một vị kim đan cảnh luyện khí sĩ không chỉ là quế hoa đảo chiếc độ thuyền vượt châu này sáu chiếc độ thuyền mỗi lần đi tới đi lui lão long thành cùng đảo huyền sơn ít nhất đều phải có một vị tu sĩ kim đan cảnh tọa chấn. Quế Di đối với người ngoài chỉ là một trong những quản sự của Quế Hoa Đảo, luyện khí sĩ quan hải cảnh mà thôi, hôm nay cộng thêm mã ra ra. Thật ra Quế Hoa Đảo hiện tại có được ba vị kim đan cảnh. Kim Túc còn thật sự không tin trời có thể sụp xuống được. Đoàn người kia tổng cộng 6 người, già trẻ nam nữ đều có, toàn bộ đến từ Đông Nam Đồng Diệp Châu, là đối tác hợp tác lớn nhất trong hành trình lần này của Phạm gia Quế Hoa Đảo. Quế Hoa Đảo gần một nửa kho hầm bí mật, đều cho bọn hắn thuê chọn bao chọn về phần hàng hóa này là những sản vật đồng diệp châu mới có nào kim túc một quế hoa tiểu nương đương nhiên không thể biết nàng chỉ nghe nói là đại nhân vật của một tiên gia tông tự đầu của đồng diệp châu mặc kệ như thế nào nếu sư phụ tự mình ra mặt kim túc cũng an tâm đi hướng chân núi quế hoa đảo lấy dược liệu sau khi nàng rời khỏi không nhịn được quay lại nước mắt nhìn một cái một vị lão nhân dáng người cực kỳ cao gầy so với nam tử lão long thành còn cao hơn nửa cái đầu hạc phát đồng nhan điều bắt mắt nhất là mặc trường bào đen đặc như mực hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tất nhiên là một chiếc pháp bò thượng thừa. Hộ vệ bên cạnh lão nhân là một vị nam tử trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, lông mi rất nhạt, nhưng mà có một đôi mắt cực kỳ hẹp dài, thời điểm nheo mắt lại nhìn người, cho dù là kim túc động phủ cảnh, cũng phải nổi ra gà một trận, không dám nhìn đối diện. Quế Di mỉm cười hỏi, không biết các vị điểm danh tìm ta, là có chuyện gì? Nam nhân trẻ tuổi nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chăm, ngươi chính là Quế Phu Nhân. Quế Di thần sắc lạnh nhạt, đúng vậy, ánh mắt nam nhân nóng hẳn lên, tự giới thiệu một chút, ta tên là Khương Bắc Hải, đến từ Ngọc Khuê Tông, tông môn bọn ta vừa vặn khiếm khuyết một chiếc độ thuyền vượt châu, không biết Quế phu nhân có hứng thú gia nhập Ngọc Khuê Tông hay không. Quế Di im lặng không lên tiếng. Nam nhân ha ha cười nói, tất cả tổn thất của Phạm gia, toàn bộ thu nhập của Quế Hoa đảo, lấy trăm năm mà tính toán, ta sẽ không thiếu một đồng tiền, toàn bộ bồi thường cho Phạm gia. Tin tưởng Phạm gia không dám, không muốn cũng sẽ không cự tuyệt đề nghị của ta, Quế phu nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Đông Bảo Bình Châu là châu nhỏ nhất trong cửu lục địa, Đông Nam Đồng Diệp Châu Giáp danh lại không hề nhỏ, so với Phù Diêu Châu còn lớn hơn không ít, hơn nữa động thiên phúc địa của Đồng Diệp Châu, ở cửu lục địa được xem như đứng nhất về số lượng, nhất là trong đó có hai tòa phúc địa phẩm trật cực cao. Tốt đến nỗi rất nhiều tu sĩ bà Sa Châu, Câu Lô Châu, đều đã vạn dặm xa xôi chạy tới Đồng Diệp Châu, đều có sở cầu cuối cùng những tu sĩ lấy thân phận trích tiên nhân rớt xuống phúc địa lợi ích thu về còn vượt xa hơn rất nhiều phúc địa mà trên bản đồ đồng diệp châu đồng diệp tông cùng ngọc khuê tông một bắc một nam sóng đôi mà đứng người trẻ tuổi đồng diệp châu giúp đinh gia tránh được một kiếp kia chính là xuất thân từ đồng diệp tông một tòa tông môn có thể danh hiệu mệnh danh một châu sừng sững mấy ngàn năm không ngã bản thân chính là một loại triển lộ thực lực tốt nhất điểm này cùng đông phương bắc câu lô châu lại dám từ ngai ngai châu cướp đi chữ bắc kia tự cho mình là bắc câu lô châu có hiệu quả kỳ diệu như nhau một vị phụ nhân cung trang cười nói khương thiếu gia người ở tông môn luôn luôn du rú trong nhà ngọc khuê tông chúng ta lại không thích khoe khoang giống như đồng diệp tông luôn giúp mọi người làm điều tốt chắc là quế phu nhân cũng ít nghe nói tới quế di lắc đầu nói ngọc khuê tông ta nghe như sấm bên tai khương gia trong ngọc khuê tông nắm giữ vân quật phúc địa Cùng với hơn 10 đời Khương thị gần nhất đều là nhất mạch đơn truyền, ta đều có nghe nói. Nam tử Khương thị cười cười, nếu Quế phu nhân đã biết, vẫn là thái độ ôn hòa như vậy, chắc là cảm thấy Ngọc Khuê tông cùng lão Long thành phạm gia, không ở một châu, lại cách một đồng diệp châu, cho nên với tay không tới. Nói xong lời cuối cùng, nam tử Khương thị giấu đầu lòi đuôi, xoay người bồi tội, trên mặt vẫn là nét tươi cười âm lãnh, nói: "Thất lễ thất lễ, dùng từ không đúng, Quế phu nhân chớ nên trách tội." quế di vẫn là bộ dáng khí độ vân đạm phong khinh nhẹ giọng nói có liên quan thệ ước đại đạo dính dáng tới bản tâm tu đạo không thể dễ dàng vi phạm ý tốt của khương công tử ta tâm lĩnh nam tử thẳng người dậy ồ quế di đột nhiên cười nói lời thệ ước còn có kỳ hạn một giáp khương công tử nếu thực sự thành ý không ngại đợi chờ nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên cười to mời quế phu nhân gia nhập ngọc khuê tông không coi là thành ý của khương bắc hải ta chỉ cần quế phu nhân nguyện ý cưới về cũng được sau đó hắn tự nói tự khoát tay, ha ha cười nói, nói đùa thôi, đừng xem là thật. Quế phu nhân yên tâm, Ngọc Khuê tông tông chủ cùng Khương thị gia chủ của ta, đều ngưỡng mộ đã lâu đối với phu nhân, không phải do Khương Bắc Hải ta tùy tâm sở dục, mạo phạm phu nhân. Quế Di vẫn là khuôn mặt tươi cười mà đối diện, không thể chỉ ra sơ suất nào. Nữ tử tư sắc cao thấp, khuôn mặt hình dáng khuynh quốc khuynh thành hay không chưa chắc quyết định tất cả. Vị lão giả cao gầy kia mắt lộ ra vẻ tán thưởng chỉ là trời sinh giọng điệu lạnh nhạt, chậm rãi nói, Quế phu nhân khí độ tốt, như lời công tử nhà ta nói, Ngọc Khuê Tông quả thật cực có thành ý thỉnh mời, khẩn cầu phu nhân thật sự suy xét, hy vọng 60 năm sau, có thể ở trong Ngọc Khuê Tông Sơn Môn, uống được một ly rượu hoa quế do chính tay Quế phu nhân trưng cất. Quế Di nhẹ nhàng gật đầu, hai bên cứ như vậy mà tạm biệt. Nàng chậm rãi đi trở về tiểu viện, ngừng đầu nhìn phương hướng lão Long Thành, có chút bất đắc dĩ, không biết là có phải ảo giác hay không vị phụ nhân này tựa như còn có một chút tủi thân và uất ức nho nhỏ. Phía trên biển mây lão long thành, một cô gái lục bào đổ về phía sau, nằm ở trong mây, ngáp một cái, lười biếng nói, kẻ muốn tìm chết thực sự quá nhiều. Không thú vị, không thú vị, uống rượu, uống rượu. Nàng cầm lấy bầu rượu bình thường kia, nâng cánh tay giơ lên, kết quả phát hiện không còn giọt rượu nào. Điều này làm cho cô gái không hiểu sao nhớ tới mạch nước ngầm tẩu long đạo. Mình diễu cợt tiểu tử quỷ tay cầm hồ lô dưỡng kiếm ngửa đầu uống rượu. Sao chứ, nhanh như vậy đã gặp báo ứng. Cô gái vừa nghĩ đến điều này, liền thấy phẫn uất, búng người một cái đứng thẳng lên, tùy tay từ biển mây nhón lấy một đám nhỏ ẩn chứa vũ thủy chân ý, ném vào miệng, xem như là rượu mà nuốt xuống, hung hăng uống vân tử nhạt nhẽo vô vị, tâm trạng nàng tệ đến cực điểm. Ánh mắt nàng âm lãnh địa nhìn phía quế hoa đảo trên biển lớn, bay nhảy tới lui, từ phía rìa nam của biển mây, giống như chỉ đồng phố phường hạng lộng đang nhảy lò có ô vuông, nhảy một hơi tới rìa bắc của biển mây sau khi đứng lại, bắt đầu tấn mãnh vọt tới trước, ngẩng cao đầu, bày ra tư thế cầm trong tay thương mâu sắc ném ra, chợt dừng thân hình, hét to nói, đi. Biển mây cuồn cuộn như nước sôi. Sau khi cô gái làm ra động tác ném này, một trường kiếm tuyết trắng bị nàng xé rách từ trong biển mây mà ra, dài đến hơn 10 trượng, chợt lóe rồi biến mất ở trên không lão long thành. Trên biển lớn, độ thuyền quế hoa đảo đã cách lão long thành xa xôi muôn trùng. Lão nhân cao gầy ngọc khuê tông kia, đột nhiên một trưởng đánh bay con trai trưởng Khương Thị bên cạnh mình. Sau khi thay thế Khương Bắc Hải đứng tại chỗ, song trưởng đón đỡ lên đỉnh đầu, chiếc pháp bào căng phòng, bên trong hai tay áo có điện thiểm lôi minh. Cả tòa quế hoa đảo ẩm ẩm kịch chấn, rung lắc không thôi, bắn ra những con sóng cực lớn. Khương Bắc Hải quay đầu kinh ngạc nhìn lại, pháp bào của lão nhân nguyên anh kia đã tiêu hủy hơn phân nửa, may mắn còn có khả năng chữa trị, nhưng mà song trưởng huyết nhục đều không còn, lộ ra xương trắng. Lão nhân nôn ra một búng máu tươi, nhìn chằm chằm trên không lão long thành vươn một cánh tay vô cùng thê thảm trầm giọng nói thiếu ra đứng tại chỗ đừng nhúc nhích không được tới gần ta không được tùy ý đi lại trong dưỡng kiếm hồ lô trần bình an dắt bên hông phi kiếm mùng một ông ông tác hưởng như gặp bạn cũ nhảy nhót không thôi cô gái đã định thu tay lại sau khi nhìn thấy động tác vươn một tay của lão nhân úi trà đây là có ý muốn ăn thêm một kiếm sao cô gái lục bảo tên là phạm tuấn mậu này thân thể ngửa ra sau mũi chân điểm một cái bắn mạnh về phía sau sau đó nàng lại lập lại động tác lúc trước một lần ném ra một kiếm về phía trước cười to nói đi đi sau đó nàng hai tay khoanh trước ngực cười nhìn phía quế hoa đảo chực chực nói cho dù trải qua một ngàn năm nữa ta vẫn thích nhất loại anh hùng hảo hán kiên cường này giống như cả ngày thò dài cổ kêu réo tới chém chết ta a à, tới chém chết ta a à. trên quế hoa đảo trần bình an lặng yên để lại hồ lô dưỡng kiếm lần trước đó căn bản không kịp lần này cuối cùng ngẩng đầu đúng lúc bắt được từng chút một dấu vết để lại Thời điểm một vị lão kiếm tu Kim Đan cảnh chỉ có tâm thần lay động, Trần Bình An đã nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ tinh hoa của một kiếm kia. Đùng đùng một kiếm từ lục địa đi tới Quế Hoa đảo ngay trung tâm biển lớn, lại có một kiếm theo sát sau đó, vẫn là từ đỉnh biển Mây Lão Long thành phá không mà tới. Uy lực hai kiếm, kinh thiên động địa. Trên mặt biển giữa Lão Long thành cùng Quế Hoa đảo, trước sau hai lần bị kiếm khí thiên thượng chém ra một khe rãnh. Trong lúc Trần Bình An nhắm mắt thể ngộ kiếm ý, lão kiếm tu kim đan đồng thời đã lấy lại tinh thần sở dĩ không giống như trần bình an đi bắt lấy kiếm ý chợt lóe rồi biến mất ý đồ lấy đa núi khác công ngọc không phải lão kiếm tu lịch luyện còn không bằng một võ phu tứ cảnh mà là lão nhân biết rõ sau khi kiếm ý của bản thân đã đắp nạn thành hình khí phách tinh thần ẩn chứa bên trong một kiếm của kiếm tiên khác nếu những người bên cạnh đứng xem tham khảo cùng hấp thu lung tung ngược lại dễ dàng tự mâu thuẫn khiến cho kiếm ý thuần túy tự thân trở nên pha tạp nhưng nếu hai người kiếm ý đại khái tương cận đương nhiên là chuyện tốt gốc dễ kiếm ý của thanh phi kiếm bản mạng lương ấm của mã trí là thụ ấm thừa lương cho nên kiếm ý gần xuân hàn đại tuyết thanh tuyền vân vân mà xa lửa lớn hè nóng bức lò luyện vân vân khác nhau rất lớn với hai kiếm nơi biển mây thuộc loại chân ý giảo sát công phạt lấy từ xa trường bởi vậy lão kiếm tu sẽ không đi theo dấu vết để lại đi thu thập kiếm ý hai kiếm hóa thành mình dùng ngược lại là một ít kiếm tu vãn bối mới vào trong ngũ cảnh kiếm ý chưa củng cố cho dù hai loại kiếm ý hoàn toàn tương phản sẽ có ích lợi giống vậy. Trần Bình An đứng tại chỗ, theo bản năng bày ra kiếm lô lập thung. Mã trí lão luyện loại nào, đương nhiên sẽ không đi đã quấy dày phần cơ duyên nhỏ của thiếu niên, thậm chí cố ý nâng tay phẩy tay áo một cái, chẳng những đánh tan một ít bóng dâm tổ tông thụ che đậy, còn chủ động bắt lấy kiếm khí từng đợt từng đợt hơi lướt qua nhẹ nhẹ, cho nó rót vào trong tiểu viện khuê mạch, để cho Trần Bình An cảm thụ kiếm ý càng sâu. Trong quá trình này, mã trí đối với tên kiếm tu lão Long Thành kia kính sợ càng đậm, một kiếm của địa tiên, uy lực lớn đến rời non lấp biển, là một loại kinh sợ, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Chân chính quyết định địa tiên kiếm tu cách thượng ngũ cảnh đến cùng có xa lắm không, thật ra đã không còn ở uy thế mặt ngoài, mà là khảo nghiệm trình độ kiếm ý ngưng tụ. Nếu như kiếm khí tan rã, tinh thần như loạn, một kiếm đệ gia, uy lực lớn, kiếm ý cũng là chung quanh tràn đầy, nói rõ kiếm tu đối với nắm giữ điều khiển kiếm ý, còn chưa được xưng là tận thiện tận mỹ. Mà vị kiếm tu từ lão long thành ngang nhiên ra tay kia, cho dù một kiếm đánh ra, vượt biển xa xôi như thế, ngưng tụ kiếm ý, hầu như bằng với mã trí trăm trượng xuất kiếm, điều này làm cho mã trí sao có thể không sợ hãi thán phục. Được vinh dự gọi là kiếm tu địa tiên cảnh mười cảnh, chỉ kém một bước là có thể phá vỡ bình cảnh, tễ thân thượng ngũ cảnh, bởi vì kiếm tu sát lực quá lớn, trước đó toàn bộ kiếp sống trong ngũ cảnh thường thường, thường bộc lộ sắc bén, cho nên so với lục địa thần tiên nguyên anh mười cảnh tầm thường, ngược lại càng thêm xuất thế, tựa như phong tuyết miếu ngụy tấn trước khi trở thành kiếm tiên ngọc phát cảnh đã hoàn toàn rời khỏi giang hồ luôn luôn bế tại sinh tử quan xem ra vị lão kiếm tu lão long thành này nhất định là bị người nào đó trên quế hoa đảo phạm ra chọc giận rất nặng nề nếu không tuyệt không sẽ mạo hiểm rước lấy thiên kiếp phiêu lưu xuất kiếm sắc bén như thế mã trí lấy tiếng lòng hỏi vị quế di kia quế phu nhân là thần thánh phương nào ra tay là thủ đoạn nhằm vào phạm gia chúng ta hay là có xung đột cùng khách nhân ngoại hương quế di do dự một chút Hàm Hồ trả lời, hẳn là một vị thế ngoại cao nhân lão long thành, cùng đồng diệp Châu Ngọc Khuê tông Khương thị đệ tử này sinh một ít xung đột, phạm gia cùng Quế Hoa đảo chúng ta không cần để ý tới, bảo trì trung lập là được." Mã Chí cảm khái nói, "Nếu là hai nhóm thần tiên đỉnh núi đánh nhau, chúng ta xem kịch là được." Quế Di mỉm cười, "Đúng lý là như vậy." Mã Chí đột nhiên kinh ngạc nói, "Ngọc Khuê tông Khương thị, chính là Khương thị nắm trong tay Vân Quật Phúc Địa." Quế Di cũng đã sớm đóng cửa nội tâm, cắt đứt tiếng lòng, không hề để ý tới câu hỏi của lão kiếm tu. Mã Chí cũng không quan tâm chuyện này, chỉ cho là vị quế phu nhân thân phận đặc thù, lo lắng bản thể quế hoa đảo sẽ bị hại như cá cùng một chậu, cần nàng phân tâm ứng đối. Mã Chí nhìn thấy thiếu niên còn đang lập thung, bèn dứt khoát thu hồi phi kiếm lương ấm, ngồi ở bên cạnh bàn đá, thế gian động thiên phúc địa, tổng cộng 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa, toàn bộ của các tòa thiên hạ có phân ba bảy loại phẩm chật cao thấp khác nhau bảo bình châu thần cáo tông nắm giữ thanh đàm phúc địa phẩm chật cũng rất thấp mà vân quật phúc địa trong tay đồng diệp châu khương thị cực kỳ không tầm thường sau khi trần bình an mở mắt lão nhân cười hỏi như thế nào trần bình an cười nói chỉ biết là một kiếm này rất lợi hại đến cùng lợi hại như thế nào không thể nói rõ được cân nhắc nửa ngày chỉ mơ mơ hồ hồ bắt đến chút ý tứ rất đáng tiếc nếu như một kiếm này có thể lại chậm một chút thì tốt rồi Mã Chí trêu gẹo nói, một vị kiếm tu địa tiên nguyên anh cảnh, tốc độ xuất kiếm còn phải bẩm báo trước với Trần Bình An ngươi. Trần Bình An gãi gãi đầu, cái này nào dám? Trần Bình An đột nhiên lo lắng, chẳng lẽ là có kiếm tu muốn gây bất lợi đối với Quế Hoa Đảo? Mã Chí khoát tay, thần thái thanh thản, cười giải thích nói, không phải, chỉ là có xung đột với khách nhân đồng Diệp Châu trên đảo, mới ra hai kiếm thị uy, hai kiếm rất có chủ ý, không hề tổn thương chút nào đến căn bản Quế Hoa Đảo, cái này thật ra không khác gì đang biểu đạt thiện ý đối với quế hoa đảo nếu không giữa các địa tiên so chiêu trừ phi là ở vùng đất hẻo lánh ít dấu chân ngươi nếu không một khi không kịp thu tay ít nhiều sẽ có chút khí cơ tản mạn khắp nơi thực bình thường mã trí nói ra có vẻ lãnh đạm nhưng lão nhân suy nghĩ càng thêm sâu xa vị kiếm tu địa tiên không biết tên này hoặc là là một tồn tại cực kỳ giảng quy củ hoặc là bạn cố chi của chính lão long thành phạm gia hiển nhiên về sau có khả năng lớn hơn ở nơi khác trên quấy hoa đảo lại không có bầu không khí dung hòa hòa hợp như tiểu viện khuê mạch khương bắc hải sắc mặt âm trầm tựa như sắp có giọt nước chảy ra lão nhân nguyên anh mười cảnh cung phụng gia tộc ngã vào trong vũng máu chiếc pháp bảo giá trị liên thành mặc trúc lâm đã coi như bị tiêu hủy hầu như không còn gì muốn hoàn toàn chữa trị chi tiêu cực lớn chỉ sợ còn không bằng trực tiếp mua một chiếc pháp bảo thượng thừa mới lão nhân bị thương không nặng nhanh chóng lảo đảo đứng lên chỉ là nhìn thê lương kinh người bởi vì uy thế kiếm thứ hai phần lớn bị pháp bảo chân quý lão tổ khương thị ban thưởng đang mặc trên người triệt tiêu lão nhân cao gầy gắt cao nhìn thẳng lão long thành trên lục địa nghiến răng nghiến lợi nói tặc tử trước sau hai kiếm ám toán đánh lén hiếp người quá đáng tô lão rốt cuộc sao lại thế này khương bắc hải nhẹ giọng hỏi thân thể vẫn không nhúc nhích hai chân cắm dễ đứng tại chỗ không chỉ riêng hắn vị đích trưởng tử khương thị những người hỗ trợ gia tộc cùng ngọc khuê tông đích hệ còn lại không khác biệt người người không dám nhúc nhích thở cũng không dám thở mạnh Lão cung phụng hổn hển, giọng điệu lại có chút bất đắc dĩ, nói: "Chỉ biết là hai kiếm kia do cùng một người xuất ra, nơi xuất kiếm nơi ở biển mây trên Không Lão Long Thành. Chẳng lẽ là vị phù gia lão tổ, cầm trong tay một món bán tiên binh nào đó đang thị uy với chúng ta?" Khương Bắc Hải cân nhắc một lát, phù gia xưa nay không thích đinh gia, mà đinh gia cùng Đồng Diệp Tông quan hệ không tệ, đinh gia trước kia chính là dựa vào cái tên kia mới có thể sừng sững không ngã ở Lão Long Thành, Ngọc Khuê Tông chúng ta cùng đồng diệp Tông lại là đối thủ một mất một còn hơn ngàn năm. Theo lý mà nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Cho dù chúng ta lần này lựa chọn quế hoa đảo phạm gia đi hướng đảo huyền sơn, chứ không lựa chọn phủ gia thôn bảo kình, cũng không nên đối với chúng ta có oán khí lớn như vậy. Phủ gia không ngu, không thể không biết thực lực ngọc khuê tông, cũng không thể không biết địa vị của khương thị chúng ta ở ngọc khuê tông. Hơn nữa phủ gia luôn có quan hệ rất tốt với phạm gia. Vị phụ nhân cung trang kia thật cẩn thận nói, có khi nào là vì chuyện quế phu nhân không? có khả năng là một vị phù gia lão tổ nào đó dành tình cảm cho nàng. Khương Bắc Hải hạ thấp tiếng nói, tức cười nói, chúng ta cũng không phải ngang nhiên cướp đoạt quế phu nhân. Chỉ là bàn bạc mua bán công bằng mà thôi, nếu nói quế hoa đảo là sản nghiệp của phù huề, quế phu nhân là nhân tình của phù huề. Như vậy có cơn phong ba này, còn miễn cưỡng xem là hợp lý vậy, quế hoa đảo lại là tổ tiên phạm gia năm xưa dựa vào vận khí mà có được, phù gia vì sao phải ra mặt. Thực sự cho rằng Ngọc Khuê Tông chúng ta là kẻ ăn chay. Ngươi tin hay không, ta chỉ cần hơi thêm mắm thêm muối một phen, hai vị lão tổ tính tình nóng này của Ngọc Khuê Tông, chúng ta ngay lập tức sẽ giết đến lão Long Thành khởi binh vấn tội. Nữ tử luôn thích tốn nhiều tâm huyết trong chuyện yêu đương, nam tử lại thích tốn tâm tư trong chuyện giang sơn. Lão nhân cao gầy mắt lộ ra vẻ đau thương, lấy tiếng lòng báo với Khương Bắc Hải, thiếu ra, chúng ta lần này đi đảo Huyền Sơn, không thể bẩm báo tông môn. Khương Bắc Hải ở trong lòng gật đầu cười khổ nói, tô lão, ta biết nặng nhẹ lợi hại, lão nhân hít sâu một hơi ta lập tức đi lão long thành một chuyến tự mình đi gặp vị kiếm tiên kia một lần dù sao cũng phải tìm hiểu và kết thúc chuyện này chúng ta mới có thể an tâm đi đảo huyền sơn ta sẽ tận lực sớm quay về quế hoa đảo khương bắc hải nhẹ giọng nói tô lão làm việc cẩn thận yên tâm tuyệt không sẽ bồi nhọ danh tiếng ngọc khuê tông cùng vân quật khương thị sau khi lão nhân ném ra những lời này đột ngột bắn lên khỏi mặt đất ngự phong đi hướng lão long thành Trước đó, lão nhân đã thu hồi chiếc pháp bảo mặc trúc lâm giá trị liên thành, vết thương huyết nhục mơ hồ, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn, thực sự là thủ đoạn thần tiên xương cốt mọc ra thịt mới, không hồ là đại lão nguyên anh cảnh thành danh đồng Diệp Châu đã lâu. Hai kiếm phong vân qua đi, trên quế hoa đảo, bất luận là người của Phạm Gia hay là hành khách, đều đang nghị luận, cũng may hầu như mỗi người đều là người trên núi vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, đã có tư cách tự mình đi hướng đảo Huyền Sơn, mặc kệ là đi làm ăn hay là du lịch cũng không đơn giản tuy khiếp sợ nhưng cũng chưa nói tới kinh hách khủng hoảng hơn nữa quế hoa đảo nhanh chóng ra mặt trấn an phong ba rất nhanh thôi đã được bình ổn kim túc đi tới chân núi mua dược liệu cho tiểu viện khuê mạch nhanh chóng quay về bên cạnh sư phụ quế di nhìn thấy phụ nhân vân đạm phong khinh khó có được tâm trạng tốt nấu một bình nước trà nhìn thấy đệ tử trở về đưa cho kim túc một chén trà nóng kim túc sau khi ngồi xuống chưa uống trà thưởng thức sư phụ tay nghề cũng đã theo đó tâm cảnh trầm tĩnh lại Phụ nhân biết Kim Túc bụng đầy nghi vấn, lại không muốn nhiều lời cái gì, chỉ là mỉm cười nói, đối với vị Khương thị đại thiếu gia kia, không thể nghi ngờ là tai họa bất ngờ, đối với người ta thầy trò hai người, lại là vui như lên trời, Kim Túc, ngươi không cần hỏi nhiều, lần này rời bến, sau khi từ đảo Huyền Sơn quay về, ta sẽ tận lực tranh thủ cho ngươi cùng người xuất kiếm gặp mặt một lần. Quế Di nhẹ giọng cười nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, cũng không phải là lời nói thừa về sau ngươi một mình hành tẩu bốn phương vẫn là thu liễm một chút mới tốt câu cuối cùng là lời ngọc ý vàng của bậc lão thành kim túc không để bụng chút nào sớm quay đầu nhìn ra phương hướng lão long thành nơi xa xa tràn ngập chờ mong một tòa tiểu viện khuê mạch cùng thế vô tranh căn bản không cần so đo những phong vân đỉnh núi này sau lại trần bình an mỗi ngày chính là cùng lão kiếm tu kim đan luyện kiếm người sau làm ba sự kiện thứ nhất là tế ra bản mạng phi kiếm hóa hư nhập thể giúp trần bình an rèn luyện ba hồn đầm chặt thai quang, thích linh cùng u tinh ba nền đường hồn lộ. Tiếp theo chính là mã trí sẽ tiếp cận, lấy thủ đoạn kiếm tu khống chế phi kiếm lương ấm, cùng Trần Bình An đối địch, cuối cùng lại là đứng bên cạnh nhìn Trần Bình An, luyện tập kiếm chiêu của kiếm thuật chính kính, chỉ điểm 1-2 cho đến khi tư thế xuất kiếm của Trần Bình An không còn chút tì vết nào. Nhưng mà Trần Bình An luyện kiếm, thực sự thú vị, cũng không rút ra cây kiếm trong hộp gỗ sau lưng, mỗi lần chỉ là nắm vững kiếm thức, giả tưởng như một tay mình đang cầm kiếm. Đối với điều này Mã Chí có điều nghi vấn, kết quả đáp án Trần Bình An đưa ra có vẻ hoang đường, nói là song kiếm sau lưng, thanh được hắn gọi là vì hàng yêu kia là kiếm của người khác, không thể sử dụng, hòe một kiếm tên là Trừ Ma, từng ở trên sa trường chiến trận rút vỏ kiếm ra một lần, nhưng mà sau lại phát hiện một kiếm thật sự rất nhẹ, hắn cảm thấy kiếm mình sử dụng khi bắt đầu luyện kiếm, tốt nhất là nên đi tìm một cây kiếm sắt vừa đủ nặng, nếu không trên tay nhẹ bẫng, cầm kiếm và không cầm kiếm cũng tựa tựa như nhau, sẽ cảm thấy không thích hợp. Chỉ có tay cầm trọng kiếm, vẫn có thể xuất kiếm cực nhanh được, như vậy mới có khả năng tương lai một ngày nào đó, gặp phải cường địch trọng kiếm không địch lại, Trần Bình An hắn mới có thể đổi sang một thanh mộc kiếm, lấy một kiếm xuất kiếm nhanh nhất đối địch. Mã Chí thân là một thần tiên thiên thượng trong mắt thế tục, đối với võ học kiếm thuật vốn đã bình thường không mấy hứng thú, đối với theo đuổi bướng bỉnh của Trần Bình An loại kiếm khách giang hồ như thế này, thật sự không có cảm xúc gì, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn có một tia khinh thường, thể loại cắm mặt vào ruộng để đào tình thức ăn có thể đào ra thiên tài địa bảo gì. Nhưng nếu nói Trần Bình An bỏ công phu vào kiếm ý đại đạo, để tâm vào chuyện vụn vật, mã trí chỉ sợ kìm lòng không được, thao thao bất tuyệt nói với Trần Bình An ba ngày ba đêm cũng không khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quế hoa tiểu nương kim túc sẽ đúng giờ đưa tới một ngày ba bữa, điều khiến cho vị nữ tử này như chút được gánh nặng là Trần Bình An, không được một tắc lại muốn tiến một thước, thực sự xem nàng là tỷ nữ nha hoàn bưng trà đưa nước, không bắt nàng hầu hạ tắm rửa thay quần áo bằng không nàng thật sự đúng là phải đau đầu. Cho dù là thay mới nước trong thùng ngâm dược liệu, vẫn là Trần Bình An tự lực cánh sinh, điều này làm cho Kim Túc đối với vị phạm thị quý khách tuổi còn trẻ này, cuối cùng sinh ra một tia hảo cảm. Tiếp nữa chính là tiểu viện khuê mạch trưng cất quế hoa tiểu nhưỡng, cần giam ba hôm bổ sung một lần. Với thân phận của Kim Túc, không phải là không thể một hơi mang đến cho tiểu viện mấy chục vò rượu nguyên chất, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là bỏ qua việc làm một thể cho nhàn thân này, chính là hy vọng nương cơ hội gặp mặt nhiều lần, nhìn ra sâu cạn của vị thiếu niên ngoại hương kia. dù sao một lần vượt biển đi xa, đối với những quế hoa tiểu nương các nàng đã sớm quen thuộc hàng tuyến, mà nói là hơi buồn tẻ chán nản. cái gọi là mười cảnh của quế hoa đảo, tỉ như minh nguyệt cộng triều sinh, y hi có thể thấy được ảo ảnh giữa trăng sinh quế thụ, huyễn hóa ra kỳ cảnh cổ đại cung khuyết, trên biển đàn phi ngư vườn quanh quế hoa đảo, vân vân, mới nhìn sẽ thấy kinh diễm bội phần, thậm chí sẽ làm người ta chủ động bỏ tiền thuê họa sĩ dùng ngòi bút lưu lại từng bức họa cảnh đẹp nhưng thật ra xem nhiều cũng sẽ rất khó lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. một vài người lạ việc lạ phát sinh ở bên cạnh quế hoa đảo ngược lại càng có thể để cho các nàng quế hoa tiểu nương này cảm thấy thú vị hơn. hiện tại trần bình an mỗi ngày sẽ rời giường vào đầu giờ mão, trời còn chưa sáng, trước tiên luyện tập lục bộ tẩu thung ước chừng một canh giờ, lão kiếm tu mã trí sẽ lộ diện vào tầm giờ thìn, ung dung uống một bình quế hoa tiểu nhưỡng, đợi cho trần bình an luyện xong bài quyền bình thường kia, hoặc chuẩn xác mà nói là trần bình an chờ lão nhân uống xong một bầu rượu cũng gần như vừa vặn là lúc Kim Túc đưa tới hộp thức ăn đựng bữa sáng, mất chừng nửa giờ đồng hồ, trong lúc đó Mã Chí sẽ nói đại khái một chút về hôm nay xuất kiếm lực đạo nặng nhẹ, nguyên do trọng điểm kiếm ý, cùng một ít kỳ văn thú sự có liên quan đến kiếm tu thiên hạ. Sau đó Trần Bình An sẽ trả lại hộp đựng thức ăn cho Kim Túc đang chờ ở cửa viện, phần lớn là nói một tiếng cảm ơn mà thôi, nếu tiểu viện Khuê Mạch cần thêm rượu, cũng sẽ không thẹn thùng, nói thẳng cùng với cô gái trẻ tuổi kia là được một ngày tu hành, Mã Chí đề nghị sẽ từ dễ đến khó. Trần Bình An trước tiên luyện tập kiếm chiêu trong bản kiếm thuật chính kinh, buổi sáng hai canh giờ, trong lúc đó Mã Chí sẽ bất thình lình xuất kiếm, cố ý phá hỏng kiếm chiêu lưu loát liền mạch của Trần Bình An, cho nên Trần Bình An mài rũ tuyết băng thức, chấn thần đầu ở bên trong bốn loại kiếm chiêu, càng cần trong mọi thời khắc lưu tâm một vị kiếm tu kim đan tập kích quấy rối. Ngẫu nhiên Mã Chí sẽ dứt khoát đẩy phần cùng thử kiếm của buổi chiều lên buổi sáng. Trước cuối buổi trưa, hai người nhất định sẽ giải quyết cơm trưa sau đó bắt đầu buổi chiều luận bàn thử kiếm hôm nay mã trí đã lặng lẽ tăng cảnh giới từ kiếm tu động phủ cảnh lên tới cảnh thứ bảy quan hải cảnh ngồi ở bên cạnh bàn đá tự rót tự uống xuất kiếm không ngừng khống chế phi kiếm bản mạng lương ấm ám sát trần bình an tùy tiện trần bình an lấy thủ đoạn gì nghênh địch là tư thế quyền phong cách cổ xưa khí thế dọa người hay là bốn chiêu công thủ mới học được từ kiếm thuật chính kinh hoặc là một loạt vương bát quyền loạn quyền đánh chết lão sư phụ Mã Chí chưa bao giờ quan tâm điều này, chỉ cần Trần Bình An ngươi lẫn trốn được lương ấm tấn mãnh cực nhanh khắp sân, hoặc là một quyền đánh lui thanh phi kiếm bản mạng kia là thành công. Thường thường mỗi buổi chiều không đợi luyện kiếm xong, Trần Bình An cũng đã ra chóc thịt bong, quần áo tả tơi. Có vài thời điểm Mã Chí sẽ hoãn lại tốc độ xuất kiếm, buông tha một chiêu cho Trần Bình An đang chật vật không chịu nổi, uống thêm mấy hớp rượu, trên bàn những đĩa thức ăn như đậu phộng rang ớt, nghêu hấp xả, cá cơm chiên giòn, gỏi tai heo cũng đủ cho lão nhân nhắm rượu nhưng mà mỗi lần trần bình an khó khăn lắm mới thở ra một hơi lão nhân tiếp theo trượt xuất kiếm tất nhiên lôi đình vạn quân khả năng lúc ấy lão nhân miệng còn đang nhai cá cơm giòn dụ trần bình an lại bị một kiếm tấn mãnh đâm vào trái tim phi kiếm họa hình cung quay về lại từ sau lưng đâm thủng hậu tâm trần bình an sau đó lão nhân sẽ cười nhạo nói nếu không phải phi kiếm hóa hư người đã chết hai lần sẽ không còn được thưởng thức món cá cơm khô này trần bình an cho dù chỉ là vì đĩa đồ nhậu ngon lành này ngươi cũng nên cố gắng nhiều hơn a à. để đảm bảo luyện kiếm được liên tục tiểu viện khuê mạch không có bữa tối chỉ có ăn khuya kim thúc chỉ cần đem hộp thức ăn đặt ở cửa viện là được thông thường khi giờ dậu qua đi trần bình an sẽ phải đứng yên chịu đánh mượn dùng phi kiếm lương ấm ở bên trong thần hồn băng qua hành lang lượn qua cầu rong rủi dịch lộ nhào nặn độ dày cùng độ dẻo dai của ba hồn lão kiếm tu gần đây đã không còn giải thích tỉ mỉ pháp môn xuất kiếm với hắn chỉ là cẩn thận đắn đo đúng mực, để cho Trần Bình An tinh tế nhấm nuốt phần khổ sở kia là được. Trần Bình An vừa thích vừa không thích nhất quãng thời gian này, thích là biết phần ma luyện này có lợi lớn nhất cho tu hành võ đạo, không thích là vì luôn khiến cho hắn nhớ lại những đau khổ ở trúc lâu lạc phách sơn. Cũng may lão kiếm tu ra tay có vẻ hàm xúc, so với lão nhân chân trần đại khai đại hợp, giống như thủ đoạn tàn nhẫn của thiên đình thần nhân trùy sát phàm phu tục tử, thì thoải mái hơn rất nhiều, Trần Bình An chẳng những chịu đựng được, lại còn có thể nhân cơ hội này luyện tập lục bộ tẩu thung cùng hai kiếm chiêu thủ thế sơn nhạc thức cùng phi giáp thức trong kiếm thuật chính kinh so với tự mình tu hành lửa nhỏ lâu chín có lão kiếm tu hỗ trợ không khác gì lửa to nấu nhanh làm ít được nhiều nhưng mà lâu ngày trần bình an cái khó ló cái khôn đã mày mò ra được một chuyện thú vị đó chính là tuyết băng thức xuất kiếm tấn mãnh lại phức tạp phối hợp với nỗi đau phi kiếm lão kiếm tu mổ bụng dạch bụng xé gan xé ruột chỉ cần cắn răng kiên trì xuất kiếm sẽ nhanh hơn lĩnh hội đối với kiếm thuật công chiêu này, Trần Bình An tiến triển thần tốc, càng về sau, mỗi lần Trần Bình An cầm kiếm đánh ra tuyết băng thức, ngay cả chính hắn đều cảm thấy chỉ cần, trong tay thực sự có một thanh thần binh lợi khí, thật sự sẽ có vài phần khí tượng kiếm khí quang hàn tận trời, nói không chừng thật sự đúng là có thể lẫm lẫm chiếu khắp tiểu viện. Một ngày luyện kiếm xong, đa số là vào lúc chuyển giao giữa giờ tuất và giờ hợi, sau đó Trần Bình An phải đi nấu nước, cho dược liệu vào trong thùng nước, trước khi đợi cho nước sôi trần bình an đi tới cửa viện lấy hộp thức ăn một già một trẻ xem bàn đá như bàn ăn ăn xong bữa khuya nếu như có vài thời điểm trần bình an bị thương có vẻ nặng hoặc là một thân máu me quá mức thê thảm sẽ đi ngầm mình trong thùng nước trước tắm rửa thay quần áo xong mới ăn khuya lão kiếm tu mã trí cho dù đã ăn rồi cũng sẽ ngồi ở bên cạnh bàn đá chờ trần bình an trong lúc người sau ăn uống sẽ giải thích cho trần bình an nghe hôm nay luyện kiếm lợi hại ra sao giống như phục bàn khi chơi cờ, mã trí đến cùng là một kiếm tu kim đan, ánh mắt độc đáo, hơn nữa so với lão nhân họ thôi ở trúc lâu lạc phách sơn, mã trí tuy cảnh giới kém cách xa, nhưng mà nguyện ý tỉ mỉ nói rõ ràng mọi chuyện hơn, toàn bộ nghi vấn của Trần Bình An, phần lớn có thể nhận được đáp án. Thu dọn hộp thức ăn, Trần Bình An sẽ tiếp tục luyện tập tẩu thung trong hám sơn quyền phổ, cho dù tiếp tục trải qua 10 năm trăm năm, mặc kệ đến lúc đó cảnh giới của mình đã đạt đến độ cao nào. Có thể Trần Bình An cũng sẽ không hạ xuống tư thế quyền thô lậu có thể nói là nhập môn sơ đẳng nhất của võ đạo. Giờ tí qua hơn nửa, Trần Bình An sẽ trở lại phòng ở để ngủ. Hầu như mỗi ngày đều là tuần hoàn trôi qua như thế này, bất chi bất giác, Quế Hoa Đảo đã đón mặt trời mọc mặt trời lặn hơn 30 lần, chín cảnh trên biển cũng đã lặng yên qua đi ba cảnh. Lại một tuần nữa trôi qua, về cảnh thứ tư trên biển trong hàng tuyến của Quế Hoa Đảo, lão kiếm tu kiến nghị Trần Bình An có thể thích hợp dừng việc tu hành, đi tới bên tổ tông Quế Thụ Thưởng Cảnh. Nếu lão nhân đã nói như vậy, Trần Bình An sẽ nghe theo, vừa vặn đang vào thời gian tảng sáng, Trần Bình An đi tới đỉnh núi Quế Hoa đảo Đông đen đầu người, đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy một lỗ hổng thật lớn, hàng tuyến Quế Hoa đảo xuyên thẳng qua, hai sườn là thế núi từ cao đến thấp, hai sơn mạch đảo nhỏ theo thứ tự hạ xuống, phía trên ngọn núi, từng tòa từng tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, xây dựa vào núi, mây mù vấn vít. Điều ly kỳ của cảnh tượng nơi này, không nằm ở tiên gia môn phái cô huyền hải ngoại, ngăn cách thế gian trên đảo, mà ở khoảng thời gian cuối hoa đảo, đi qua vách đá màu đen giữa hai vách núi đứng so vai, trên đỉnh vách đá hai sườn, đều có một pho tượng thần kim thân cao tới trăm trượng, nguy nga phi phàm. Hơn nữa tượng thần trải qua quá vô số năm quang âm nước chảy cọ rửa, vẫn như cũ ánh vàng lấp lánh, cho dù là luyện khí sĩ, đều nhìn thấy mà sinh lòng e sợ. Nghe đồn kim thân chính thần mà hai pho tượng thần nọ điêu khắc, một vị từng là thần tướng chấn thủ nam thiên môn, một vị từng là thần linh trưởng quản thiên hạ đại độc thủy vận, là đệ nhất chính thần trong các võ sư thiên thượng, trên danh nghĩa trưởng quản thế gian toàn bộ chân long hành vân bố vũ. Thiên môn thần tướng trụ kiếm ở trước người, hai tay xếp lên nhau để ở chuối kiếm, như là một vị thần linh thật lớn đang quan sát nhân gian. Pho tượng thần linh võ sư kia, khuôn mặt mơ hồ, mây che xương phủ, không phân biệt được giới tính, có dãi băng ngũ sắc không biết do loại tài chất nào đúc thành, quanh quẩn bốn phía thân hình, chậm rãi phiêu đãng, rất sống động, phụ trợ thần linh kim thân tiêu tán không biết bao nhiêu vạn năm giống như đang ở nhân gian thi triển thần uy trưởng quản toàn bộ thủy vận lưu chuyển phía nam trần bình an chọn một chiếc ghế dài nơi lan can đỉnh núi ngồi xếp bằng mặt hướng về hai pho tượng thần chậm rãi uống rượu bên cạnh ngôn ngữ những luyện khí sĩ nói chuyện với nhau phần nhiều là nhã ngôn câu lô châu cùng đồng diệp châu ngẫu nhiên lẫn lộn một ít phương ngôn lão long thành trần bình an tất nhiên nghe mà không hiểu gì hết cũng may cách đó không xa có một cô gái luyện khí sĩ quế hoa đảo phạm gia Vẻ ngoài không phải là trang phục quế hoa tiểu nương, tiếng nói nàng thanh thúy, hẳn là chuyên môn giảng giải cho hành khách những hải cảnh kỳ dị nơi này, nàng đang dùng nhã ngôn bảo bình châu trình, bày cảnh tượng hai thần đứng sóng vai, nói về nguồn gốc hai tượng thần, còn nhân tiện nói về lịch sử lâu đời của môn phái tiên gia kia, tựa như có người hỏi vì sao quế hoa đảo đỏ không cập bờ nơi đảo nhỏ, vị luyện khí sĩ Phạm gia kia liền cười giải thích, tuy độ thuyền có thể đi xuyên qua giữa, nhưng mà môn phái này lại không tiếp nhận bất cứ một chiếc độ thuyền nào nếu có người dám can đảm tự tiện đổ bộ nhẹ thì bị trục xuất ngay lập tức nặng thì bị nhốt ở lao ngục trên đảo trên lịch sử thậm chí còn có thảm kịch bị tiên môn nọ trực tiếp chém giết cuối cùng cô gái luyện khí sĩ cười nói cùng mọi người đỉnh núi nói sau nửa tuần nữa cảnh tượng nơi tiếp theo càng đồ sộ không thể bỏ qua khi quế hoa đảo chậm rãi đi qua giữa vách đá đột nhiên có một vật hình dáng tú cầu rơi thẳng xuống rất nhanh về hướng người trẻ tuổi đang thưởng cảnh nơi đỉnh núi người nọ theo bản năng đưa tay cầm tú cầu Si ngốc ngẩng đầu, không biết vì sao môn đệ tiên gia kia phải làm việc như thế. Cô gái luyện khí sĩ Phạm Thị kia vẻ mặt khiếp sợ, sau đó vô cùng lo lắng hô lên. Công tử, nghe lão tiền bối quế hoa đảo bọn ta nói, điều này tức là tiên gia kia có nữ nhân đang kén chồng, nhắm chúng một mình ngươi, cái này chính là thiên đại kỳ ngộ trăm năm khó gặp. Công tử ngươi nếu chưa cưới vợ, nhất định phải nhận lời, cho dù đã có. Tóm lại, chỉ có tiên tử đích truyền của tiên gia này mới có thể thả tú cầu xuống độ thuyền, phúc duyên bực này, thật sự là không thể bỏ qua, công tử nhất định phải hành xử cẩn thận. Có thể thấy luyện khí sĩ trẻ tuổi tay cầm tú cầu, ngẩng đầu nhìn nơi nào đó phía vách đá, hắn đang trải qua một hồi vấn đáp giữa tâm hồ. Sau đó nam nhân trẻ tuổi giống như thông qua khảo nghiệm, tú cầu do một giải duy băng quấn lại mà thành bỗng nhiên giãn bung ra, một đầu giải băng buộc ở cổ tay nam tử, một đầu khác bay vút lên đỉnh núi, cứ như vậy mang theo nam tử bay về phía đỉnh núi một tòa thải lâu ở. Dưới chân tượng thần, bên trong thải lâu, có cô gái quốc sắc thiên hương hai ma ửng hồng, trong tay nắm chặt một đầu của giải băng, bên cạnh có mấy nữ tử phụ nhân khí độ bất phàm, tư thái tiên sư, mặt mang nụ cười, tựa như đang chúc phúc cho đôi thần tiên mỹ quyến ông trời tác hợp cho. Trần Bình An xem chọn những điều này ở trong lòng, nhìn phía vị nam tử trẻ tuổi kia một bước lên trời, nhưng không có hâm mộ ghen tị, cũng không có cảm khái thổn thức phần kỳ ngộ thế gian này, chỉ là ánh mắt có chút hoảng hốt, lúc trước nam tử trẻ tuổi kia đứng cách mình chỉ hơn 10 bước, khi luyện khí sĩ phạm thì nói đến đã cưới vợ hay không nam tử rõ ràng thần sắc khẽ biến, quá nưa là vì phúc duyên trước mắt, liền quyết đoán bỏ rơi mặc kệ thê tử Tào Khang trong nhà. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Trần Bình An ngửa đầu liếc mắt nhìn về phương hướng thải lâu, cảm thấy cô gái thần tiên tung tú cầu kia, tu vi khả năng rất cao, nhưng ánh mắt thật sự không tốt lắm. Trở lại tiểu viện khuê mạch, lão kiếm tu cười ha ha, uống rượu rồi ăn sáng, không ngờ lại có tú cầu thả xuống thật, chỉ tiếc không phải tiểu tử ngươi. Đáng tiếc, rất đáng tiếc. Phải biết rằng trên lịch sử Quế Hoa Đảo, gặp được quang cảnh thải lâu sơn đỉnh thả tú cầu xuống, nói là trăm năm mới được một lần cũng không có gì quá dáng, chỉ tiếc tiểu tử ngươi không gặp được diễm phúc này. Trần Bình An nhè răng nhếch miệng, lão nhân thu liễm thần sắc, nhẹ giọng nói, người cảnh Quế Hoa Đảo thật ra đều ẩn chứa cơ duyên lớn nhỏ, đương nhiên có thể ngộ không thể cầu, chỉ có thể nhìn mệnh, tựa như tú cầu thải lâu tiên đảo hải ngoại này, ai có thể nghĩ đến một sơn trạch dã tu động phủ cảnh tư chất tu đạo bình thường hóa ra cuối cùng lại trở thành người may mắn lão nhân nghiêm mặt nói nếu nói chính cảnh còn lại có thể không cần để ý cho dù là ý nghĩ đi thử thời vận cũng không có thì cũng không sao hết duy chỉ có cảnh tượng kế tiếp này phải tự mình đi chân núi quế hoa đảo một chuyến khoảng cách nước biển ngoài độ thuyền càng gần càng tốt bởi vì phần vận khí này vạn nhất thực sự có ai đụng phải thì phải là một phần hồng phúc kim đan nguyên anh cũng cực kỳ hâm mộ không thôi trần bình an bất đắc dĩ nói những chuyện dựa vào vận khí ta sẽ không đi ở trong sân luyện kiếm có vẻ thực tế hơn lão kiếm tu trừng mắt nói đi phải đi cho dù là cơ hội xa vời vạn chung vô nhất tiểu tử ngươi cũng phải đi xem náo nhiệt trên đường tu hành vốn không nên hy vọng xa vời mọi chuyện trôi chảy nhưng vẫn nên có chút mong muốn mới được ngươi đi một chuyến vừa có thể thưởng thức kỳ cảnh lại có thể thử thời vận cho dù không đụng chúng đại vận ngươi cũng có mất gì đâu ngươi tiểu tử này nhớ lấy hai chữ vạn nhất vừa là luyện khí sĩ sợ nhất cũng là luyện khí sĩ tha thiết ước mơ nhất trần bình an thật cẩn thận nói mã tiên sinh ta không phải luyện khí sĩ ta là võ phu thuần túy lão kiếm tu vỗ cái chán đứng dậy nói lão phu tức chết mất hai ngày này ngươi tự thân luyện kiếm ta cần đi chung quanh một chút giải sầu cả ngày đối mặt với hũ nút như ngươi thật không có ý nghĩa sau hai ngày lão kiếm tu quả nhiên không lộ diện trần bình an tự mình luyện kiếm sau đó nữa, lão nhân chỉ là phong trần mệt mỏi quay về tiểu viện khuê mạch, gặp Trần Bình An một lần, nói Trần Bình An luyện tập không tệ, tiếp tục cố gắng là được, sau đó lại biến mất không thấy. Trần Bình An chỉ nghĩ lão nhân xã giao với mình, cũng không thấy có gì kỳ quái. Sau đó đi tới cảnh thứ năm trong hàng tuyến vượt trâu trên biển của Quế Hoa Đảo, Giao Long Câu. Bởi vì lão nhân lại nhắc nhở thêm một lần, Trần Bình An coi như nghỉ ngơi nửa ngày, trước tiên đánh tiếng cùng Kim Túc, sau đó vào thời gian chính ngọ ngày hôm đó, Kim Túc sẽ đến cửa tiểu viện, nhắc nhở Trần Bình An có thể xuống núi ngắm cảnh. Bởi vì là phạm thị quế khách, quế cung có đường xuống núi yên tĩnh riêng biệt, trên đường khách nhân rất thưa thớt, Trần Bình An cùng Kim Túc sóng vai đi trên đường. Quế hoa tiểu nương giải thích cho Trần Bình An biết về tồn tại của giao long câu kia. Bên trong rãnh biển kia, có rất đông giống loài giao long sinh sống, đa phần là hậu duệ giao long huyết thống hỗn độn, mà một bộ phận trong chúng nó là thủy giao danh xứng với thực, sẽ bằng vào bản năng, đi hướng lục địa đại châu trên không, làm mây làm mưa một lần đi tới đi lui, không biết phải ngự phong bao nhiêu vạn dặm, đợi đến khi quay về xào huyện, đã là tình trạng kiệt sức, hơn nữa thường xuyên có giao long đã không có quy củ ước thúc, lại không có thần linh bên trên bố trí ý chỉ, thi triển thần thông, ngừa móc đánh xuống thường thường dễ trở thành cỏ dại lan tràn, cho nên thường xuyên sẽ trở thành ác giao trong mắt thế nhân, bị luyện khí sĩ địa phương điên cuồng đuổi giết, vừa là thay trời hành đạo ra tay vì dân, cũng vì một thân tiên thiên trí bảo giá trị liên thành của giao long kia. Trần Bình An nghe mà cả kinh không thôi, chạy nhanh hơn bước chân, đi hướng chân núi Quế Hoa Đảo. Hắn xuất thân từ ly châu động thiên nơi chân long cuối cùng của thế gian ngã xuống, đương nhiên nhất định phải tận mắt nhìn vẻ ngoài thật sự của giống loài giao long, những linh vật trong giao long câu, có tính là đồ tử đồ tôn của chân long hay không. Trần Bình An nhanh chóng đi đến chân núi, chỗ bỏ neo nơi cửa ra có một con chiếc thuyền nhỏ, những người chèo thuyền đều là luyện khí sĩ phạm gia thường xuyên đưa đò đi giao long câu. Quế hoa đảo cam đoan chơi thuyền du lịch rãnh biển chỉ cần hành khách không lớn tiếng gây ồn ào, không tự tiện vận dụng thần thông quấy nhiễu giao long đáy nước, tuyệt sẽ không có gì bất ngờ ngoài ý muốn, mặc dù có nguy hiểm phát sinh, tu sĩ kim đan của Quế Hoa đảo cũng sẽ trước tiên ra tay cứu giúp. Quế khách lên thuyền, không cần bỏ tiền. Thật ra cho dù cần tiền trả tuyết hoa tiền, Trần Bình An cũng móc hầu bao, cùng Kim Túc đi lên một chiếc thuyền nhỏ, người chèo thuyền là một vị lão giả, Trần Bình An phát hiện trong tay lão nhân là một xào trúc dài hơn một trượng, có khắc phù lục liên tiếp, trong đó bốn phù lục chữ viết kiểu cổ giống như run bò, có vẻ tương tự như tác thậm vụ thậm ghi trong đan thư chân tích, phù lục tên là trảm khóa phù, phẩm chật cực cao, hơn nữa là phù cuối cùng của đan thư, nói cho hậu nhân, một khi thành phù, lá bùa sẽ chảy ra vết máu loang lổ, người vẽ bùa đừng lo, đây là dấu hiệu chứng tỏ phù lục đại thành. Trần Bình An mới hỏi Kim Túc về tên phù lục bên trên xào trúc, nàng vẻ mặt ngơ ngác, tựa như chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, liền đến hỏi người trèo thuyền lão nhân cười nói, cái này thực sự không thể nói rõ được đâu nha. Từ ngày đầu tiên phạm gia mở hàng tuyến, trên xào trúc hình như đã có những đan tự phù văn này, sẽ không ai nói gì chuẩn xác. Thời điểm sư phụ giao cho ta tiếp nhận chiếc thuyền cùng xào trúc cao này, cũng không nói được nguyên do vì sao. Quế Hoa đảo bọn ta chỉ nói là đà long cao, có thể dọa lui giao long đáy nước. Thật ra bản thân những người trèo thuyền như bọn ta cũng không tin, bọn ta a à, vẫn là tin cái này hơn. Lão nhân bốc từ túi tiền bên chân lên một đống giấy tiền vàng mã do giấy bạc trắng như tuyết gấp thành nếu gặp gỡ giao long bơi lội ngang qua đáy thuyền chỉ cần bốc lên một nắm ném vào đáy nước chúng nó sẽ nhanh chóng tán đi hiệu quả trăm phần trăm hết cách rồi nếu đi vòng qua giao long câu hàng tuyến này của bọn ta sẽ dài thêm hai mươi vạn dặm nhưng cũng may giao long câu nhìn dọa người làm cho người ta kinh hồn táng đảm nhưng thật ra mấy trăm năm qua quế hoa đảo bọn ta cùng những giao long này vẫn tưởng an vô sự cho nên công tử không cần lo lắng người trèo đò cười ha ha rõ ràng là một lão hán ngay thẳng nói đi nói lại nếu thật sự xảy ra sự tình vậy thật sự là tai ương ngập đầu đừng nói là chiếc thuyền nhỏ này của chúng ta chỉ sợ toàn bộ quế hoa đảo cũng đừng hy vọng xa vời tình được đường sống nhiều giống loài giao long như vậy nếu cùng nhau gây nên sóng gió đáng sợ cỡ nào muốn ta nói a à, chỉ sợ cho dù là một vị kiếm tiên nguyên anh cảnh nếu thực sự dám xuất kiếm ở đây rước lấy giao long phản kích cũng khó thoát khỏi một kiếp kim túc sắc mặt không vui oán thán nói khách nhân đang ở trên thuyền Người nói mấy lời xui xẻo này làm chi? Lão hán trèo thuyền mặt toát mồ hôi nói, không nói, không nói nữa, công tử ngồi vững, chúng ta sẽ đi thưởng thức kỳ cảnh giao long câu trong nước, cam đoan bình an. Giao long câu là một khe nước biển cổ quái sâu trong suốt thấy đáy, rộng chừng hơn 10 dặm, dài đến mấy ngàn dặm, phía dưới chiếm cứ ẩn núp rất nhiều giống loài giao long trong biển, sắc thái không đồng nhất, thân hình uốn lượn, lớn nhỏ không đồng nhất, có nhỏ như chậu nước, to như miệng giếng, tương truyền cũng có loài lớn nhất, nổi bật nhất trong giao long to như cái chung, dưới đáy nước, lần giáp dạng dỡ, hiện rõ mồn một, làm cho người ta sợ hãi không dám lên tiếng, e sợ sẽ quấy nhiễu đến những dao long này, rước lấy họa sát thân. Lão hán chèo thuyền đột nhiên đưa tay chỉ hướng nơi nào đó trên không trung, công tử ngươi xem, đó là một con rồng đi phun mưa nơi lục địa mệt mỏi trở về, ui, hình như còn bị thương không nhẹ, quá nửa là làm bia cho luyện khí sĩ bà Sa Châu truy kích, và tiêu diệt một đoạn hành trình rất dài. Cũng không phải là mỗi con thủy giao đều có vận khí còn sống trở về như vậy một vài thi thể giao long chết trên đường về, thường thường trở thành thu hoạch ngoài ý muốn của độ thuyền vượt châu, chỉ là quế hoa đảo bọn ta phúc hậu, gặp thi thể thủy giao trên mặt biển, sẽ không vớt lên bờ, ngược lại tha tới đá ngầm trên quế hoa đảo, một đường đưa đến giao long câu này. Trần Bình An và Kim Túc nhìn theo phương hướng ngón tay lão hán, nhìn thấy một quái vật to lớn từ trong mây rơi xuống, rơi vào bên trong biển lớn xa xa, làm bắn ra những bọt nước thật lớn. May mà giao long mệt mỏi vì phun mua rơi xuống nơi cách quấy hoa đảo hơn 10 dặm xa, đối với thuyền nhỏ trên biển không có ảnh hưởng gì, chỉ là biên độ dao động hai bên hơi lớn mà thôi. Chiếc thuyền nhỏ ở ngay bên sườn quế hoa đảo chậm rãi đi về phía trước, hầu như sẽ không rời khỏi bên bờ quế hoa đảo quá xa, nhiều nhất là hai ba dặm, nước biển trong suốt, từng chiếc thuyền nhỏ giống như một thanh phi kiếm ngự phong huyền đình ở không trung, mà ở nơi sâu thẳm dưới đáy nước, rất nhiều loài giống giao long đang ngủ say hoặc là chơi đùa, giống như uốn lượn chiếm cứ sơn mạch phập phồng ở phía trên làm cho người ta hồn nhiên quên mất lúc này đang là đi lại phía trên mặt biển. Trần Bình An đột nhiên cho mày. Đưa tay cầm một thanh kiếm trong hộp kiếm phía sau, trầm giọng hỏi, những loài giống da long này có tính là một trong những sơn trạch tinh quái hay không? Lão Hán chỉ cho là thiếu niên kiến thức không nhiều lắm, giờ phút này chiếc thuyền nhỏ rời khỏi quế hoa đảo được hai dặm đường. Sắp tới chỗ sâu nhất của giao long câu, cúi đầu nhìn lại sâu không thấy đáy, thiếu niên có vài phần sợ hãi, người chèo thuyền bèn cười nói, nếu là thời đại viễn cổ, loài giống giao long này được coi như thiên hoàng hậu duệ quý tộc giữa thiên địa nhưng hôm nay à thời quá cảnh thiên không khác biệt mấy so với lời của công tử bọn nó cũng chỉ có thể xem như một trong những tinh quái mà thôi người chèo thuyền cười nói công tử chớ sợ quế hoa đảo là khách quen nơi đây căn cứ ra phả phạm ra bọn ta ghi lại tổ tiên còn từng chính mắt nhìn thấy hai vị luyện khí sĩ nguyên anh cảnh đại chiến ở đây giao long câu dưới chân hai vị thần tiên tuy có dục dịch nhưng đến cuối cùng không có một thủy dao nào nhảy ra khỏi mặt nước cho nên ta nói quy củ không thể gây tiếng động lớn quá huyên náo thật ra là bọn ta cố ý hù dọa khách nhân tầm thường nếu công tử đã đeo một bài quý khách lão hán ta cũng sẽ không cố lộng huyền hư kim túc tức giận chừng mắt nhìn người trèo thuyền những tin tức gia tộc phạm thị sao có thể dễ dàng nói toạc ra thiên cơ lão hán rụt cổ tiếp tục khởi động xào trúc chăm chỉ trèo thuyền thi thoảng ném xuống đáy nước một nắm giấy được gấp bằng giấy bạc tuyết trắng trừ giấy tiền vàng hàng mã trong đó còn có nhà lầu cùng xe cộ được gấp bằng giấy rất tinh diệu lão nhân đột nhiên trừng mắt to nhìn về một nơi phía trước không hay rồi có người cố ý hãm hại quế hoa đảo ta quế di hầu như đồng thời từ quế cung nơi đỉnh núi bắn tới chiếc thuyền nhỏ này cùng lão hán trèo thuyền nhìn về một con thuyền nhỏ ở phía trước vẻ mặt giận dữ nói có người lấy ra một long vương lâu tự ý bắt giữ một tiểu thủy giao nước cạn đang vui đùa lão nhân đứng lên có khi nào là khương bắc hải cố ý trả thù lúc trước bọn họ lựa chọn nửa đường rời thuyền, chúng ta để cho mã trí âm thầm đi theo thời gian gần một tuần, cũng không có gì khác thường. Hay là đinh gia có người âm thầm phá hoại. Nhưng mà đinh gia không nên có long vương lâu mới đúng, phù gia. Phù gia có một cái, nhưng mà không có lý do gì lại đi hãm hại chúng ta. Quế Di, lắc đầu nói, tạm thời còn khó mà nói được. Việc cấp bách là trấn an giao long câu này, một khi chọc cho nhiều người tức giận, cho dù là tu sĩ thượng ngũ cảnh nguyện ý tương trợ, cũng thúc thủ vô sách, hữu tâm vô lực, cả tòa Quế Hoa Đảo, mấy ngàn tính mạng, ai, chuyện này phải làm như thế nào cho phải? Không xong rồi, mọi người đều đã bị theo dõi. Lúc này ai dám ngự phong lên không? Người chèo thuyền thần sắc nghiêm nghị, lập tức lên tiếng nói, toàn bộ thuyền nhỏ lập tức cập bờ. Quế Hoa Đảo toàn bộ luyện khí sĩ, không thể tự tiện lên không rời đi, nếu không sẽ bị Giao Long Câu coi là khiêu khích, mã trí, làm phiền ngươi triển lãm một chiêu, miễn cho khách nhân cho rằng chúng ta đang tung tin đồn nhảm kim đan cảnh kiếm tu mã trí lấy ra một thanh trường kiếm tấn mãnh ném hướng trời cao xu thế cực nhanh nhanh như sấm đánh khẳng định so với tốc độ một vị kim đan cảnh ngự phong còn nhanh hơn nhiều nhưng mà chuôi phi kiếm này gào thét đi xa được nửa đường vừa mới rời khỏi quế hoa đảo vài dặm đường đã bị một móng vuốt hư ảo từ trong mây trùng trùng ấn xuống phi kiếm nháy mắt bạo liệt ở trời cao tiếp theo lại là một kiếm ném ra vẫn là kết cục không mấy khác biệt vị quế di kia quay đầu ôn nhu nói với kim túc và trần bình an hai người các ngươi về tiểu viện khuê mạch trước, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhất định phải nhớ bám chặt lấy rễ cây hoa quế mới có một con đường sống. Kim Túc điểm mũi chân một cái, đã rời khỏi chiếc thuyền nhỏ, thân hình bay xuống ở bên bờ cửa ra, cúi đầu nhìn lại. Thiếu niên bối kiếm giống như còn đứng ở trong chiếc thuyền nhỏ, cuối cùng khi quay về, trong tay có thêm một cây xào trúc. Kim Túc hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An hồi đáp, đả long cao, nói không chừng thực sự hữu dụng kim túc liếc nhìn thiếu niên ánh mắt xinh ngốc xoay người lược hướng đỉnh núi trong khoảnh khắc đó coi như núi sập đất nứt toàn bộ chiếc quế hoa đảo chợt theo mặt biển trầm xuống hơn trăm trượng cách vài dặm vuông lấy quế hoa đảo làm trung tâm toàn bộ mặt biển đều khó hiểu đồng thời hạ xuống kể từ đó bốn phía vốn là giao long câu bên dưới quế hoa đảo cùng chiếc thuyền nhỏ cảnh tượng từ đáy biển biến thành biến mất ở sơn mạch cao lớn trong nước toàn bộ linh vật loài giống giao long đều tập trung nhìn về quế hoa đảo Lúc này mới là mạch nước ngầm chân chính bắt đầu khởi động. Quế Di phiêu lược về phía trước, cuối cùng huyền đình ở không trung, dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa mọi người đều thấy khó hiểu, trao đổi cái gì cùng một thủy giao lân giáp màu vàng ở xa xa, người sau ánh mắt lạnh lùng. Thanh kiếm hàng yêu do thánh nhân Nguyễn Cung ở sau lưng Trần Bình An đã rung lên thành tiếng trong vỏ kiếm. Nếu dựa theo lời nhắc nhở trước đó của Nguyễn Cung, gặp gỡ đại yêu bực này, Trần Bình An nên chạy càng xa càng tốt, nhưng lúc này Trần Bình An có thể chạy đi đâu? hắn không chạy về hướng tiểu viện khuê mạch nơi đỉnh núi để trốn cũng không đứng tại chỗ khoanh tay chịu chết trần bình an nhìn xào trúc vẫn giữ được màu xanh biếc trong tay nghĩ nghĩ ngồi xếp bằng để ngang xào trúc trên đầu gối lấy ngón tay dùng sức lau đi những phù lục văn tự không phù hợp đan thư chân tích bên trên sau đó bằng vào ký ức trần bình an lấy ra cây bút lông tiểu tuyết trùy mà lý hy thánh tặng a à, một hơi sau khi làm trơn bút mũi nhọn màu son như nhiễm mực đậm trần bình an cười cười đặt xào trúc ở bên trái trên đất thiếu niên thuận tay trái nín thở ngưng thần cánh tay treo giữa không trung cầm trong tay bút lông mà trên thân bút có khắc hạ bút hữu thần bắt đầu viết vẽ khắc lên trên xào trúc cái gọi là chảm khóa phù trong chân tích cái này gọi là chữ ngựa chết như ngựa sống thật sự không được cũng chỉ có thể rút ra danh kiếm do thánh nhân đúc sau lưng kia làm một hành động vĩ đại sách cổ ghi lại học theo kiếm tiên thượng cổ nọ nơi nào có giao long sẽ xử trảm giao long sau khi phủ thành phía trên cây xào trúc xanh biếc quả thực hiện ra cảnh tượng vết máu loang lổ trần bình an trong lòng đã định cầm xào trúc trong tay mũi chân điểm một cái nhảy vọt về hướng một chiếc cô thuyền phiêu bạc không kịp buộc nơi cửa ra một mình đứng ở đó hít sâu một hơi đưa bàn tay ra hướng hai bên sườn chiếc thuyền nhỏ vỗ một cái chiếc thuyền nhỏ như mũi tên tấn mãnh bắn nhanh về phía trước trần bình an một vai gánh xào trúc một tay tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm ngửa đầu uống rượu ở trong lòng mặc niệm nói chảm khóa phu chảm cái gì khóa cái gì tốt nhất là kiếm tiên thượng cổ trảm long thiết khóa tỉnh quê nhà chúng ta khóa long thành hay không thành nằm ở chuyện này bên trong biển lớn giao long dinh dập xung quanh rõ ràng đã là đại nạn lâm đầu thần tiên khó thoát khỏi rơi vào giữa tầm nhìn của mọi người ở quế hoa đảo lại là một màn cực kỳ tiêu sái một chiếc thuyền con thảnh thơi đi về phía trước gánh xào trúc thiếu niên uống rượu một tòa quế hoa đảo tựa như ở một đáy bát lớn nước biển chính là vách tường của chiếc bát đó toàn bộ hành khách rất có khả năng trở thành này thức ăn trong mâm của hậu duệ giao long chính là một bữa yến tiệc thịnh soạn. Quế hoa đảo cùng nước biển phía dưới độ thuyền đã huyền đình yên lặng, tất cả bốn phía đều là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía giao long câu. Lúc này tình thế cực kỳ vi diệu, trên quế hoa đảo yên tĩnh không tiếng động, vừa có người phẫn uất thẩm oán đối với quế hoa đảo, cũng có người hoang mang hoảng loạn khi tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống, lại cũng có người ở trong lòng yên lặng tính toán, ai nấy đều cân nhắc bùa hộ mệnh của mình, ý đồ lấy hạt rẻ trong lò lửa một khi thành công sống đến cuối cùng, không nói những gì quế hoa đảo cất trong kho, cho dù là tùy tay vớt được mấy thi thể luyện khí sĩ, đã là một món tài phú thiên đại. Phía trước nhất vẫn là quản sự quế di thâm tàng bất lộ, huyền đứng ở phía trước vách đá trên nước biển, sóng vai cùng lão dao màu vàng kia, hai bên ngôn ngữ tối nghĩa, cũng không phải nhã ngôn một châu nào, rất có khả năng là ngôn ngữ đặc hữu của giao long viễn cổ, lúc ấy được chư tử bách gia nhã xưng là thủy thanh, về phần quế di vì sao tinh thông lời ấy, vì sao dám can đảm một mình xâm nhập một mình rằng có cùng đông đảo giao long hành khách quế hoa đảo đã lười suy nghĩ sâu xa chỉ hận vị phụ nhân tư sắc thường thường này còn chưa biến hóa nhanh chóng hóa thành tu sĩ thượng ngũ cảnh ngăn cơn sóng dữ sau đó dẫn dắt quế hoa đảo đi khỏi vùng giao long câu chết tiệt này phụ nhân trao đổi cùng giao long màu vàng hình như cũng không thuận lợi nàng vất vả đè nét cơn tức giận tận lực để cho giọng điệu của mình giữ được sự bình tĩnh chậm rãi nói chẳng lẽ là không có đường nào sống sót quay về căn cứ những gì được ghi lại, Phạm gia đã giúp các ngươi tha thi thể giao long phun mưa trở về, nhiều hơn 12 con. Đã nhiều năm như vậy, chỉ cần đi qua giao long cầu của các ngươi, người chèo thuyền của Phạm gia tất nhiên sẽ rắc lượng lớn giấy gấp ngân bạc, làm cống phẩm lễ kính cho các ngươi hành vân bố vũ, chưa từng bỏ sót một lần. Lão giao cả người lân giáp màu vàng, đôi mắt quả thực to như ký hốt giáp, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng, quy củ chính là quy củ. Nếu có thể không nói quy củ, trên đời sao lại có giao long câu này? Quế Di còn muốn cãi lại giải thích điều gì, lão giao màu vàng nâng lên một chảo, trùng trùng ấn xuống nước, trong lúc nhất thời dòng nước mãnh liệt, cuồng phong gào thét, Quế Di ngự phong mà đứng, hai má bị sóng gió nghênh diện mà đến vỗ đánh một trận nóng rát đau đớn, nhưng mà nàng từ đầu tới đuôi không đưa tay ngăn cản, càng không bằng vào thần thông địa tiên cảnh tiến hành tránh né, chỉ là cứng rắn chịu đựng lửa giận lần này của lão giao. Lão giao cười lạnh nói, có người cố ý hãm hại Quế Hoa Đảo ngươi, ta cũng không phải người mù, tất nhiên liếc mắt một cái là nhìn thấu nhưng quy củ chính là quy củ quế hoa đảo các ngươi tự mình không biết nhìn người mới khiến cho khách nhân trên độ thuyền tự tiện sử dụng long vương lâu bắt giữ ấu dao làm hỏng quy củ giữa hai bên chúng ta quế phu nhân ngươi có thể một mình rời khỏi còn lại toàn bộ người sống trên độ thuyền đều phải chết tại đây quế di lắc đầu nói ta sẽ không bỏ rơi bọn họ lão dao kia đôi mắt tràn ngập ý tứ châm chọc lạnh như băng còn có một loại ánh mắt cực nóng tựa như lão già tham ăn nhìn chúng mỹ thực một lạnh một nóng Luân phiên hiện lên, ta biết, cho nên mới có những lời vừa rồi. Quế phu nhân, ngươi có biết không? Mỗi lần ngươi đi ngang qua đỉnh đầu ta, ta phải thành thành thật thật tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, tôn kính mấy cái thiết luật rách nát kia, chỉ có thể chịu đựng không ăn luôn ngươi. Cần nhiều nghị lực sao? Quế Di cuối cùng hỏi. Không thể thương lượng. Lão dao màu vàng chậm rãi hoạt động thân hình dài như triển núi, hai sợi long tu chậm rãi tha kéo ở bên trong nước biển trong suốt, bảo quang lưu chuyển nó liếc mắt nhìn một con thuyền nhỏ phía sau phụ nhân cách đó không xa người trèo thuyền bên trên sớm đã gặp tai ương mất mạng tên thuyền khách kia là hán tử lấm la lấm lét nhìn như đang sợ hãi trái phải nhìn xung quanh trong tay cầm một lồng nhỏ tựa như lồng dế làm bằng ngà voi nhỏ nhắn đáng yêu một tiểu giao tuổi nhỏ vốn dài đến 6-7 trượng sau khi bị bắt lấy ở trong long vương lâu hình thể thu nhỏ lại như cá chạch ở trong đó dãy dụa, không ngừng phát ra tiếng gào thét lúc ấy lão hán trèo thuyền cho kim túc và trần bình an giờ phút này đứng ở trên mặt nước bên cạnh chiếc thuyền nhỏ của hán tử kia, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tuyệt không có thể để cho kẻ đầu sỏ gây tội này trốn thoát. Về phần vì sao lão hán trèo thuyền thân phận thực sự là Kim Đan, thường trú quế hoa đảo, không quyết đoán ra tay cướp đoạt Long Vương lâu, có hai nguyên nhân, hán tử đáng khinh nhìn như đầu trâu mặt ngựa, bốn phía có một thanh phi kiếm bản mạng chậm rãi vờn quanh, kiếm dài một thước, toàn thân như mực, không ngừng có khói đen dày đặc trào ra, cảnh giới thấp nhất hẳn cũng là một vị kiếm tu long môn cảnh. Thứ hai chính là lão hán trèo thuyền sợ hãi kẻ xấu này hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hủy diệt Long Vương lâu lẫn ấu giao. Vậy thật sự là muốn cả một tòa quế hoa đảo đều chôn thây cùng người này. Lão hán trèo thuyền chất vấn hán tử kia vì sao phải làm hành động hại người, mà không lợi cho mình, hán tử gây ra đại họa nhách miệng cười, chỉ là đánh giá cảnh tượng bốn phía, cũng không trả lời. Lão hán trèo thuyền vài lần thử, ý đồ thông qua hai ba câu nói của hán tử, suy tính ra kẻ đứng sau màn của người này, là công tử Khương thị nửa đường rời thuyền kia, hay là lão Long Thành đinh gia cùng Phạm gia như nước với lửa. Đáng tiếc Hán Tử Thủy chung ngoảnh mặt làm ngơ, tiếc lời như vàng, một chữ cũng không nguyện nhiều lời. Đối với chuyện này lão Han chèo thuyền đành chịu, tất cả công việc, hắn còn cần chờ đợi kết quả đàm phán giữa Quế phu nhân cùng lão giao kia, nếu xác định thật sự là bế tắc không thể nghi ngờ, vậy chỉ có thể trước tiên đánh giết Hán Tử trước mặt, kiệt lực cướp đoạt Long Vương lâu, Quế Hoa Đảo có thể bớt chết một người thì đỡ một người cơ nghiệp ngàn năm của phạm gia tuyệt không thể bị hủy vào hôm nay hủy ở trong miệng đám dư nghiệt thượng cổ thời đại lão hán trèo thuyền vững vàng tâm cảnh không hề hy vọng xa vời hán tử lai lịch cổ quái kia có thể mở miệng nói chuyện lạnh nhạt hỏi ngươi cho là mình còn có thể chạy được đào thoát ngay dưới mí mắt lão dao kia tai dao long câu này hán tử tướng mạo xấu xí rốt cuộc nhếch miệng cười nói ta đây sẽ thử xem sao giỏ nhỏ này giá trị nhiều đồng cốc vũ tiền tặng đưa ngươi tiếp lấy giỏ hán tử đột nhiên cao cao tung lên long vương lâu phẩm tướng không cao quá nửa là một thế lực trên núi cát cứ thời thượng cổ thục quốc chế tạo hàng loạt thứ phẩm thấp kém chẳng qua theo thời gian chuyển rời ngày dài tháng rộng long vương lâu trải qua lần lượt cướp đoạt thu thập cùng tiêu hủy trở nên càng ngày càng hiếm long vương lâu hầu như trở thành tồn tại quý hiếm sánh ngang với hồ lô dưỡng kiếm lão hán trèo thuyền không lập tức đưa tay tiếp nhận long vương lâu để tránh chúng độc kế mà là khống chế linh khí khiến nó huyền đứng ở trước người chăm chú nhìn giận tím mặt thì ra hán tử kia không biết âm thầm sử dụng thủ đoạn gì ấu dao trong giỏ thế mà đã gần chết huyết nhục mơ hồ gân cốt bại lộ đang hấp hối mà hán tử kia cười lớn một tiếng phi kiếm bản mạng hóa thành khói đen cuồn cuộn bảo vệ toàn thân hai ngón tay kẹp một phù lục chất liệu màu vàng kim lần sau ta sẽ viếng mồ mà kính rượu các ngươi ha ha chỉ tiếc thế gian sẽ không còn quấy hoa tiểu nhưỡng phù lục kim quang chợt lóe hán tử từ phía trên chiếc thuyền nhỏ nháy mắt trôi đi không thấy lão da màu vàng lân giáp dạng dỡ thỏ đầu lên, một sợi long tu như trường tiên tấn mãnh vô đánh nước biển, rõ ràng long tu đã đánh vào chỗ không người xung quanh thân mình. Nhưng mà ngay sau đó, một, hoặc là nói hai đoạn bóng người, từ trên không tận trời cao giao long câu tiêu nghỉu rơi xuống, chính là nam tử kiếm tu trước đó tế ra phù lục thoát khỏi giao long câu, cho dù tấm phù lục kia là phương thốn phù giá trị liên thành có giá không có thị trường, phẩm chật là phương thốn phù đứng thứ hai thế gian, có thể một cái chớp mắt xa độn trăm dặm, mặc dù người đưa tặng phù này đã nói rất chuẩn xác nhóm súc sinh giao long câu tuyệt đối không có ai có thể ngăn cản phù này nam tử kiếm tu này sinh tiền tự nhận tính toán không bỏ sót tung long vương lâu ra ấu giao thoi thóp hấp hối quế hoa đảo cùng giao long câu giống như hai quân rằng co quế phu nhân đang lôi kéo lực chú ý của lão giao kia hơn nữa phương thốn phù kim sắc được xưng có thể tránh né một kiếm của lục địa kiếm tiên hắn mượn cơ hội thoát khỏi chiến trường có gì không thể lão giao lại là một sợi long tu lăng không phát một cái trong nước biển vang lên một chuỗi tiếng nổ vang rền tựa như sấm mùa xuân tên kiếm tu kim đan bị chặt đứt ngang người kia một viên kim đan bản mạng ở không trung hóa thành bột mị một nắm lớn mảnh vụn màu vàng dài xuống bên trong nước biển trong suốt của giao long câu kim đan vỡ nát với cả hai khúc thân hình cùng nhau chậm rãi chìm xuống đưa tới vô số loài giống giao long mãnh liệt vọt tới hướng mặt nước trong lúc nhất thời hoa sóng mãnh liệt như xài lang tranh đoạt thực vật kiếm tu chết không nhắm mắt một gã sơn trạch tán tu không có căn cơ, tu thành một kiếm tu kim đan cảnh, gian nan cỡ nào. Người này sinh tiền còn muốn sau chuyến làm ăn lớn thành công này, có một phần của cài hùng hậu, sẽ đi tìm một địa phương tốt non xanh nước bếp linh khí dư thừa, làm khai sơn thủy tổ của tiên gia môn phái, khai chi tán diệp, trăm năm ngàn năm, nhiều thế hệ an ổn, học những mầm mống tiên gia hâm mộ đã lâu, chỉ để ý dốc lòng học đạo, không bao giờ cần hết lần này đến lần khác đi trên, mũi đào mũi kiếm, sau khi lão hán chèo thuyền xác nhận long vương lâu cũng không bị động tay chân nhẹ nhàng cầm trong tay quay đầu nhìn lại thở dài một tiếng tiểu tử kia ngươi tới nơi này làm cái gì trận tai họa này không phải ngươi có thể xen vào mau lui về hướng quê hoa đảo nếu như vận khí tốt còn có thể thấy đảo huyền sơn nếu như vận khí không tốt lão hán chèo thuyền không tiếp tục nói tiếp những lời ủ rũ cho dù là lời nói thật thiên đại đại chiến sắp tới nhiều lời vô ích trần bình an sau khi uống một hớp rượu to đã một lần nữa buộc hồ lô dưỡng kiếm vào lại bên hông lão hán trèo thuyền không nhìn ra khác thường vẫn đối mặt lão giao phụ nhân đưa lưng về quế hoa đảo cũng là như thế nhưng mà đôi đồng tử của lão giao màu vàng dựng đứng bên trong đôi mắt màu bạc lại nổi lên một tia thích thú vẫn chưa ngay lập tức vạch trần tiểu xảo của thiếu niên chỉ cho là cũng đang nhàn rỗi không có gì làm chi bằng mèo vườn chuột một phen trần bình an hỏi lão tiền bối tình thế lúc này của quế hoa đảo chúng ta có phải đã không thể nào tệ hơn rồi hay không đã tệ đến cực điểm lão hán trèo thuyền gật gật đầu không muốn nói dối trong chuyện này không che lấp điều gì nhẹ giọng nói lời đồn thời điểm lão giao kia lúc trước cùng tổ tiên phạm gia ký kết khế ước cảnh giới đã tương đương với luyện khí sĩ nguyên anh cảnh lão giao loại trời sinh dị chủng này tu hành thường thường cực kỳ chậm chạp nhưng một khi chúng nó đi đến chỗ cao chiến lực chân thật thường thường sẽ cao hơn vị trí cảnh giới một mảng lớn càng miễn bàn trăm ngàn con loài giống giao long nơi rãnh biển không kém gì một tòa tiên gia tông tự đầu bò bình châu mấu chốt là có lão giao nọ phụ trách áp trận, khó giải quyết nhất. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, lão giao thấp nhất cũng là địa tiên nguyên anh cảnh. Lão hán chèo thuyền gật gật đầu, không biết thiếu niên bối kiếm gánh xào chút trước mặt vì sao có câu hỏi này. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lão giao màu vàng phía xa xa kia. Người sau cũng theo đó nhìn thẳng hắn, bên trong đôi mắt màu bạc tràn ngập sự mỉa mai. Nó còn cố ý lướt mắt nhìn hồ lô dưỡng kiếm bên hông Trần Bình An. Trần Bình An biết ngay lão giao đã nhìn thấu chút thủ đoạn nhỏ của mình. Sơn Thần Ngụy Bách tự tay tặng chiếc hồ lô khương hồ này từng nói, luyện khí sĩ dưới mười cảnh, không thể nhìn ra thủ thuật che mắt hắn thi triển ở trên hồ lô dưỡng kiếm, nhưng lão giao trước mắt, rõ ràng chính là một vị địa tiên mười cảnh, một khi đã như vậy, thủ đoạn Trần Bình An giả vờ uống rượu để yên lặng dẫn dắt mùng một, 15 hóa hư nhập thể, nhất định đã sớm rơi vào tầm nhìn của lão giao. Như vậy một trong những đòn sát thủ áp đáy hòm của Trần Bình An đã bại lộ rõ như ban ngày. Lão hán trèo thuyền khuyên, tiểu tử kia, đi thôi, ngươi có được tinh thần thiếu niên hiệp khí thực không tệ nhưng mà nhất định không làm được gì đâu cần gì phải tỏ vẻ anh hùng chi bằng quay về quế hoa đảo ngoan ngoãn chờ một đường sinh cơ ngươi ở chỗ này ta khẳng định không thể lo cho sinh tử của ngươi cho nên chưa nói tới ngươi giúp chỉ tổ thêm vướng tay vướng chân chỉ là với tu vi hiện tại của ngươi không khác gì cùng chịu chết lão hán trèo thuyền vốn định nói cho dù quay về quế hoa đảo đơn giản chờ chết nhưng dù sao vẫn hơn ở trong biển bị giao long phân thây cắn nuốt nhưng những lời này đến bên miệng đã bị nuốt vào bụng lại. Trần Bình An cầm đà long cao, ném xào trúc về hướng lão hán trèo thuyền, giải thích, tiền bối. Đây là chảm khóa phù ta đã sửa lại, xuất xứ từ một quyển đan thư chân tích, căn cứ ghi lại, phù lục đầy đủ hẳn là có 8 cổ triện. Trước đó trên xào trúc của các ngươi chỉ có 4 chữ tác thậm vụ thậm, thật ra các ngươi đã bỏ sót 4 chữ vũ sư sắc lệnh. Hơn nữa phù lục vân vân cũng lệch lạc không nhỏ, ta mới một lần nữa vẽ lại chảm khóa phù này lão hán tập trung nhìn vào, lập tức sửng sở, sau đó không nói hai lời, đưa tay đoạt lấy đà long cao nhiều thế hệ tương truyền, tinh tế đánh giá một phen, lấy lòng bàn tay vuốt ve phù lục hoa văn trên xào trúc, tên gọi là chảm khóa phù. Thiếu bốn chữ vũ sư sắc lệnh, những tự thể phù đan thư, vân triện văn lộ, cùng với áp thắng chân ý, quả thật phẩm trật đều rất cao, thiếu niên, chẳng lẽ ngươi là đạo nhân phù lục phái? Sư phụ là vị tông môn đại gia nào? Trần Bình An nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nói mình là võ phu, chỉ là lấy một hơi chân khí thuần túy trong cơ thể, học người đọc sách Lý Hy Thánh Phố Phúc Lộc, hành văn liền mạch lưu loát để bút họa phù. Lão trèo thuyền bùi ngùi thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta chỉ có một cây đà long cao khôi phục nguyên trạng, nếu là mấy chục cây xào trúc, mỗi cây đều có vẽ chảm khóa phù này, lại phối hợp một vị trận pháp tâm sư tinh thông kỳ môn độn giáp, nói không chừng thật đúng là có thể kinh sợ giao long câu này. Đáng tiếc, rất đáng tiếc. Quế Di đã phiêu lực lui về, sau khi nhìn thấy thanh xào trúc này, cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua, không như lão trèo thuyền nắm chặt tay tiếc hận, chỉ lạnh nhạt lắc đầu nói, vô ích thôi, tuy phù này sâu xa thâm hậu, thường được khắc dấu ở phía trên khóa long trụ hoặc là đao kiếm, là một trong những công cụ thượng cổ thần nhân dùng để chóc nã, quất roi dao long bị tội, cho dù là ta năm xưa cũng chỉ là xem sơ giản lược qua vài lần, quả thật có thể áp thắng loài giống dao long, nhưng mà lão dao kia đạo hạnh cao thâm. Đã không còn quá kiêng kỵ thứ này, thứ nhất xào trúc tài chất không cao, thứ hai phù này đối với bút mực yêu cầu cũng cực cao. Trần Bình An sau khi đưa xào trúc ra, ngay lập tức dùng hết thị lực, vụng trộm quan sát lão dao kia. Trong đôi mắt màu bạc của người sau, tựa như toát ra một ký ức thâm trầm, rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Hai sợi long tu chậm rãi phiêu đãng, ở trong nước biển lưu quang tràn đầy sắc màu. Lời đồn dâu vàng của lão giao ngàn năm, chế thành dây trói yêu, có thể nói pháp bảo trong pháp bảo. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, đột nhiên nói, Quế Di, lão tiền bối các ngươi có thể giúp ta bám trụ nhất thời nửa khác hay không ta muốn một lần nữa họa một đạo phù nếu hai vị tiền bối có tính toán khác coi như ta chưa nói yên tâm ta sẽ tận lực dựa vào chính mình họa xong đạo phù này trần bình an tiếng nói rất nhẹ nhưng mà sự bền gan vững chí trong ánh mắt làm người ta rung động một đạo phù rất quan trọng trên quế hoa đảo trong quế cung đỉnh núi một vị thiếu niên quế khách đang đứng trên nóc nhà ngẩng đầu nhìn ra xa bốn phương bên cạnh có một vị lão ẩu âu sầu lo lắng thiếu niên mặc một chiếc áo dài màu vàng sáng, mới nhìn cũng không bắt mắt, hơn nữa tương tự như hồ lô dưỡng kiếm của Trần Bình An, cũng có cao nhân thi triển thủ thuật che mắt thượng thừa, nếu ai có thể phá vỡ đạo thuật pháp kia, cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện môn đạo trong đó, áo dài không phải là lăng la tơ lụa gì, mà là do vô số trúc phiến ố vàng, tinh xảo tinh diệu biên chế mà thành, xảo đoạt thiên công, trúc phiến mỏng manh lại cứng cỏi dị thường. Thân mặc y phục này, đông ấm hạ lạnh, không coi là kỳ quái hơn nữa có thể để cho chủ nhân mọi thời mọi khắc giống như đặt mình bên trong một tòa động thiên phúc địa khéo léo đại bổ tu hành cái này mới là danh tác tiên gia chân chính chiếc áo tên là thanh lương này là một pháp bảo nổi tiếng xuất phát từ trúc hải động thiên thanh thần sơn từng là vật yêu quý của một vị đại vương triều quân chủ trung thổ thần châu khi vương triều bị diệt bảo y thất truyền đã lâu chưa từng nghĩ lại được vị thiếu niên này mặc trên người thiếu niên dùng nhã ngôn bảo bình châu không lưu loát để nói chuyện liễu bà bà tấm phương thốn phù trăm dặm của kim đan kiếm tu kia cũng không dùng được có phải phương thốn phù ngàn dặm của ta cũng rất mông lung phải không truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé lão ẩu thờ dài nói lão giao kia tu vi tự thân thật ra không đáng sợ nguyên anh cảnh đỉnh phong mà thôi nhưng có cao nhân tương trợ đã xây dựng rãnh biển này trở thành giống như tiểu thiên địa một phương nó liền hóa thân thánh nhân tọa trấn trong đó chiến lực tương đương với một vị ngọc phát cảnh tu sĩ Đồng thời chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiếu niên nhíu mày nói, vậy chúng ta phải làm sao? Lão ẩu cười nói, thiếu chủ không cần lo lắng quá, cho dù ta phải đánh cược tính mạng, cũng sẽ đưa thiếu chủ rời khỏi giao long câu này, nhưng sau đó, thiếu chủ nhớ phải quay về đường cũ, đi hướng thải lâu vách đá có thả tú cầu xuống, tự báo danh hiệu với bên đó, bọn họ nhất định không dám chậm trễ, đến lúc đó thiếu chủ sẽ có thể thuận lợi quay về Ngai Ngai Châu. Nói việc này cho lão tổ nghe đến lúc đó tự có thiên phạt giáng xuống, san bằng nơi đây thành bình địa, báo thù cho cái chết của lão bà này. Thiếu niên oán giận nói, liễu bà bà, sinh tử là chuyện quan trọng biết mấy, sao bà có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy? Ta không hy vọng bà chết ở chỗ này, chúng ta còn phải cùng nhau về nhà nữa. Lão ẩu sắc mặt vân đạm phong khinh như trước, ánh mắt hiền lành nhìn phía thiếu niên, mỉm cười nói, cũng là hành động bất đắc dĩ, không thể nào trước mặt thiếu chủ, đầy bụng khổ tâm, khóc sướt mướt, đã từng này tuổi rồi, thật sự không làm được lão ẩu nhớ tới một chuyện, nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay thiếu niên, nhẹ giọng nói, thiếu chủ, chỉ xích vật tổ truyền này, nhất định phải nhớ giữ gìn thật tốt, không được tùy tiện lấy bảo bối bên trong ra trước mặt người ngoài, xuất môn ra ngoài, không được tự ý dò đoán lòng người, lòng người là thứ không thể thử thách nhất. Nói tới đây, trên khuôn mặt nhăn nheo giả nua tang thương của lão ẩu có thêm mấy đường rãnh, dù sao toàn bộ lão phụ nhân trên đời này, cũng đều là đi qua một thời thiếu nữ. Trúc y thiếu niên đưa tay chỉ hướng chiếc thuyền con kia, liễu bà bà, bà nhìn thiếu niên gánh xào trúc kia đi, tuổi tác không tranh lệch mấy so với ta, thật sự là rất lợi hại, có đảm lược, xoáy khí, so với ta mạnh hơn, nhiều. lần sau ta nhất định phải tìm vị đan thanh thánh thủ vẽ lại bức tranh về cảnh tượng lúc này. lão ẩu lắc đầu cười nói, nhưng chớ có học thiếu niên kia hành động theo cảm tình, thiếu chủ cậu cũng không phải là cái gì thiên kim chi tử, vạn kim chi tử vô cùng đơn giản, nếu như ngay tại giải đất giữa bảo bình châu cùng bà sa châu này thực sự xảy ra bất ngờ gì thì sẽ có phiền toái thiên đại. Thiếu niên bất đắc dĩ nói, liễu bà bà, ta đã trải qua quá nhiều lần lịch luyện, đừng luôn xem ta là trẻ nhỏ chứ. Lão ẩu cười mà không nói. trang lịch luyện nhìn như cực kỳ nguy hiểm này, có lần nào không có một vị lão tổ tự mình nhìn chằm chằm. Thật ra lần này xuất môn đi xa, từ ngai ngai châu đi một chuyến tới câu lô châu, lại nam hạ bảo bình châu, thần cáo tông, thư viện quan hồ, vân lâm khương thị, cuối cùng tới lão long thành, sau lại tiếp tục nam hạ, đổ bộ đồng diệp châu, phương bắc đồng diệp châu cùng phía nam ngọc khuê tông đều đã bái phỏng thiếu chủ còn kém chút nữa là đi vào tòa vân quật phúc địa một đường không gió không mưa nhưng mà lão ẩu thủy chung không hiểu rõ vì sao là một mình mình đảm nhiệm hỗ trợ cho thiếu chủ có phải quá mức qua loa hay không một vị nguyên anh cảnh luyện khí sĩ cảnh giới không tính là thấp nhưng thân phận thiếu chủ quý giá loại nào tựa như lần này gặp nạn ở giao long câu nếu đổi thành một vị kiếm tu ngọc phát cảnh hộ vệ bên cạnh thiếu chủ thiếu chủ cũng không cần nhíu mày một cái lại càng không cần lo lắng hãi hùng chỉ cần đứng bên bờ xem lửa cháy là được ở ngoài một phòng ốc bình thường giữa sườn núi quế hoa đảo có một lương đỉnh nhỏ một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ngồi ở trong đó mặc áo ngắn váy dài bên hông có buộc giải băng nàng đối mặt trận kiếp nạn khó hiểu này tuy vẻ mặt giận dữ đối với lão long thành phạm gia kia sinh ra một bụng cơn tức nhưng vẫn là nhẫn nại nấu xong trà uống trà thu dọn từng món trà cụ lúc này mới bắt đầu cân nhắc đối sách nhưng mà sau khi nàng nhìn thấy hình ảnh thảm thiết tên kiếm tu kim đan kia thân tử đạo tiêu vẫn là có chút chán ngán thất vọng quá nửa là tử cục khuôn mặt cô gái đầy vẻ u sầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn thì thào tự nói không lý nào vận khí kém như vậy a à. ở lão long thành còn tự đoán cho mình một quẻ mới bỏ qua sơn hải quy lựa chọn quế hoa đảo theo lý thuyết là không sai hẳn là tiện đường vớt một hai bút cơ duyên mới đúng sao có khả năng chết non ở đây Cô gái trẻ tuổi đứng lên, mũi chân điểm một cái, đi lên đỉnh chóp lưng đỉnh, trên cao nhìn xuống, nhất thời tầm nhìn trống trải, nàng nuốt nước miếng, từ tư thế đứng từ từ biến thành ngồi xổm trên nóc nhà, bắt đầu bấm đốt tay suy tính diễn biến, chẳng lẽ có cao nhân che giấu trong đó, hay là người phá cục diện chưa xuất hiện? Tóm lại, tuyệt đối sẽ không là tử cục mới đúng, tuyệt đối không. Cho phép ta tính cho ngươi một quẻ, phụ nhân có thể cùng màu vàng lão giao rằng co u thì ra ngươi chính là quế hoa đảo a à, kỳ quái người phá cục diện vẫn không phải ngươi lại nhìn thử vị thuyền phu đưa đỏ thâm tàng bất lộ này ồ lại là luyện khí sĩ từ nguyên anh cảnh ngã trở về kim đan cảnh đến nay thương thế còn chưa khỏi hẳn không hổ là lão hán trèo thuyền có sự tích nhưng mà ngươi cũng không phá được cục diện về phần thiếu niên nghe con mới sinh không sợ hổ kia hay là thôi đi gánh xào chúc cũng bỏ đi thôi chật chật còn uống rượu rất thích khoe khoang thực sự cho rằng mình là kiếm tiên thượng ngũ cảnh hử, ngốc chán chả buồn nói. Nói như vậy, mấu chốt phá cục, chẳng lẽ là ở trên núi, có thần tiên đang khoanh tay đứng nhìn. Chỉ chờ lão giao kia lơi lỏng, sẽ cho một kích trí mạng. Theo như ta tính toán, thật sự có một vị cao nhân thế ngoại cố ý che đậy khí cơ, chỉ tiếc. Cũng không phải. Cô gái hai tay vò đầu, hai má đỏ bừng, hiển nhiên nàng có chút nôn nóng bất an. Trong lúc nhất thời châm cải giữa búi tóc nghiêng lệch, tóc đen rối loạn chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ. Sư phụ từng chính miệng nói, bất cứ đại thế gì trong thiên hạ, trong đó thủy chung cất giấu một chữ nhất diễn hóa vạn vật, chính là vị đạo tổ đó cũng luôn luôn theo đuổi chữ này. Chân long kia là như thế, huyền cơ chân chính của ly châu động thiên, cũng như thế, kiếm khí trường thành vẫn là như thế, đều là như thế. Lúc này đây khi cô gái trẻ tuổi tâm thần thất thủ, quấy hoa tiểu nương kim túc của tiểu viện khuê mạch, vừa lúc đi một bước quay đầu ba lần, quay đầu nhìn lại, thấy được sư phụ nàng cùng lão dao màu vàng đối trọi hung hiểm, thấy được vị lão hán chèo thuyền quá nửa chính là quế hoa đảo kim đan tu sĩ kia, đương nhiên còn nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ đi về phía trước, thiếu niên bối kiếm chạy tới mang thêm phiền. Kim Túc biết mình không nên oán hận vị thiếu niên đứng ra tương trợ kia, nhưng mà không biết vì sao, nỗi căm tức của nàng đối với vị thiếu niên này, càng ngày càng nghiêm trọng, giống như toàn bộ kiếp nạn hôm nay gặp phải, đều phải quy tội cho người kia, mới có thể khiến cho trong, lòng nàng thoáng dễ chịu hơn một chút. Kim Túc không muốn nghĩ nhiều, lại càng không nguyện ý thừa nhận, sở dĩ thẹn quá thành giận như vậy, không phải tên Trần Bình An khách nhân ngoại hương kia, làm không tốt không đúng, mà hoàn toàn ngược lại, sự khư khư cố chấp của hắn, vô hình chung làm nổi bật hơn nỗi khiếp nhược nao núng của nàng, nàng thậm chí ngay cả dũng khí ở bên cạnh sư phụ bên người, thay cho sóng vai mà đứng cũng không có. Giữa làm danh sinh tử, có người ham sống mà sợ chết, xem xét thời thế, tị nạn né ra, có người xá sinh mà thủ nghĩa, nghênh khó mà lên, cầu sống trong chết, đối với người trẻ tuổi vừa mới khởi bước trường sinh đạo lộ dưới chân mà nói một cái chưa chắc sai một cái chưa chắc đúng mặt biển bên ngoài quế hoa đảo hai chiếc thuyền con rừng đậu song song lão hán trèo thuyền vài lần khuyên bảo không có kết quả hơn nữa ở sâu trong nội tâm thật sự không muốn trơ mắt nhìn thiếu niên này chết như thế nên có chút căm tức cả giận nếu quế phu nhân đã nói lão giao lợi hại ngươi còn ở chỗ này làm cái gì hồ nháo phụ nhân cười khổ nói thân rơi vào trùng trùng bao vây trừ cá chết lưới rách thật ra không có cơ hội gì lão hán đột nhiên thấp giọng nói quế phu nhân ngươi phải sống sót phạm ra phụ nhân lắc đầu ý ta đã quyết nàng quay đầu nhìn phía thiếu niên ôn nhu hỏi trần bình an đạo phù đó thật sự rất quan trọng trần bình an gật mạnh đầu phụ nhân hít sâu một hơi dù sao việc đã đến nước này còn có thể như thế nào lão giao kia quyết tâm không niệm tình cảm khắp nơi lấy hai chữ quy củ để áp chế ta sự việc xảy ra vô thường tất có yêu nếu Trần Bình An ngươi nguyện ý làm chút việc, vậy làm đi, hai người bọn ta giúp ngươi kéo dài một chút thời gian, vẫn là không khó. Trần Bình An lập tức ngồi ở bên trong thuyền nhỏ, đưa lưng về giao long màu vàng, tâm ý tương liên cùng phi kiếm 15 thân là phương thốn vật, từ trong tay áo nhanh chóng trượt ra một lá mua chất liệu màu xanh, giống như một trang sách bị xé ra từ một bộ sách thánh hiền nào đó. Trần Bình An tay trái cầm cây bút tiểu tuyết trùy, nhẹ nhàng a à một hơi, nhưng mà thời điểm thân cây bút lông hạ bút hữu thần hướng về phía lá bùa kia, trần bình an trong lòng rung động không thôi ngòi bút giống như trời đang rơi tuyết lớn người đi đường hai chân hãm sâu trong tuyết đọng nửa bước cũng khó rời đi một hơi chân khí võ phu thuần túy của trần bình an trực tiếp bị đứt đoạn tại đây trước kia mấy lần viết bảo tháp trấn yêu phủ chất liệu màu vàng cùng với dương khí thiêu đăng phủ trần bình an chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này trần bình an ngược lại sinh ra ngạc nhiên lẫn vui mừng tình nguyện thân thủ nội thương chấn động thần hồn Trần Bình An vẫn như cũ mạnh mẽ đề lên một hơi tân khí, cánh tay trầm xuống, ngòi bút tiểu tuyết chùy không ngừng rời về phía lá bùa trang sách kia. Ngươi có thể làm chút gì đó, nhưng mà phải cam đoan sẽ không khiến thế cục trở nên tệ hơn. Trước đó ở ngôi chủ miếu rách nát Hoàng Đình Quốc, những nữ nhân giang hồ trẻ tuổi tiên y nộ mã, vì trong lòng bọn họ sụp sôi nhiệt tình, hành hiệp trượng nghĩa, thiếu chút nữa hỏng đại sự của nhóm luyện khí sĩ chính đạo, thiếu chút nữa để cho sơn giã hội yêu quấy phá nhiều năm kia nhân cơ hội đào thoát. Đây là vết xe đổ có lòng tốt lại biến thành chuyện xấu. Nếu có thể cam đoan điều kiện tiên quyết này, Trần Bình An cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì đó. Ở thành Hoàng Miếu Yên Chi quận thải y quốc, con gái quận thủ, cô gái tay chân có buộc chuông bạc kia, cũng là ra tay tương trợ, bởi vì nàng hành động đúng mức, mỗi lần ra tay tương trợ cũng là vừa đủ khả năng của nàng, có khả năng giúp Trần Bình An thích hợp chia sẻ áp lực, điều này rất tốt. Cùng là độ thuyền, một con thuyền là quế hoa đảo lão long thành, một con thuyền là côn thuyền đả Tiếu sơn. Quế hoa đảo này là gia nghiệp mà người bạn tốt phạm nhị của hắn sẽ kế thừa sau khi đến tuổi cập quan. Mà chiếc côn thuyền kia từng có hai cô gái sớm chiều ở chung, tên là Xuân Thủy Thu Thực, đều là những cô nương rất tốt. Trần Bình An vẫn cho rằng bọn họ còn trẻ tuổi như vậy, mặc kệ là vài năm mấy chục năm sau, mặc kệ là cách thiên sơn vạn thủy, sau khi ly biệt sẽ luôn có ngày gặp lại. Trần Bình An không ngừng tăng thêm lực đạo năm ngón tay cùng cánh tay, hô hấp phu nạp cùng kiếm khí 18 đỉnh tấn mãnh lưu chuyển một hơi chân khí thuần túy này ở trong cơ thể thế như trẻ tre, vừa nhanh vừa ổn. Khí ổn thì thần định, thần định thì phù linh. Xét đến cùng, nhớ lại năm xưa, nung gốm kéo phôi cũng là một chuyện cần ổn, tâm ổn mới có thể thụ ổn. Mũi bút tiểu thuyết trùy rốt cuộc chậm rãi chạm đến lá bùa màu xanh. Từ một quan điểm nhỏ nhoi nháy mắt tạc vỡ ra. Đúng là như trên biển có trăng sáng. Trần Bình An thơ ơ đối với điều này, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào đạo trảm khóa phù kia muốn ở trên lá bùa màu xanh viết đủ tám chữ tác thậm vụ thậm vũ xưa sắc lệnh giờ này khắc này thiếu niên ngồi xếp bằng bên trong thuyền nhỏ hồn nhiên quên mình đối với một trang sách cổ xưa trần bình an cầm trong tay bút lông không giống như là cái gì thuần túy vũ phu cũng không giống như là cái gì kiếm khách mà như là người đọc sách đang chép sách viết tự giữa sơn thủy đạo phù này thành hay không bất họa xong rồi nói sau Tựa như hám sơn quyền kia quyền pháp đến cùng cao hay không cao trước tiên luyện xong 100 vạn lần rồi sẽ biết. Hôm nay nếu không làm chút việc gì, Trần Bình An cảm thấy thực có lỗi với việc mình luyện quyền, học kiếm, uống rượu, quen biết nhiều người như vậy. Lần đầu tiên Trần Bình An đề bút họa phù, nhận được tín hiệu của lão dao màu vàng, Giao long câu cũng đã có động tác, hơn nữa là cũng dùng toàn lực sư tử vô thỏ, hơn trăm gần ngàn con thuộc loài giống dao long ẩn núp tại khe rãnh này, cùng nước biển nguyên bản cao ngất nơi không chung cùng nhau dồn hướng Quế hoa đảo duy chỉ có phương hướng lão dao màu vàng chiếm cứ kia, có vẻ phá lệ bình tĩnh. Lão hán trèo thuyền cầm long vương lâu trong tay để xuống dưới chân, sinh tử của một ấu dao, đã không còn liên quan đến đại cục. Lão hán liếc mắt nhìn thiếu niên bối kiếm đưa lưng về phía mình, cả người tựa như bao phủ ở bên trong ánh trăng tố khiết, một người một bút một lá bùa, hoàn toàn hòa vào thành nhất thể, tựa như một tòa tiểu thiên địa bên trong phương trượng. Lão hán trong lòng tán thưởng một tiếng, tiểu tử kia thật ra có chút đại khí tượng, tuy cùng cảnh giới cao thấp tu vi sâu cạn quan hệ không lớn nhưng lão hán trèo thuyền tự nhận thời điểm mình trẻ tuổi cũng không có phần khí độ này lão hán rất nhanh thu hồi tầm mắt nhẹ giọng nói quế phu nhân quế hoa đảo sắp gặp nguy trần bình an cùng đạo phù này tạm thời cứ giao cho ta đến bảo hộ quế phu nhân chỉ cần để ý tọa chấn độ thuyền lại để cho mã trí cùng vài vị quản sự nhanh chóng giải thích cho toàn bộ khách nhân trên núi hiểu rõ lợi hại chớ lại tiếp tục che đậy tu vi toàn bộ ân oán tư nhân cùng với thù lao và bồi thường chờ quế hoa đảo vượt qua kiếp nạn này lại bàn tiếp chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio lão giao lần này ra tay rất là cổ quái hơn nữa xem thủ đoạn nó đánh chết tên kiếm tu kim đan kia hoặc là đã phá cảnh tễ thân trên ngũ cảnh hoặc là đã có người ở giao long câu âm thầm bảy trận biến nơi đây thành tồn tại cùng loại với học cung thư viện nho gia nói không chừng là một vị cao nhân bằng môn tả đạo nào đó đã nhìn chúng cái khối phi địa này mới khiến cho lão giao có cơ sở khiêu chiến cùng bà sa châu nho gia thánh nhân có thể bất luận là ngọc phát cảnh, hay là một vị ngụy thánh. Một khi nó toàn lực ra tay, không có ta ở đây, một người ngươi rất khó ứng phó. Quế phu nhân có chút do dự, không vội vàng chạy tới quế hoa đảo, thậm chí cố ý giảm chậm tốc độ nói chuyện. Trong lúc cân nhắc lợi hại, giữa kiếp sống tu đạo dài dòng, quế phu nhân biết đặt mình bên trong khốn cảnh chung quanh mờ mịt, làm 10 sự kiện trăm sự kiện, cũng không như làm cho đúng một sự kiện. Ba mặt nước biển như vỡ đê, đập hướng chiếc độ thuyền nơi đáy bát. Trên quế hoa đảo, trừ chu tổ tông quế thụ nơi đỉnh núi, còn lại hơn một ngàn quế thụ, đồng thời lá rụng rào rào, từng mảng từng mảng lá rụng không đợi rơi xuống đất, đã cùng nhau bay về phía không trung, không hề là lộn xộn. Sau khi lá quế lục tục huyền đình giữa không trung, thành hình một nửa vòng tròn, che kín quế hoa đảo, sau đó lá quế nháy mắt đốt thành cho tẫn, tan thành mây khói, chỉ để lại một luồng linh khí xanh biếc ở tại chỗ, ngưng tụ thành một lớn viên cầu nhỏ, giữa linh cầu lá quế lớn cỡ hạt rẻ rừng, lan tràn khắp bốn phía từng sợi tơ u lục đan xen vào với nhau. Nước biển mãnh liệt, độ thuyền như một chiếc thuyền con, lá quế ẩn chứa linh khí liên kết lẫn nhau, giống như người chèo thuyền dùng sức quăng ra một cái lưới lớn, chỉ là lần quăng lưới này không để bắt cá, chỉ để che mưa. Khi nước biển đánh lên phía trên chiếc lưới lớn, hoa sóng kích động, nhưng mà không có một giọt nước nào thẩm thấu qua lưới, rơi xuống quế hoa đảo, độ thuyền chỉ là hơi hơi lay động, hơn nữa sau khi tổ tông quế thụ bày biện ra tư thái cảnh lá cấp tốc sinh trưởng huyền diệu, mặt đất nơi đỉnh núi dạn nứt, xuất hiện đông đảo khe rãnh, lộ ra rễ cây uốn lượn của cây quế cổ thụ. Cả tòa hoa quế đảo theo đó bắt đầu chậm rãi bay lên, như là nó chuẩn bị đón đỡ nước biển đánh sâu vào, nhẹ nhàng ngự phong, mạnh mẽ thoát ly giao long câu. Rất nhiều cái thủy cầu chán mọc sừng, thế xung phong liều chết hung hãn nhất, từng con từng con rơi lên trên tấm lưới, lấy móng vuốt sắc bén xé rách đại trận lá quế, hoặc là dùng đầu va chạm. Loại thủy cầu này, xem như thành viên huân quý trong các loài giống giao long quan hệ tương đối thân cận với chân long trưởng quản ngũ hồ tứ hải sớm nhất so với những loài thuộc xà lý cách biệt một trời chẳng qua hơn một chữ thủy so với loài được gọi bằng chỉ có một chữ cầu vốn là hoàng thân quốc thích danh xứng với thực này còn hơi kém hơn một tầng thủy cầu là chủng loại thượng cổ đại cầu cùng thanh xà trong biển giao cấu mà ra cho nên cũng được xưng là thanh cầu cùng bạch ly yêu thích ẩn thân nơi hùng sơn trùng điệp một ở biển sâu một ở lục địa thường xuyên xuất hiện ở trong văn chương của văn nhân thi sĩ lại là khách quen của thơ du tiên các hậu duệ giao long theo đuôi sau đó hùng hãn và chạm chiếc lưới lớn còn thi triển thủy thuật thần thông thiên phú dị bẩm từng con từng con lôi cuốn nước biển vạn quân cùng nhau đánh sâu vào chiếc võng lão hán trèo thuyền thấy một màn như vậy đau lòng không thôi cái này chính là quế phu nhân liều mạng một thân đạo hạnh địa tiên không dễ gì có được mặc cho căn bản nguyên khí của chân thân bị hao tổn kịch liệt vì mọi người giành lấy một đường sinh cơ mã trí đang ở trên đảo hẳn là đã thương lượng cùng khách nhân cũng không biết có thể khiến mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau đoàn kết vượt qua cửa ải khó khăn hay không? Thời khắc Trần Bình An kiệt lực viết tấm chảm khóa phù kia, lão giao màu vàng trừ việc ra lệnh, để cho giao long câu một hơi hăng hái công phá cuối hoa đảo thì mà bản thân nó, cũng không có ý ra tay, chỉ là hơi cân nhắc, lay động thân hình kim lân trăm trượng, chậm rãi bơi bên cạnh nước biển trong suốt, cuối cùng, từ bên trong gợn sóng đi ra một vị lão nhân mặc trường bào màu vàng uy nghiêm, hai hàng lông mày thật dài, rủ xuống đến trước ngực, hắn lăng không đi về phía trước, lão giao hóa thành hình người này, không ngó ngàng gì đến quế phu nhân cần phân tâm khống chế quế hoa đảo. Đến ngay cả sinh tử của ấu giao, lão giả kim bào cũng thờ ơ. Hắn tựa như là một vị du khách lên núi đang chậm rãi đi xuống trên núi. Trên cao nhìn xuống, quan sát hai chiếc thuyền con cùng ba người dưới chân núi. Lão giao nhìn phía bóng lưng thiếu niên, bước chân không ngừng. Mỉm cười nói, tiểu tử kia, động tay động chân trên đả long cao, tự tiện viết chảm khóa phù, ta chỉ nghĩ ngươi còn trẻ vô tri, để cho ngươi lén lút tàng chữ hai thanh phi kiếm nhưng nếu được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão hán chèo thuyền khống chế thuyền nhỏ, che cho Trần Bình An một mình một thuyền phía sau, ngửa đầu nhìn phía lão xúc sinh tính tình đại biến kia, cười nhạo nói, được một tấc lại muốn tiến một thước là như thế nào, chẳng lẽ nghển cổ ra chịu chết, mong một kiểu chết thoải mái hơn. Cầu đám nghiệt xúc các ngươi nuốt nguyên con, đừng cắn xe nhấm nháp. Lão giao liếc xéo nhìn lão hán chèo thuyền, cười nói, các ngươi đã làm sai quy củ, chết thì phải chết, về phần chết kiểu nào như thế nào, Thật ra không quan trọng, chẳng lẽ ngươi đã quên, hồn phách các ngươi sau khi chết, nếu như từng chút từng chút một bị thủ hạ của ta kéo tơ lột kén, làm thành mấy chục ngọn nến chiếu sáng, sau khi mồi lửa, đặt ở chỗ sâu nhất giao long câu, chịu đựng nỗi khổ âm lãnh, phần tội này, có thể sánh bằng ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả nơi pháp trường nhân gian, càng thêm gian nan, nhất là loại lão tu sĩ kim đan như ngươi, đạo hạnh càng cao, hương nến sẽ có phẩm tướng càng cao nói tới đây kim bảo lão giả thở dài dừng thân hình một tay chắp sau một tay xong chỉ vuốt vuốt hàng lông mày dài màu vàng rủ xuống trước ngực bất đắc dĩ nói tiểu tử kia ta cùng người trèo đỏ phạm gia đã giúp ngươi kéo dài lâu như vậy một tấm vũ sư sắc lệnh chảm khóa phù mà thôi còn chưa họa xong là đệ tử đạo gia phù lục phái hôm nay càng ngày càng không nên việc hay là bản thân ngươi học nghệ không tinh không đủ bản lãnh vẽ bùa hay là phù lục uy lực quá lớn lá bùa quá mức chân quý làm hại ngươi hạ bút không được trơn chu không sao, ta đã rất nhiều năm không kiến thức cùng lĩnh giáo trảm khóa phù, rất hoài niệm, cho nên chút thời gian ấy, còn có thể chờ được, thiếu niên lang cứ từ từ làm, đừng vội. Quế phu nhân ai thán một tiếng. Lão hán trèo thuyền cũng là tâm cảnh không khác biệt mấy. Đây là chỗ khủng bố của thánh nhân quản hạt một phương thiên địa. Giống như nho thánh tọa chấn học cung thư viện, chân quân thân ở đạo quan, là hán tọa chấn chùa miếu, võ thánh quản hạt xa trường. Quế phu nhân sắc mặt tái nhợt tàn khốc nói, hành hung bạo ngược như thế, Ngươi không sợ bà Sa Châu nho ra thánh nhân trách hỏi ngươi? Lão Giao ánh mắt thương hại nói: Quế phu nhân à Quế phu nhân, ngươi không nên sống ở lão Long thành như vậy một nơi rách nát như vậy, mua dây buộc mình mà thôi. Nhiều năm tầm thường vô vị thế kia, không để ý đến chuyện bên ngoài, nơi nào hiểu được dưới đại thế, thuận giả xương nghịch giả vong. Quế phu nhân, tuy ta mơ ước chân thân của ngươi rất nhiều năm, nhưng mà niệm tình ngươi xuất thân không tầm thường, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận ta, đồng tâm hiệp lực cùng Giao Long câu hoàn thành nghiệp lớn như thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Quế phu nhân cười lạnh nói, thật không biết nếu nho ra thánh nhân ở đây, ngươi còn dám nói ẩu nói tả, hay không? Đừng nói thánh nhân, chỉ sợ chỉ là một vị quân tử, cũng đủ cho ngươi nâm nớp lo sợ mất thôi. Lão nhân kim Bảo cười lắc đầu, bây giờ đã khác ngày xưa, cho nên ta mới nói quế phu nhân người nhãn giới quá hẹp, mà thôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, sau khi ăn luôn ngươi, ta sẽ có thể thuận lợi tế thân ngọc phát cảnh. Đến lúc đó cho dù toánh âm trần thị nho ra thánh nhân, rời khỏi thư viện, tới đây trách hỏi, có thể làm gì được ta? Lão nhân nhách miệng cười, ý cười nồng đậm, biết ngươi còn chưa từ bỏ ý định, cho rằng lúc nãy ta cố lộng huyền hư, còn mang lòng cầu may, để cho thiếu niên kia họa ra đạo trảm khóa phù kia, để dọa toàn bộ loài giống giao long trừ ta ra. Ngươi à, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, bây giờ còn cảm thấy ta đang phô trương thanh thế nữa không? Lão nhân bước ra một bước, Nháy mắt đi tới cách chiếc thuyền nhỏ Trần Bình An đang cưỡi hơn 10 trượng. Trần Bình An tựa như lão tăng nhập định không hỏi thế sự, chỉ chậm rãi vẽ bùa. Quế phu nhân cùng lão hán chèo thuyền đều đồng thời hành động, nàng ném ra một nhánh cây hoa quế, rơi ở đầu thuyền chiếc thuyền con, phụ nhân mặc niệm một câu kết căn y thanh thiên, cành quế nháy mắt sinh trưởng thành một gốc cây quế nhỏ, cành lá che phủ, nở ra từng chùm hoa quế vàng óng ánh, mùi thơm nức mũi, cây quế cao tới một trượng, thụ ấm bao trùm lấy Trần Bình An lão hán lại hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, mặc tụng chú ngữ, một cước nặng nề dẫm lên trên con thuyền nhỏ hắn đang đứng, lòng bàn tay hai tay giữ thăng bằng, mười ngón tay đan vào nhau, từ giữa khe hở nở rộ ra ánh sáng chói lòa, lão hán trèo thuyền một tay ngón tay cái để ở ngực, một tay ngón út chỉ hướng lão dao màu vàng. Sau khi lão hán bấm tay niệm thần chú, có ánh lửa đỏ tươi quanh quẩn toàn thân, giống như một vị thiên quan thần linh thân khoác hồng bào, cái chán che kín chữ triện màu đỏ tươi phẫn nộ quát, kim ô chấn xí, hòa thần trừ thủy. Mặt biển từ chiếc thuyền nhỏ dưới chân lão hán đến lão nhân kim bào, giống như nước sôi trong chảo nóng, hơi nước hôi hổi, sau đó từ bên trong bay ra rất nhiều ô nha màu vàng, chúng nó kéo theo từng đạo từng đạo hỏa diễm cuồn cuộn, bay nhanh đánh về phía lão giao. Nhưng mà lão giao kim bào chỉ là theo tay vung tay áo lên, lôi từ nước biển hai bên cạnh người ra hai con thương long bích thủy, cùng bầy kim ô va chạm với nhau, mấy chục kim ô nháy mắt bị hai con thương long giả nua cắn nuốt hầu như không còn tuy thương long bích thủy đã ăn no nê trong bụng thi thoảng lóe ra ánh lửa cuối cùng đồng quy vu tận thân hình vỡ vụn quay về biển lớn nhưng mà lão hán tay bấm pháp quyết ra tay tấn mãnh có thể nói thanh thế mênh mông cuồn cuộn so sánh với lão giao kim bảo nhẹ nhàng bâng quơ phân rõ cao thấp cách xa thật lớn lão giao kim bảo cười nhạo nói hỏa thần loại thượng cổ thần linh này rất tạp hơn nữa bởi vì một chuyện tai họa thiên đại thần linh kế thừa phần đại thống này thường thường danh bất chính ngôn không thuận so với thủy bộ chính thần từ trước truyền thừa có tự rất được thiên đế nể trọng thật sự không đáng giá nhắc tới một kim đan nho nhỏ như ngươi chỉ sợ căn bản không biết bốn chữ hỏa thần trừ thủy bản thân chính là đang sợ sệt vị hỏa thần sớm nhất kia đã từng nói muốn nấu sôi tứ hải thiêu sạch ngũ hồ làm mây mù thiên thượng hỏa bộ thần linh đời sau cũng chỉ dám nói trừ thủy cái gì thủy đại giang đại hà là nước khe nước nho nhỏ là nước nấu nước sôi pha trà uống không được sao. Lão hán lần này một đạo pháp quyết bị lão giao kim bào thoải mái phá vỡ, cũng không nổi giận, trong lúc người sau nói liên miên những lời dai dẳng, lại đổi một quyết, hai tay nắm tay, trùng trùng đánh vào cùng một chỗ, hai chân bước ra tạo thành độc môn cương bộ, không thấy hình tượng hỏa bộ thiên quan trước đó, trợn mắt nhìn nhau, có dung nhan của hộ pháp lực sĩ, bốn phía lão hán có từng viên từng viên lôi trâu quanh quẩn điện quang vườn quanh lượn vòng. Lão hán cuối cùng tách hai đấm ra, một quyền gõ mạnh từ ngực tới bụng liên tiếp ba cái ba tỏa khí phủ linh khí kích động không thôi một quyền khác khôi phục bàn tay lòng bàn tay hướng bầu trời kinh chập cổ phúc lôi trạch động khai thính ngã sắc lệnh đại thiên thi phạt bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây không không xuất hiện một cơn lốc xoáy điện thiểm lôi minh thật lớn một đạo lôi điện tuyết trắng đột ngột xuất hiện ở không trung biến chuyển vài lần bổ về phía vị kia đỉnh đầu lão giao kim bào lão giao kim bào thân hình lập tức biến mất không thấy nhưng mà đạo lôi điện phách không vẫn chưa vì vậy mà tiêu tán trực tiếp xuyên thấu nước biển sau khi rơi vào chỗ sâu trong giao long câu bắn ngược ra chiếu dọi một vùng đáy biển tuyết trắng xóa các loài giống giao long giấu ở đáy biển bọn nó không tham dự lần bao vây tiễu trừ này sau khi bị đạo lôi pháp này quấy nhiễu toàn bộ theo bản năng nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng vào lôi điện rời khỏi mặt biển bay về phía một chỗ lão giao kim bảo hiện ra chân thân đối mặt lôi điện không quá hợp lẽ thường này lão giao tựa như rốt cuộc có chút bực tức lần này không có thần thái thanh thản như lúc trước, cũng không tiếp tục trốn tránh, đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày, xong chỉ khép lại, lần lượt kẹp lấy một hàng lông mày dài màu vàng, nhanh chóng vuốt qua, đầu ngón tay trượt ra hai vạt kiếm quang màu vàng, ước chừng ba thước, dài bằng lợi kiếm thế gian, một kiếm nghênh hướng đạo lôi điện kia, một kiếm đâm thẳng lốc xoáy tương thông cùng một tòa tiểu lôi trạch trên đỉnh đầu kia. Hai kiếm trường mi của lão giao kim bào đều thành công, cùng lôi điện và lốc xoáy ngọc đá cùng vỡ, ở hai nơi mặt biển cùng trời cao tạc liệt ra ánh sáng chói rọi. Lão hán chèo thuyền không hổ là kim đan, khách hiếm hoi từng tự mình lãnh hội qua phong cảnh địa tiên, thủ đoạn ùn ùn không dứt, đột ngột từ mặt đất nhô lên, vươn ra một vai, đưa tay nắm chặt, cầm một trượng bát xà mâu ánh sáng bạc chói mắt, đâm thẳng lão giao kim bào, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Lão giao kim bào nhếch nhếch khóe miệng, lại biến mất. Một mâu này của lão hán chèo thuyền thế đi vẫn chưa chút yếu bớt, ngược lại tăng thêm lực đạo, chỗ mâu tiêm lại xuất hiện một trận gợn sóng màu đen mâu tiêm tuyết trắng không có gì ngưng trệ trường mâu thế như trẻ tre như đũa vào nước xuất hiện nghiêng lệch trách đi về thị giác nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha